Xin chào các thính giả yêu quý của kênh truyện HPT Channel. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi mang đến cho các bạn câu chuyện ngôn tình mang tên Câu chuyện kể về Âu Dương Liên sau mối tình 3 năm bị lừa gạt tình cảm và bị chính người bạn trai vô lương tâm lừa hết tiền tích cóp trong 10 năm đã cảm thấy vô cùng chán nản. Trong lúc bế tắc nhất, gặp những chuyện xui xẻo, dở khóc dở cười nhất thì cô đã gặp La Kiệt, một chàng trai có vẻ ngoài không hề đẹp trai anh Tuấn, có phần hơi thô lỗ nhưng lại rất ấm áp. Thích Âu Dương Liên ngay từ cái nhìn đầu tiên, La Kiệt đã quyết tâm chinh phục được Âu Dương Liên trong thời gian ngắn nhất. Và chỉ sau 20 ngày, Âu Dương Liên đã hoàn toàn bị La Kiệt chinh phục. Thế nhưng chớ trêu thay, cuộc tình nào cũng sẽ có biến cố trải qua. Âu Dương Liên bị mất trí nhớ tạm thời do hiểu nhầm La Kiệt. Và họ sẽ cùng nhau đi đến cái kết hạnh phúc như thế nào? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện. Âu Dương Liên cúi đầu nhìn đống hành lý đang xếp thành một chồng nhỏ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn căn nhà lớn, hòa viên hiện đại, cao 8 tầng, đứng sừng sững trước mặt cô một lúc lâu. Cô hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của cô. Bà chủ nhà nơi này thái độ vô cùng hiền lành, vẻ mặt tươi cười như nữ Phật Di Lặc. Bà tươi cười chân thành, kể chuyện so với chuyện trước, đối với chuyện thuyết càng nghe khoa trương hơn, làm cho người ta không nhịn được mà muốn cười, nhưng cô thì lại muốn khóc. Cô cũng mong muốn hạnh phúc, cũng muốn sẽ có người có thể thương tiếc cô, sống một cuộc sống vô tư lự, được người người thán phục. Nhưng là vì sao, ngay cả điều đơn giản nhất, cô cũng không thể chiếm được. Cô cũng không phải là một người chỉ biết mơ mộng hão huyền, mỗi ngày chờ đợi vương tử cưỡi ngựa trắng tới đón cô. Ngược lại, cô là một người con gái thực tế, lý tính đến ngay cả chính mình có đôi khi cũng cảm thấy không chịu nổi. Từ nhỏ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ, cô rất sớm đã đi học cách tự lập tự cường, cũng không mơ ước vận may có thể rơi xuống bên người chính mình. Bởi vì ngay cả tình thân cũng phải vắt hết óc lấy lòng mới có thể khiến cho cha mẹ bất công của cô quan tâm yêu thương được một chút. Cô thật không biết trên thế gian này có cái gì có thể để cho cô mà hưởng. Cho nên sau khi ra xã hội, cô lấy sự cố gắng làm việc gấp bội mới đổi được sự thừa nhận của thủ trưởng. Sau khi kết giao với bạn trai, cô đã phó thác toàn bộ tài sản để đổi lấy tình yêu. Nhưng kết quả thì sao? Thủ trưởng luôn luôn mở miệng nói thừa nhận năng lực công tác của cô, đề bạt một người vừa mới tiến vào công ty không đến một năm, hiểu biết ít hơn làm chủ quản của cô. Đơn giản là đối phương bằng cấp so với cô cao hơn. Luôn luôn mở miệng nói yêu cô, bạn trai kết giao hơn 3 năm, vốn lấy thái độ nghiêm túc nói với cô, chờ sau khi số tiền đầu tư của bọn họ tích góp đã được 500 vạn sẽ kết hôn, lại đột nhiên nói muốn chia tay. Còn lấy lý do đầu tư thất bại rồi thôn tính luôn, không trả lại tài sản nhiều năm vất vả gom góp của cô. Mà lý do chia tay dĩ nhiên là của hai người bọn họ cá tính không hợp nhau. Thực sự là buồn cười có phải hay không? Nhưng mà dùng một chút cô cũng không thể cười nổi. Tuy rằng không cười nổi nhưng cô cũng không khóc. Khi đối mặt với những ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp, cô không khóc. Khi đối mặt với bạn trai kết giao 3 năm nói muốn chia tay, cô cũng không khóc. Khi đối mặt với số vốn bản thân vất vả 10 năm, ngay cả một cắc cũng không lấy lại được, cô cũng không khóc. Thật ra cô rất bội phục sự kiên cường của chính mình, nhưng không biết tại sao, trong lúc đối mặt với bà chủ nhà hỏa hoãn, ân cần, lời nói dí dỏm, kể từng ly từng tí, chuyện bát lâu, thì cô đột nhiên lại không thể khống chế được mà bùng nổ, sau đó khóc đến nỗi bản thân cũng bất lực. Có lẽ ngay từ lúc đó cô khóc thật sự đáng thương, khiến cho người ta đau lòng chăng? Cho nên bà chủ nhà liền kéo cô lên lầu 8, sau đó chỉ cho cô đồ gia dụng, đồ điện đầy đủ mọi thứ trong nhà trọ 8 tầng, quyết định cho cô thuê lầu 8. Một tháng chỉ cần 1 vạn tệ tiền thuê nhà, tiền thế chấp là nửa năm tiền thuê. Cho nên người chỉ cần đưa cho ta 7 vạn tệ là có thể lập tức chuyển đến nơi này mà các cô gái chưa kết hôn đều tha thiết mơ ước. Nhà trọ 8 tầng, cơ hội này chỉ có thể gặp, không có thể cầu. Cô nhất định phải nắm cho chắc đấy nha. Bà chủ nhà cười cổ vũ cô, nhà trọ hạnh phúc sao? Chỉ cần vào nơi này ở, cô có phải cũng có thể có được hạnh phúc hay không? Vậy được, vậy tôi sẽ lấy 7 vạn tệ đưa cho bà. Sau đó cứ như vậy, Âu Dương Liên giống như bị thứ gì đó ám ở trên người, không chỉ có đem 10 vạn đồng đang gửi ở ngân hàng, rút ra 7 vạn đồng, giao cho bà chủ nhà. Sau khi về nhà, còn lập tức thu dọn hành lý. 3 ngày liên tục lợi dụng thời gian, sau khi tan tầm, đem toàn bộ đồ dùng cá nhân đóng thùng. Sau đó sáng sớm ngày thứ 7, gọi xe taxi rời khỏi phòng trọ cũ tới nơi này. Cô muốn ở chỗ này làm lại cuộc sống một lần nữa, làm lại hết thảy từ đầu tới cuối, thở ra một hơi thật sâu.
Cô lộ ra nụ cười kiên cường mà kiên định, vươn tay vào túi tiền, nắm thật chặt chìa khóa bà chủ nhà giao cho. Sau đó 10 phần chậm rãi đi lên, vào đến cổng lớn khắc hoa của khu nhà 8 tầng, cô lấy chìa khóa ra, cắm vào trong ổ chuyển động. Ngay đến cả cái khóa cửa cũng không nhúc nhích, làm cho cô ngốc lăng một chút. Cô cúi đầu lại thử chuyển động một chút cái chìa khóa trong tay. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Vì sao cái chìa khóa lại không thể chuyển động? Trên mặt Âu Dương liền xuất hiện biểu tình mờ mịt khó hiểu. Tiếng rắc rắc vang lên, cô dùng sức chuyển động cái chìa khóa sang trái rồi lại sang phải, thậm chí cao thấp trước sau, co rúm theo nó. Nhưng cái khóa ở trên cửa kiên cố không nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Không nên như vậy. Cái chìa khóa này rõ ràng chính là bà chủ nhà đưa cho cô. Chẳng lẽ là bà ấy đưa nhầm rồi sao? Cô thử lại một vài lần nhưng vẫn không thể mở ra. Vì sao lại như vậy chứ? Cô nghi ngờ nghĩ không ra, nhăn mày lấy di động từ trong chiếc túi ra, lại lấy ra tờ giấy ngày hôm đó bà chủ nhà để lại cho cô. Trên tờ giấy có viết một dãy số điện thoại gọi cho bà ta, nhưng mà điện thoại vang nửa ngày cũng không có người nghe máy. Sau khi cô thử ba lần mới suy sụp buông di động, không bỏ cuộc, lại lấy chìa khóa cắm vào trong ổ một lần nữa thử mở cửa. Thực xin lỗi, xin hỏi cô có chuyện gì hay không? Không nghe thấy tiếng chân ngỡ người đến, âm thanh thình lình vang lên, dọa cho Âu Dương Liên nhảy dựng lên, khiến cô nháy mắt xoay người 180 độ, mặt hướng người đang đi tới. Thực xin lỗi, dọa đến cô sao? Lâm Tuyết Nhàn áy náy mỉm cười với cô nói. Nhìn thấy rõ ràng người tới là một nữ nhân xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, trong tay còn dắt một tiểu cô nương xinh đẹp, cơ hồ như cùng một khuôn đúc ra. Âu Dương Liên nhất thời thả lỏng kinh hách, buộc chặt thần kinh. Cô nhẹ lắc đầu, phát hiện nữ nhân này một thân nhẹ nhàng, ngay cả cái túi sách trong tay cũng không cầm, trên tay chỉ cầm một cái túi tiện lợi, bộ dáng vừa đi ra ở cửa hàng tiện lợi mua đồ về. Cô cũng là hộ gia đình ở đây sao? Cô thốt ra hỏi. Cũng. Lâm Tuyết Nhàn khinh lặng đi một lúc. Xin chào, tôi là người mới ở lầu 8, hôm nay mới chuyển đến. Họ kép Âu Dương, tên một chữ Liên, mong chỉ giáo nhiều hơn. Cô thân mật vươn tay, Lâm Tuyết Nhàn vẻ mặt khinh nghi nhìn cô, cũng không có vươn tay ra bắt lại. Thật xin lỗi, tôi quên mất, cô không rảnh tay. Đợi 3 giây, cô bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi tay lại. Đây là con gái của cô sao? Thật là xinh xắn, trông thật là giống nhau. Cô vẫy vẫy tay với cô bé, lại nháy mắt mấy cái. Cô luôn luôn rất thích trẻ con, nhất là trẻ con vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Âu Dương tiểu thư. Lâm Tuyết Nhàn do dự mở miệng gọi. Âu Dương liền chợt thu hồi lại lực chú ý từ trên người cô bé chuyển sang người mẹ. Vâng. Kinh nghiệm làm việc tích lũy 10 năm khiến cho cô theo bản năng đối với kiểu xưng hô Âu Dương tiểu thư này có phần phản xạ. Cô không cần câu nệ như vậy. Lâm Tuyết Nhàn chớp mắt một chút rồi mỉm cười nói. Cô cũng ngốc sức một chút, sau đó áy náy cười. Thật có lỗi, đây là do nhiều năm công tác đã trở thành thói quen. Không sao, cô không cần giải thích. Lâm Tuyết Nhàn lắc đầu. Cô là bạn của La Kiệt sao? La Kiệt. Âu Dương liền vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, như là chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Cô không phải là bạn của La Kiệt. Lâm Tuyết Nhàn trừng mắt nhìn, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ mờ mịt. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Âu Dương liền lắc đầu. Lâm Tuyết Nhàn bỗng nhiên nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua 4 kiện hành lý được đặt ở dưới chân cầu thang, lại quay đầu nhìn người trước mặt này, quần áo đơn giản, tóc dài tới tận thắt lưng, ngũ quan sáng ngời, lại là nữ nhân không thoa son điểm phấn. Suy nghĩ trong chuyện ngàn hồi, cô nói cô là bát lâu hộ gia đình, nhưng lại không biết La Kiệt, thậm chí chưa từng nghe qua tên này, điều này sao có thể cơ chứ? Lầu 8 đã cho La Kiệt, bạn của Ốc Khốc và Khuê Thú Chi từ nước Mỹ đến thuê rồi. Tuy rằng sau đó tên kia đột nhiên có việc phải chạy về Mỹ, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới quay lại đây trở lại. Nhưng là không có đạo lý gì, hắn lại đem phòng ở phân thuê cho người khác mà không báo lại tên của chính mình. Hơn nữa trọng yếu nhất là cô một chút cũng không cảm thấy tên kia lại cần thuê nhà trọ, bởi vì cái hắn có được chính là tiền, không phải sao? Nghe nói tên kia là cổ đông của một trong 10 xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ, là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trời sinh nhất định cả đời cũng không lo ăn mặc. Một quý công tử như vậy tại sao lại có chuyện phải thuê nhà chung cơ chứ? Cho nên ngay từ đầu cô liền cho rằng vì Âu Dương tiểu thư này là bằng hữu của hắn, có lẽ là bạn gái, nhưng là kết quả tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Âu Dương tiểu thư, cô có thể trực tiếp gọi tôi là Âu Dương Liên cũng không sao.
Mà đến bây giờ tôi còn chưa biết cô tên gì, ở lầu mấy, có thể nói cho tôi biết chứ? Tôi tên là Lâm Tuyết Nhan, đây là con gái của tôi, Tiểu Khiết, chúng tôi ở lầu 4. Nói một chút, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xin hỏi, cô thực sự chưa từng nghe qua cái tên La Kiệt này sao? Nếu cô thực sự chưa từng nghe qua, vậy là ai lại đem lầu 8 phân thuê cho cô ở đây? Phân thuê? Lầu 8 không phải chỉ có một mình tôi thuê hay sao? Bà chủ nhà khi đó cũng nói, ngoài tôi ra còn muốn đem lầu 8 phân thuê cho người khác đâu. Bà chủ nhà là Lưu Dư cho cô thuê phòng. Lưu Dư? Là người sở hữu tòa nhà này. Không đúng, chủ tòa nhà không phải là Lưu Dư, là họ Hoàng. Một bà nội trợ dáng vẻ có phần giống Phật Di Lặc, vẻ mặt tươi cười, khoảng 50 tuổi. Lâm Tuyết Nhan trầm mặc nhìn cô, trên mặt xuất hiện một chút không đành lòng cùng với đồng tình. Không phải sao? Âu Dương liền nhìn cô chăm chăm hỏi, cảm giác được một trận ý lạnh đột nhiên tự lưng chuyển đến, lạnh thẳng đến lòng bàn chân của cô. Mà cô thậm chí cái tin tức gì cũng đều không có nghe thấy. Còn cần nghe hay sao? Chỉ riêng vẻ mặt đồng tình của đối phương và các chìa khóa trên tay mình không thể dùng cùng với số điện thoại kia, Thủy Chung không có người bắt máy, cũng đã nói cho cô hết thảy. Cô đã bị lừa và các người lấy đi của cô 70.000 đồng căn bản không phải là bà chủ nhà ở đây. Nhưng tại sao lại lại như thế chứ? Rõ ràng bà ta chìa khóa nơi này, rõ ràng đã mang cô đến lầu 8 xem qua phòng thực tế. Nếu không phải người chủ nhà trọ ở đây thì làm sao có thể có chìa khóa cơ chứ? Trước kia công nhân vệ sinh ở công ty này phụ trách quét tước nhà trọ cũng đã từng dùng loại thủ pháp này để lừa những người khác, cho nên chúng tôi đã đổi công ty vệ sinh. Không ngờ chuyện tương tự như vậy lại xảy ra. Lâm Tuyết Nhan muốn nói lại thôi nhịn cô, áy náy nói, thật xin lỗi. Âu Dương liền mở mịt vô lực, lắc lắc đầu. Là cô tâm hồn mở mịt nên mới có thể mắc mưu bị lừa, căn bản không liên quan đến người khác. Chính là cô không hiểu, cô cũng đã bi thảm đến như vậy rồi, vì sao còn muốn cô gặp phải chuyện này nữa cơ chứ? Là ông trời đang thử nghiệm độ mạnh mẽ đối đầu với khó khăn của cô được bao nhiêu sao? Hay là muốn nhìn thấy bộ dáng suy sụp của cô? Không, cô sẽ không đầu hàng, sẽ không nhận thua, càng không để cho mình sụp đổ. Có cầu trời không tuyệt đường của ai bao giờ, cô không tin mình chỉ có được bi thảm đến không thể sống tiếp được nữa thì vận rủi mới có thể chấm dứt. Không sao, bị lừa thì đã là bị lừa rồi, coi như là cô đi thay người vậy. Quyết định xong, cô lập tức hít sâu một hơi, xoay người đi xuống cầu thang. Lâm Tuyết Nhan đang muốn gọi cô lại, hỏi tiếp theo cô có tính toán gì hay không, thì lúc này con gái Tiểu Khiết lại kéo kéo tay cô. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Không còn cách nào khác, cô phải nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa, mang con gái lên lầu 4 đi vệ sinh. Mà sức chín châu hai hổ, Âu Dương liền cuối cùng cũng đem được 4 dương hành lý lớn từ lầu 1 lên lầu 4. Dọn đến cửa nhà mà hồi sáng cô rời đi sẽ còn nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Chuyện tỷ nhân sinh khó có thể đoán trước được, thực sự là rất nhiều. Hàn nhẹ một hơi, cô dùng chìa khóa hồi sáng bị cô ném vào trong thục thư mở ra cửa. Sau đó cửa mở ra hết cỡ thuận tiện, đem 4 dương hành lý lớn chuyển vào trong phòng. Chính là khi cửa rộng mở, hai cơ thể gần như trần trụi hoàn toàn bỗng nhiên từ trên ghế salon ngã xuống. Động tác mãnh liệt tạo ra thanh âm vốn hoàn toàn không chú ý đến trong phòng còn có một người nữa là cô. Không tự chủ nhìn về phía đối phương, sau đó liền mặt trắng xanh. Không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên mở cửa xâm nhập. Nam nữ ngã xuống ghế sofa, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tìm quần áo và đồ vật che chắn. Bộ phận nam nhân cận che lấp so với nữ nhân ít hơn một chút, cho nên rất nhanh liền đứng dậy. Âu Dương Liên, cô muốn làm gì? Trần Hạo Bạch trợn mắt trừng cô hỏi. Âu Dương Liên trong động trống rỗng vẫn còn đang khiếp sợ. Không phải là cô đã dọn đi rồi hay sao? Còn đồ gì chưa lấy? Trước khi đến chẳng lẽ không cần gọi điện trước à? Không hiểu ra sao tự nhiên lại xông vào nhà của tôi, như vậy là tính tình gì đây? Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Lời của hắn mặn nhạt, thái độ hùng hổ dọa người, cuối cùng cũng làm đầu cho cô khôi phục lại hoạt động bình thường. Cô trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh cơ hồ có thể khiến cho xung quanh mình kết băng. Tôi nhớ là lúc trước tôi thuê nhà này, tiền thế chấp là do tôi trả, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng là do tôi trả. Anh dựa vào đâu mà nói đây là nhà của anh chứ? Mà nói thật ra, căn phòng này có thể thuộc về ai thì người đó cũng được, cũng phải là tôi chứ không phải là anh. Mặt cô không chút thay đổi, nhìn chọc chọc vào hắn, thanh âm thong thả lạnh lùng nói, tôi cũng có trả tiền thuê phòng chứ bộ. Vậy sao, một lần hay là hai lần? Trả từ một năm hay là hai năm trước? Trần Hạo Bạch sắc mặt luân chuyển liên hồi, từ trắng sang xanh. Rốt cuộc thì cô tới đây làm gì?
Đây là nhà của tôi, đã là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không thể trở về hay sao? Khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng. Hành lý của cô không phải đã dọn ra hết ra ngoài rồi hay sao? Thì ra anh đã sớm đuổi tôi đi khỏi, sau đó khẩn cấp mang bạn gái mới trở về đây. Khá cho cái lý do chia tay vì không hợp của anh. Cô trầm chọc cười lạnh thành tiếng. Tôi nói như vậy chính là không muốn làm cho cô bị tổn thương mà thôi. Không lẽ cô muốn tôi nói với cô tôi đã không còn thương cô nữa hay sao? Huống chi tôi lại không đuổi cô ra ngoài, là cô tự muốn dọn đi. Bây giờ cô lại quay lại trách tôi, cái này chẳng phải thật sự là rất buồn cười hay sao? Trần Hạ Bạch, anh thật sự không phải con người. Âu Dương Liên, cô đừng có mà quá đáng. Hảo, bà nội trợ này là ai vậy? Nữ nhân dưới ghế salon cuối cùng cũng đem nơi cần phải che lại, vặn vẹo lóc mông dán lên người nam nhân kia, biểu thị công khai quyền sở hữu. Tuy rằng ngoại hình của cô ta chính xác cứ giống bà nội trợ, nhưng mà cô ta còn nhỏ hơn em 1 tuổi. Cái gì? Nhỏ hơn 1 tuổi? Trời ạ, nữ nhân này không phải là em đại giá lục đấy chứ? Hay là người giúp việc quốc tịch nước ngoài? Thật đáng sợ. Thế mà tuổi em với tuổi cô ta lại còn không sai biệt cho lắm. Nữ nhân bày ra bộ dáng bị đả kích lớn kêu lên. Trần Hạo Bạch khẽ cười thành tiếng, tựa như cảm thấy phản ứng như vậy của cô ta thực sự đáng yêu. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngoại hình của em thoạt nhìn nhiều lắm, cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Thật vậy sao? Cô ta lập tức mở cờ trong bụng, miệng nở nụ cười. Thật, lần đầu tiên khi nhìn thấy em, thậm chí anh còn phải hoài nghi em có phải bị thành điên nữa hay không. Thật vậy sao? Nụ cười trên mặt cô ta càng thêm sáng lạn. Đương nhiên là thật rồi. Hảo, em yêu anh nhất. Nữ nhân vui mừng nhảy dựng lên, dâng lên nụ hôn. Anh cũng yêu em. Nhìn Trần Hảo Bạch ở trước mặt cô ta không coi ai ra gì, thân thiết cùng với nữ nhân khác, Âu Dương liền tự khiếp sợ, đau lòng, tàn nát cõi lòng, rồi đến chết lặng, rồi lại không còn bất luận một cảm giác gì nữa. Loại nam nhân này cô thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc lúc trước chính mình vì sao lại yêu hắn, tại sao lại ngốc đến mức dâng cho hắn toàn bộ tài sản tích góp, toàn bộ bản thân và hơn 3 năm thanh xuân quý giá. Cô thật hận, nhưng mà không phải hận hắn, mà là hận chính bản thân mình. Lúc trước tại sao mắt lại như mù, cứ thế để cho hắn có thể phó thác cả đời. Cô trầm mặc xoay người rời đi, cầu nguyện đến cuối đời này không muốn gặp hay nghe thấy một chút tin tức của nam nhân này nữa. Lại dùng sức chín châu hai hổ mới đem hành lý từ tầng 4 lại dọn xuống tầng 4 trở lại. Âu Dương Liên trước mắt mở mịt đứng ở bên đường cái, hoàn toàn không biết giờ khắc này mình có thể đi đâu, phải đi đâu. Tuy rằng cô cũng không phải là một người không có nhà để về, nhưng từ khi cô 18 tuổi ra ngoài làm việc, cô vốn đã có một phòng dự trữ. Cái chính là 3 năm trước, phòng cũ sau khi được trang hoàng lại, vì bọn em trai vờ vét, phần chia không gian vốn có, cái nhà lớn kia sớm đã không có chỗ để cô sống yên ổn nữa. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó mà cô mới thật sự muốn có được một gia đình thuộc về chính mình. Thế nên mới bất chi bất giác để cho Trần Hạo Bạch thừa dịp có cơ hội lựa cô 3 năm. Thực sự là cô lính ngộ ra được, quá muộn, cũng đã thấy nhận ra quá chậm. Đây có phải cái gọi là hối hận không kịp hay không? Vô lực tự giễu, Âu Dương Liên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại quay đầu nhìn trái phải. Bốn phía đường thẳng tắp, nhưng cô phát hiện mình không có đường nào để đi nữa. Từ nay về sau, đầu mới là nơi dành cho cô. Sẽ có một chỗ thật như vậy sao? Trời không nói, cũng không có ai trả lời cô. Bên ngoài quán trọ, thoạt nhìn cũ cũ kỹ kỹ, trang bị bên trong cũng rất cũ, nhưng chỉ cần người có thể ở được, có nước ấm để tắm rửa. Hơn nữa, phí ăn ở tương đối rẻ, như vậy là quá đủ rồi. Âu Dương Liên không lãng phí nhiều thời gian cho việc tự trào phúng bản thân và hối hận. Ngồi trên taxi, sau đó theo trí nhớ, cô tìm được một gian nhà ngủ để trọ lân cận đó. Rồi ngựa không dựng vó xuất môn đi tìm nhà. Mà ngoài tìm nhà ra, cô còn phải tìm việc làm thêm mới có thể ứng phó với quẫn cảnh chống chọi đá này. Bởi vì trước mắt, toàn bộ tiền gửi ngân hàng của cô chỉ có 30 ngàn. Vì tiết kiệm chi phí giao thông, cô quyết định lấy khoảng cách từ nơi ngủ trọ hiện tại đến công ty làm phạm vi ưu tiên để tìm kiếm, đi bộ trong từng phố ngõ lớn nhỏ, tìm người có yêu cầu và quảng cáo thuê nhà. Cô không nhớ chính xác cuối cùng mình đã tìm trong bao lâu, chỉ biết là lúc cô bắt đầu thì mặt trời còn treo cao trên bầu trời, bây giờ thì đã đẩy sao. Cô cũng không nhớ chính xác tổng cộng đã đến mấy gian nhà, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gặp mấy người chủ thuê nhà, chỉ biết là cô đi đến lúc hai chân như nhũn ra, kết quả vẫn là con số 0. Bụng thật đói, miệng thật khát, chân lại rát, nhưng lòng càng mệt. Cô thực sự nghi ngờ mình có phạm thái tuế hay không,
Nếu không tại sao có thể nhiều vận xui liên tiếp rơi xuống đầu cô như vậy? Mới nghĩ như vậy xong, một chân cô trẹo một phát, nghe thấy một tiếng rắc vang lên. Giày gót dĩ nhiên cứ như vậy mà gãy ra, còn làm cho cô bị chật chân. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Rốt cuộc còn vận xui gì nữa? Chuyện xui xẻo gì nữa? Vận xui còn chưa kịp tới cửa, rõ ràng là đã đi cùng nhau thật tốt. Âu Dương liền căm tức ngồi trên mặt đất, đem giày cao gót bị gãy cởi ra, sau đó đem hết khí lực gỡ ra gót giày bị gãy từ trong giày, vườn tay hung hăng ném ra bên ngoài phát tiết mối hận trong lòng. Mẹ đó, cái gì vậy? Gót giày không thiên vị văng lên đầu một gã đi đường, người nó quay đầu tìm kiếm người gây họa, phẫn nộ trong hai mắt nháy mắt nhắm ngay vào cô, sau đó liền nhanh chóng hướng cô đi tới. Vừa nãy là cô lấy đồ ném tôi, có phải hay không? Đối phương giận chán tức giận hỏi. Xin lỗi, tôi không ngờ là vừa lúc đó lại có người đi qua. Cô ngây ngốc một chút, nhíu mày giải thích. Cô cho là một câu xin lỗi có thể giải quyết được hay sao? Cô thấy không, trán của tôi chảy máu rồi đây này. Nam nhân lấy cái tay giận chán để xuống trước mắt nhìn một chút, chỉ thấy trên tay thoáng hiện một vết máu, khó trách lại thấy đau như vậy, chết tiệt. Thật ra lúc đầu là do cô sai trước, vốn là nên hảo hảo hướng người ta giải thích rồi bồi tội mới đúng. Nhưng gần đây cô gặp vận xui liên tiếp khiến cho tâm lực lao quá độ, cho nên khí lực làm yên lòng người khác, cúi đầu giải thích cũng đều còn không. Âu Dương liền khẽ thở dài một cái, quyết định dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt. Từ trong túi sách, cô lấy ra 500 đồng đưa cho đối phương. 500 đồng, hẳn là đủ chi phí sơ cứu rồi chứ? Cô nói cái gì? Trong nháy mắt, đối phương trợn tròn hai mắt, giận không thể át điên cuồng hét lên với cô. Âu Dương liền lặng đi một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác, phát hiện giải pháp thuyết phục vừa nãy của mình rất không ổn thỏa. Tôi cũng không có ý gì đâu, đây chỉ là tiền thuốc men thôi mà. Cô sửa miệng nói. Tiền thuốc men, 500 đồng có phải rất rẻ hay không? Có cho thì cho 5 vạn đồng đi. Đối phương chừng cô một lúc lâu, đột nhiên lấy khẩu khí ngả ngớn hử lạnh nói. Cô chồng mặc không nói, chừng lại hắn, lâu này mới phát hiện y phục của đối phương tuyệt không bình thường. Không chỉ có áo sơ mi hoa xứng với quần tây, còn trên chân đeo dép lê, trên cổ có hai vòng cổ to, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện. Thần kinh trong nháy mắt cô cứng lại, cô đem giày đã bị gãy trên gót tay, trèo lại trên chân, sau đó dựa theo mặt tường phía sau, chậm rãi đứng lên. Nhưng trên người tôi không có nhiều tiền như vậy. Cô chuyển sang thái độ cẩn thận nói. Tôi không để ý, đi lĩnh tiền cùng cô. Đối phương nhíu mày nói. Đến tận đây, Âu Dương Điền đã không tin được chuyện cô bị quỷ xui ám. Nếu không cô sao có thể xui xẻo tới trình độ này cơ chứ? Cô hội lên trước thành bọn nước, bị bạn trai vứt bỏ, còn cuốn đi toàn bộ tích góp, bị chủ thuê nhà giả lừa mất chút tiền còn sót lại, không có nhà để về, cuối cùng lại gặp phải lưu manh, lấy công phu sư tử ngoạm, bắt đền tiện thuốc men. Trên đời này còn có người thứ hai xui hơn, thảm hơn cô hay không? Nhưng mà toàn bộ tài sản của tôi chỉ có 3 vạn đồng mà thôi. Cô nói trong tuyệt vọng. Đối phương nghe vậy liền khiểu nhẹ dưới đuôi mày, bày ra một bộ dáng như kiểu cô cho tôi là chạy lên 3 chắc. Âu Dương liền đột nhiên có ý xúc động muốn khóc. Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì ông trời đối đãi vô tình. Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì khiến cho ông trời phải liên tiếp làm cho cô sợ hãi lo lắng, tra tấn cô như vậy cơ chứ? Nước mắt bỗng nhiên ngừng tụ trong vảnh mắt rồi rất nhanh chạy xuống. Cô lập tức lấy tay hủy thi diện tích, không muốn khuất phục. Tôi dẫn anh đi lĩnh tiền thì anh sẽ tin thôi. Âu Dương liền không đợi đối phương có phản ứng gì, cô nén chân đau, lết chân bị thương đi về phía trước. Trước đó không xa có trạm ATM vẫn còn đang sáng đèn. Cô chỉ muốn đưa tài khoản trống không cho hắn xem thì hắn sẽ biết điều cô đang nói là thật. Chân cô có chuyện gì vậy? Phía sau chuyện đến tiếng hỏi nguy hoặc của đối phương. Cô không trả lời, chỉ lết cái chân đang đau về phía trước, cũng đủ lấy hết toàn bộ khí lực của cô. Đau quá, lúc nãy còn ngồi ở dưới đất, vẫn còn chưa biết. Lúc đứng dậy, cũng chỉ hơi hơi đau mà thôi. Không nghĩ tới, lúc chỉ hơi dùng lực một chút, thì đã đau đớn lại lập tức nhói tận tim, làm cho cô chạy cả mồ hôi lạnh. Chân cô thực sự chỉ bị trật thôi sao? Tại sao lại đau như vậy? Làm sao bây giờ? Hành động không tiện như vậy, sao có thể tìm được công việc, tìm được nhà? Ông chủ phỏng vấn sau khi nhìn cô cà thọn như vậy còn có thể tuyển cô sao? Thậm chí tài sản 3 vạn đồng lại còn bị thổ phỉ ở phía sau vơ vét đi mất. Từ nay về sau cô sẽ phải trải qua như thế nào đây?
Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt bất lực, càng đi càng thấy chân đau không thể chịu nổi. Cô không muốn khóc, không muốn khuất phục sự vô tình, nhưng nước mắt lại không còn cách nào mà chảy ngược ra. Tôi đang nói chuyện với cô đó, cô không nghe thấy à? Cảm giác bị coi thường, không thể không tha thứ. Lạc Kiệt bước nhanh hai bước liền vượt cô. Chính là khi hắn vừa nói xong, liền bị bộ dáng rơi lệ đậy mặt của cô làm cho sợ đến mức ngượng bước. Hắn muốn chỉ giáo huấn cô một chút, muốn cô đừng dùng dáng vẻ có thể dùng tiền là có thể giải quyết hết tất thảy mọi chuyện, thực sự không ngờ lại khiến cho cô khóc. Anh không muốn đi lấy tiền với tôi sao? Âu Dương liền nâng hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Không có. Lạc Kiệt nghiêm túc lắc đầu. Cô nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt trong vành mắt, rồi lại dùng bàn tay lau mặt. Anh lừa tôi đúng không? Cô thong thả mở miệng nói. Tôi không có. Tôi không tin. Cô lắc đầu tự thì thầm bụng mình. Nhất định là anh muốn nới lỏng cảnh giác của tôi, sau đó lại nhân cơ hội mà lấy nhiều tiền hơn. Căn bản là anh không cần lãng phí thời gian thiết kế tôi, bởi vì toàn bộ tài sản của tôi thực sự cũng chỉ có 3 vạn đồng mà thôi. Không tin, tôi đưa cho anh xem tài khoản ngân hàng giống của tôi. Nói rồi cô lại nhấc chân bước lần nữa, mang chân bị thương đi về phía trước. Nhìn cô đi mà vạn phần thống khổ, giống như mỗi bước chân là muốn lấy mạng của cô vậy. Là Kiệt cuối cùng nhịn không được, một tay giữ cô đứng lại. Tôi hỏi, chân của cô rốt cuộc bị sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi, cúi đầu nhìn giày bị gãy gót của cô. Cô không hiểu sao hắn lại phải hỏi, chuyện này căn bản là không lệ liên quan đến hắn. Không có gì. Không có gì, có quỷ á? Hắn giận dữ, không thể ác tiếng lớn nói, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo ống quần của cô lên. Anh làm cái gì vậy? Hành động bất thình lình của hắn làm cho Âu Dương Liên sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau. Không ngờ lại đem sức nặng toàn thân đặt lên chân bị thương, đau đến mức làm cô nhe răng trợn mắt, thở dốc vì kinh ngạc, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cô đang làm cái quỷ gì vậy cơ chứ? Khi hắn thấy hai mắt cá chân của cô sưng lên gấp 2 lần so với bình thường, thì cũng không nhịn được mà thấp giọng rủa một tiếng. Chết tiệt, chân cô bị thương, tại sao lại không nói chứ? Nữ nhân này thật là thích cậy mạnh quá mức. Hắn đứng dậy, không nói 2 lời, đã bế ngang cô lên. Âu Dương liền cả kinh kêu một tiếng, nắm chặt tay lại, dùng sức đấm hắn. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra! Bình tĩnh một chút, tôi chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện mà thôi. Chân của cô bị thương nghiêm trọng như vậy, cần phải khám bác sĩ mới được. Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc nói với cô. Cô ngẩn ra, bất chi bất giác dừng lại động tác đấm hắn, không chắc chắn, chăm chú nhìn về mặt chân thành của hắn. Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi mà. Sau một lúc lâu, cô mới nói. Tôi rất nghi ngờ đó nha. La Kiệt lắc lắc đầu, dễ dàng ôm cô hướng về phía đường cái, chuẩn bị gọi taxi. Âu Dương liền biết hắn nói một chút cũng không sai. Cô cũng rất hoài nghi mình thực sự có thể tự đi được hay không. Chính là coi như không thể đi được thì cũng phải nghĩ cách để một nam nhân xa lạ ôm chặt đi trên đường như vậy. Nàng thực sự không quen một chút nào, cũng rất ngượng ngùng. Tôi thật sự... Cô mới mở miệng đã bị cắt ngang. Chân của cô sao mà lại bị thương như vậy chứ? Hắn hỏi cô. Thì gót giày tự nhiên cái, không cẩn thận trật chân. Cô ngừng lại một chút mới trả lời hắn. Cho đến lúc nãy cô mới ngồi dưới đất. Ừ. Cho đến lúc nãy cô mới để tôi bằng gót giày của cô. Nghe xong câu hỏi của hắn, Âu Dương Liên cảm thấy rất áy náy. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ ném trúng người. Tiền thuốc của anh tôi sẽ trả mà. Cô nói nghiêm túc. Không phải cô đã nói toàn bộ tài sản của cô chỉ còn 3 vạn đồng thôi sao? Hắn không nhịn được mà cười nhạo cô, lại thấy biểu tình trên mặt cô nháy mắt trở nên ủ rột. Tôi nói giỡn thôi mà, kỳ thật tôi cũng không bị thương gì đâu. Loại chảy ra chút xíu này, không cần bôi thuốc cũng sẽ liền ngay thôi. Cho nên cô không cần trả tiền thuốc men gì gì đó cho tôi đâu. Hắn vội vàng sửa lời, muốn cho cô yên tâm, lại âm thầm trách mình thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Không biết tại sao, chỉ cần trên mặt cô xuất hiện một chút thương tâm, đau đớn, u buồn hoặc vẻ mặt không vui sướng, hắn liền mặc danh kỳ diệu, muốn giúp cô triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực đó. Có phải nên thường xuyên tươi cười, cô cười rộ lên nhất định sẽ rất dễ nhìn, hắn có loại cảm giác này. Ôm chặt cô bỗng nhiên chậm mặc đi đến bên vệ đường, vừa mới buông cô xuống, La Kiệt liền thấy một chiếc taxi đang sáng đèn báo xe còn trống, đang chạy về phía họ. Hắn liền ngay lập tức đưa tay đón lại. Hắn mở cửa xe, thật cẩn thận dịu cô ngồi vào phía sau xe, tiếp theo lại đóng cửa lại. Cảm ơn anh.
Từ trong trầm mặc hồi phục lại tinh thần, Âu Dương liền vội vàng đè cánh cửa kính xuống, nói cảm ơn với hắn. Nhưng mà làm cô kinh ngạc hơn, hắn lại mở cửa trước của taxi cùng ngồi vào trong xe. Đến bệnh viện gần nhất, hắn nói với lái xe, nhìn mắt cá chân phải bao thành hai cái bánh bao lớn nhỏ. Âu Dương liền mờ mịt ngồi trên ghế phòng cấp cứu trong bệnh viện phát ngốc. Cái nam nhân đưa cô đến bệnh viện kia, đến quầy dược lấy thuốc giúp cô, cần cô ở đây đợi hắn. Người đàn ông đó, đến bây giờ cô vẫn không biết rõ đến tuột cùng hắn là người tốt hay người xấu. Lúc vừa bắt đầu thì thấy thái độ hung ác vờ vét 5 vạn đồng của cô, sau đó thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ, không chỉ đưa cô đến bệnh viện chữa thương, còn ở bên cạnh cô từ đầu tới cuối, dùng hết khả năng giúp đỡ cô hết thảy, bất kể là đăng ký, trả tiền, lấy thuốc, thậm chí khi bác sĩ khám và chữa tổn thương chân cho cô, còn đảm nhiệm làm cho cô yên lòng, đóng vai người nhà đi cùng. Rốt cuộc hắn là người như thế nào, tại sao lại giúp cô? Chẳng nhẽ là muốn lợi dụng cơ hội này bắt buộc ân báo đáp, vờ vét nhiều tiền hơn của cô sao? Nguy rồi, cô đang làm gì vậy? Âu Dương liền lúc này mới nhớ tới, vậy mà cô lại đem túi sách tất cả của mình đều giao cho hắn đi đụng phí. Cô là đồ ngốc sao? Trong túi sách của cô có giấy chứng minh, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, thẻ tín dụng, cần mật mã mới có thể sử dụng, thì không cần phải nói. Nhưng nếu hắn lấy giấy chứng minh thư của cô đi làm chuyện xấu, lấy thẻ tín dụng của cô quẹt lung tung, hậu chi hậu giác phát hiện sai lầm của chính mình, làm chuyện điên rồ, cô nhanh chóng đứng dậy, lê chân cả thọt, chân thấp chân cao, chạy tới quầy thuốc, hy vọng vẫn còn cứu kịp lại tất cả mọi chuyện. Tuy rằng cô biết tỷ lệ này phải nói là cực kỳ nhỏ bé. Chân quá đau, nhưng tâm lại càng đau, cô chỉ biết quỵ xuôi, không có khả năng khinh định như vậy mà rời khỏi cô. Cô đang làm cái gì vậy? Không phải tôi bảo cô ngồi ở đây đợi tôi rồi hay sao? Tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên, làm cho cô ngừng bước, ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, nhìn người đàn ông nên sớm mang túi sách của cô chạy mất tăm mất dạng ở trước mắt. Anh chơi đi sao? Đi đâu? Không phải tôi đã nói với cô là tôi đi lấy thuốc cho cô rồi hay sao? Sẽ trở về ngay mà, muốn đi đâu chứ? La Kiệt nhíu mày nói với cô, nhưng đến khi nhìn thấy cô dặn dụa nước mắt, nhìn không được mà dịu giọng lại. Chân vẫn còn rất đau sao? Nếu đau thì nên ngoan ngoãn ngồi đó chờ tôi, đừng có nơi nơi chạy loạn. Nói rồi, hắn đem thuốc trên tay nhét vào trong túi sách của cô, sau đó đeo túi sách lên tuấn vai, xoay người một phen, đem cô ôm lấy. Âu Dương Liên nhịn không được, kinh hô một tiếng, lại rước lấy ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh. Anh mau buông tôi xuống đi, tôi tự đi được mà. Cô thấp giọng kêu. Cô đã khóc thảy như vậy rồi, còn muốn cậy mạnh sao? Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt. Không phải tôi đau chân mà khóc, anh mau thả tôi xuống đi. Đây là đâu, làm gì mà phải mất mặt chứ, còn muốn nói dối làm gì? Tôi không nói dối, anh mau thả tôi xuống, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Cứ cho bọn họ nhìn đi. Hắn tuyệt đối không để ý, cô đột nhiên an tĩnh trở lại, bởi vì cô biết mình có nói cũng vô ích. Người đàn ông này căn bản không nghe lời của cô. Cuối cùng cũng đi đến đón chỗ taxi bên ngoài của bệnh viện, hắn thả cô xuống trước. Sau đó giống như lần trước, thay cô mở cửa xe, dìu cô ngồi vào trong chỗ ngồi phía sau, rồi đóng cửa xe lại. Cô trợn mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại mở cửa xe ra. Túi sách của tôi. Cô chỉ túi sách trên vai của hắn. Tôi sẽ đưa cô về nhà. La Kiệt nhìn cô một cái, sau đó đem cửa xe đóng lại, xoay người ngồi vào ghế phụ phía trước. Nói địa chỉ đi. Hắn quay đầu lại hỏi. Âu Dương Liên mờ mịt nhìn hắn. Cô ở chỗ nào? Cô cúi đầu. Anh không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự về được mà. Dù sao thì tôi cũng không có việc gì, tôi sẽ đưa cô về trước, rồi sẽ trở về sau. Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi. Cô ở đâu? Tuy rằng hắn hỏi cô, cái gì cô cũng không biết, nhưng gần 2 giờ ở chung, làm cô cảm nhận sâu sắc một điều. Hắn cứ làm theo ý mình, cá tính bá đạo, không cho người khác phản đối ý kiến. Cô cam chịu số phận, bất hạnh nói ra địa chỉ, lập tức thấy hắn quay đầu lại, lặp lại cho tài xế nghe. Bệnh viện cách chỗ cô ở không xa, chưa đầy 20 phút, taxi đã dựng trước quán trọ cũ nát, nơi mà cô tìm ngủ tạm. Có thật là cô ở chỗ này chứ? Sau khi hai người đều đã xuống xe, La Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn mặt tường quán trọ loang lổ, nghi ngờ hỏi. Âu Dương Liên gật đầu. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tiền taxi... Đây là quán trọ, nhà mà cô mở à? Hắn cắt ngang lời cô gầy gốc một chút, sau đó lắc đầu. Không phải.
Vậy thì tại sao cô lại ở nơi này? Là đến đây công tác hay là đến chơi? Hắn xoay người nhìn cô. Cũng không phải. Thửa dịp trước khi hắn mở miệng, cô lớn tiếng nói trước. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, lại còn đưa tôi về. Tôi không có gì tốt để báo đáp anh, ngoại trừ một tiếng cảm ơn. Tiền taxi lần này để tôi trả là được rồi. Nói rồi cô đưa ra 1.000 đồng đưa cho người lái xe. Làm phiền anh đưa vị này đến nơi anh ta muốn, cảm ơn. Không thành vấn đề. Lái xe lập tức nhích miệng nhận lấy tờ tiền giá trị lớn 1.000 đồng. Cảm ơn anh. Âu Dương liền quay người hướng La Kiệt, gật đầu nói cảm ơn. Là cô ở trọ trong này vài ngày, hay là vì giám hộ gian nhà trọ này mà ở đây? Hắn nhíu mi hỏi, suy nghĩ thủy chung không thể lý giải vấn đề đang quấy nhiễu hắn. Tôi chỉ tạm thời ở đây, chờ tôi tìm được nhà thì sẽ dọn đi. Âu Dương liền nhịn không được mà thở dài, lại thua hắn bá đạo không khuất phục, nhận mệnh lệnh trả lời vấn đề của hắn. Lời của cô khiến cho hắn cau mặt mày lại, bởi vì bất kể là ở tạm hay là ở lâu, chỗ này đều không thích hợp với một nữ nhân tuổi vẫn còn trẻ đơn độc ngủ trọ. Bên ngoài quán trọ loang lổ còn chưa tính, ở hai bên vách tường cửa lớn, trên cột điện còn dán đủ kiểu quảng cáo tình dục. Vừa nhìn đã biết ở trong nơi này có bao nhiêu phức tạp nguy hiểm, tại sao cô lại có thể tìm được chỗ này cơ chứ? Để tôi đưa cô lên. La Kiệt cương quyết mở miệng nói, cô lặng đi một chút, vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, trong nhà trọ có thang máy, tôi có thể... Tôi sẽ đưa cô lên. Hắn không phân trần, một tay bế cô lên. Âu Dương liền theo bản năng, đưa tay ôm chặt cô hắn để phòng bị ngã. Tiền anh, đợi tôi xuống. Hắn quay đầu nói với tài xế taxi, nói xong liền đi vào cổng nhà trọ. Tiên sinh, tôi thực sự có thể tự đi mà, anh không cần đem tôi ôm đến ôm đi, giống như chân của tôi không phải bị chặt mà bị cắt đứt đi vậy. Mặt cô đau khổ, nhỏ giọng hướng hắn nói oán hận. Cô ở phòng số mấy? Hắn nhắm mắt làm ngơ, ôm chặt cô đi về phía trước quầy. 307. Cô thở dài nói một hơi. Chìa khóa phòng 307. Hắn nói với chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ tò mò, liếc nhìn bọn họ một cái. Sau khi xác định thân phận của Âu Dương Liên xong, liền đem chìa khóa cho La Kiệt. Sau đó cô bị hắn ôm đi chặt vào trong thang máy. Mãi cho đến khi đến trước cửa phòng 307 mới buông được ra. Trên đường đi, hắn đại khí ung dung chưa từng suy xuyển xuống. Tựa như cô không phải là người thật mà, chỉ là mang thêm một em bé. Nam nhân đều mạnh mẽ như vậy sao? Không, ít nhất thì Trận Hạo Bạch không có cách nào để bế cô dễ dàng như vậy. Càng đừng nói là ôm chặt mà đi một đoạn đường dài như vậy. Trong lúc cô đang mơ mơ hồ hồ, La Kiệt đã tự tung tự tác, lấy chìa khóa trên tay mở cửa đi vào phòng. Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy? Hắn nhìn bốn dương hành lý cỡ lớn đặt ở trong phòng khó hiểu hỏi. Âu Dương lên khẽ thở dài, lấy phương thức kim kê độc lập nhảy vào trong phòng. Cảm ơn anh đã đưa tôi lên, cũng không phiền anh tôn trọng tôi một chút, không cần tùy tùy tiện tiện xông vào phòng người khác. Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy, đều là của một mình cô sao? Hắn quay đầu hỏi. Thiệt tình thì rốt cuộc hắn có nghe cô nói chuyện không vậy? Đúng. Cô trả lời câu hỏi của hắn trước rồi lại nói tiếp. Hôm nay vô cùng cảm ơn anh chiều cố và đã hỗ trợ tôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên nhanh chóng trở về đi. Taxi còn ở phía dưới chờ anh mà. Sao có một mình cô thôi mà lại nhiều hành lý như vậy chứ? Âu Dương liền bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Cuối cùng thì anh có muốn nghe tôi nói hay không? Lái xe taxi cũng sẽ tính thời gian chờ và tiền xe, cô không lo cho anh ta. La Kiệt nhịn cô một cái rồi tiếp tục nói. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ đây là việc riêng tư của tôi mà. Cô không khách khí trả lời, khiến cho hắn trầm mặc trở lại, không tiếp tục truy vấn kỹ càng sự tình, lấy lại vẻ mặt như có suy nghĩ nhìn cô chăm chú. Âu Dương liền bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Anh muốn sao đây? Cô đột nhiên ý thức được một loại cảm giác kinh hoàng. Hắn sẽ không phải sẽ giật tiền không thành mà muốn đổi sang cướp sắc đấy chứ. Cô không tự chủ mà lui từng bước về phía sau. Không có việc gì, tôi nghĩ tôi phải đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm biệt. Hắn lắc lắc đầu, đem chìa khóa phòng ném lên giường. Sau khi ra khỏi phòng, còn giúp cô đóng cửa lại, cứ như vậy mà ly khai. Cô đỡ người ra đứng ở trong phòng thật lâu, mới hồi phục lại tinh thần. Hắn thật sự cứ như vậy mà rời đi sao, hoàn toàn không có sợ cầu. Cô nghi ngờ nhảy đến bên cửa, nhìn thăm dò trong chốc lát. Trên hành lang không có một bóng người. Hắn đi thật rồi chứ, cứ như vậy mà đi. Cô chừng mắt nhìn, tim loạn, nhịp đập mạnh đóng cửa lại khóa kỹ,
trong óc vẫn tràn ngập nghi hoặc. Tuy rằng bộ dáng người đó có điểm giống lưu manh, nhưng chắc chắn hắn không phải là lưu manh. Lúc này cô mới nhớ ra là mình đã quên hỏi tên của hắn. Quỷ xui xẻo hôm nay luôn ám nàng, đã bỏ đi thật rồi sao? Âu Dương liền lê cái chân bị thương, vẻ mặt tức giận, đi từng bước mượt về hướng nhà nghỉ mà cô ngủ tạm. Thật là đổ vô lại chết tiệt, cô bị thương chính là chân, chứ đâu phải tay. Ánh mắt hay đầu óc, dựa vào đâu mà bắt buộc cô phải xin năm về nhà nghỉ ngơi, thật là tức chết cô mà. Được, cô muốn nghỉ ngơi phải không? Vậy cô sẽ như mong muốn của bọn họ, nghỉ hết chân đau rồi mới tiếp tục đi làm. Dù sao phép năm của cô còn nhiều như vậy, không nghỉ hết không ngừng. Về phần trong lúc đó, nếu bọn họ có việc muốn tìm cô hỗ trợ giải quyết, tốt nhất nên tự cầu nhiều phúc, bởi cô sẽ từ chối, không tiếp toàn bộ điện thoại của công ty gọi đến, bao gồm cả cuộc gọi của đồng nghiệp, dù sao mọi người trông nom cũng là được rồi. Cô giận không ngớt, vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới, có người đỗ xe trên đường bước xuống, cũng cực kỳ bại hoại, sải bước hướng về phía cô. Cô rốt cuộc là chạy tới chỗ chết tiệt nào đó. Đột nhiên bị người cản lại, lại bị lớn tiếng gạo rít giận dữ, tình huống đột ngột phát sinh này làm cho cô bị dọa cả người nhảy dựng về phía sau, tức thì mất đi cân bằng. Hoàn hảo là La Kiệt nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt vòng eo của cô mới làm cho cô thoát khỏi bị ngã. Cô làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị thương nữa hay sao? Nhận ra cái người không hiểu tại sao lại nổi báo với cô chính là hắn, nguyên một bụng oán khí của Âu Dương Liên cuối cùng cũng phát tác. Nếu tiếp tục bị thương chân nữa thì cũng là do anh Hải. Anh dựa vào cái gì mà giống to kêu to với tôi? Cô giận dữ hét lên. Không ngờ phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. La Kiệt trợn tròn hai mắt nhìn cô, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thật xin lỗi. Chất vấn của cô khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Tôi nghĩ chân cô bị thương, hành động bất tiện, cho nên mới mua bữa sáng mang đến cho cô. Ai biết lại công cốc, rốt cuộc thì cô đi đâu vậy hả? Không phải bác sĩ đã nói cô cần phải nghỉ ngơi, tận lực không dùng chân đau đi đường, tránh để thương chuyển biến xấu. Chẳng lẽ cô quên rồi hay sao? Nữ nhân này đúng là không biết tự chăm sóc chính bản thân mình gì cả. Đối mặt với sự quan tâm không che giấu chút nào của hắn, tức giận của cô nháy mắt tan thành mây khói, đổi lại thành xấu hổ cùng với áy náy. Thực xin lỗi, tâm tình của tôi không được tốt lắm. Vừa nãy ở công ty xảy ra chút chuyện không vui, cho nên... Chợt cô bị thương thành như vậy rồi, còn tới công ty đi làm. Hắn khó có thể tin được, cắt ngang lời của cô. Phản ứng của hắn làm cho cơn tức của cô vừa tán đi lại tụ trở về. Chỉ là bị trật chân thôi mà, cũng đâu phải là đứt chân đứt tay, tại sao không thể đi làm được cơ chứ? Tôi chưa nói cô không thể đi làm, nhưng mà ít nhất cô cũng phải nghỉ ngơi 1-2 ngày cái đã chứ. Hắn cau mày nói, ngữ điệu không tự chủ được mà dịu đi. Còn nữa, cô đã đi làm rồi sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Công ty của cô làm cạnh ở đây sao? Nếu chân tôi không bị thương thì từ đây đi đến đó hết khoảng 20 mấy phút. Thế thì có tính là gần đây hay không? Cô nhìn hắn một cái, thu hồi cảm xúc kích động trả lời. Nghi ngờ nhìn cô một cái, trong lòng của hắn có một loại dự cảm kỳ quái. Chân vẫn còn bị thương. Âu Dương Liên không nghĩ ngợi gì, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ trên tay một chút. 1 tiếng, 15 phút. La Kiệt nhất thời cảm giác muốn nổi điên. Cô thực sự đã đi 1 tiếng 15 phút. Hắn nổi trận lôi đình, gạo rít với cô. Cô bị điên sao? Có anh mới bị điên ý. Cô lắc lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo. Anh đặc biệt tới tìm tôi, có chuyện gì không? Sao cô không nhờ đi xe? Hắn hai tay ôm ngực, nhìn chòng chọc cô không rời khỏi mắt. Lại nữa rồi, sao hắn lại mặc kệ, không để ý tới câu hỏi của người khác, khăng khăng phải giải đáp được vấn đề của mình. Anh tới tìm tôi, có chuyện gì? Muốn so ai kiên trì hơn ai, vậy cô cũng có thể. La Kiệt trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Ngày hôm qua cô nói toàn bộ tài sản chỉ có 3 vạn đồng, cho nên cô làm như vậy là để tiết kiệm tiền sao? Âu Dương Liên tức giận trừng hắn. Biết là được rồi, có cần phải đem quẫn cảnh trứng chọi đá của cô nói ra như đọc diễn cảm vậy hay không? Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Cô không muốn tiếp tục rông dài. Nếu cô không có tiền, tại sao lại chọn ở nhà nghỉ này? Thuê bộ gian phòng không phải là rẻ hơn hay sao? Hắn hỏi. Còn người này căn bản là không có nghe cô nói chuyện. Anh có biết tiền thuê phòng cần phải trả trước một số tiền thế chấp không hề nhỏ, người khác mới chấp nhận đem nhà cho anh thuê sao? Tôi chính là không có tiền trả thế chấp mới phải ở tạm chỗ này. Đợi lúc tôi đủ dành tiền rồi tự nhiên sẽ đi thuê một gian phòng rẻ để ở. Tôi trả lời như vậy anh hài lòng chưa?
Không biết tiên sinh đại danh là gì? Cô cố gắng khống chế tính tình. La Kiệt. Trong miệng hắn đột nhiên phun ra hai chữ. Âu Dương liền hoài nghi nhìn hắn. Tôi tên gọi là La Kiệt. Tốt lắm, cuối cùng thì cô cũng đã biết hắn tên là gì. Có điều cái tên này tựa hồ có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu. Đây cũng không phải là trọng điểm. Anh tới tìm tôi có chuyện gì sao? Cô lại mở miệng hỏi hắn lần nữa. Trong vòng một phút, câu hỏi này rốt cuộc thì cô đã hỏi mấy lần rồi. Chậm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên hắn nói. Tôi biết có chỗ cho thuê phòng, không cần tiền thế chấp. Hơn nữa tiền thuê giá lại rẻ. Có bao luôn tiền điện nước, cô có muốn cân nhắc dọn qua đó ở hay không? Âu Dương Liên sửng sốt, nhất thời quên mất vấn đề nguyên bản muốn hỏi. Trong đầu ngập tràn lời hắn vừa nói. Không cần tiền thế chấp, tiền thuê nhà lại rẻ, còn bao điện nước. Trên đời này, không đúng, ở trong nội thành Đại Bắc có chuyện khỏe như vậy hay sao? Cái gọi là rẻ, rẻ là bao nhiêu? Một tháng tiền thuê nhà là bao nhiêu? Cô nghi ngờ nhìn hắn. 5.000 tệ. Như vậy có quá mắc hay không? Hắn phải nói 3.000 mới đúng. 5.000 tệ, rẻ như vậy sao? Không phải là tầng thường có thêm cái mái che diện tích không tới 3 mét vuông đấy chứ? 5.000 gọi là rẻ, hên là hồi nãy hắn chưa nói ra 3.000. Nếu không lỡ nói dối khẳng định sẽ bị vạch trần tại chỗ. Không phải, nó là một gian nhà trọ, 3 phòng 2 sảnh. Mỗi gian phòng đều là có phòng trong. Có điều khu vực ngoài phòng nhất định phải dùng chung với một người khác. Cho nên ý anh nói là hình thức thuê phòng chung, cho nên tiền thuê nhà chỉ cần 5.000 là nói chuyện xong. Cô như có suy nghĩ gì đó gật đầu. Vậy đi thôi. Hắn đột nhiên lên tiếng từng bước ôm ngang cô lên. Ơ, anh làm cái gì vậy? Âu Dương liền lại kêu lên sợ hãi, túm chặt lấy hắn. Mau buông tôi xuống. Cô đỏ mặt hô to. Lực vận động cái chân này của cô như vậy là đủ rồi, cho đến hôm nay cấm cô sử dụng nó. La Kiệt ôm chặt cô đi đến nơi đỗ xe. Anh đang nói đùa gì ở đây vậy? Cấm dùng cái chân này, nếu tôi muốn di chuyển vị trí chẳng lẽ phải nhảy hay sao? Cô bất mãn hỏi theo. Còn nữa, mau thả tôi xuống, rốt cuộc là anh muốn ôm tôi đi đâu? Ở chỗ này. Hắn mở cửa xe, đem cô đặt xuống ghế phụ lái. Tôi đi dọn hành lý giúp cô. Sau đó đóng cửa xe, xoay người chạy về phía nhà nghỉ. Âu Dương liền hoàn toàn không theo kịp ý tưởng với hành động của hắn. Sau khi ngồi yên ở ghế lái phụ hồi lâu, mới a một tiếng, làm rõ hành động liên tiếp của hắn là đang làm cái gì. Ờ, nhưng mà tôi chưa nói là tôi muốn quyết định chuyện qua mà. Cô nhanh chóng đẩy cửa xe, lớn tiếng kêu lên với bóng lưng của hắn. Cô không biết cuối cùng là hắn có nghe được kháng nghị của cô hay không, chỉ thấy cước bộ của hắn đang đi tới cửa lớn nhà nghỉ, nhẹ dừng lại. Theo lý thuyết, cô còn có thể kịp đuổi theo ngăn cản, nhưng mà chân của cô vừa mới bước ra ngoài xe. Đột nhiên nghĩ tới cô không có chìa khóa của cái xe này, nên không thể khóa cửa xe lại. Nếu cô rời đi, trong tình huống xe lại không khóa, sẽ có người bị trộm, vậy không phải làm sao đây? Hơn nữa chiếc xe này thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ. Trong lúc cô vẫn còn ra dự thì La Kiệt đã đi rồi quay lại, hai tay trái phải xách theo hai dương hành lý lớn ở trước mặt cô, tất cả đều là đồ ở trong phòng 307. Ngay cả nhà tôi còn chưa xem qua, cũng không biết đối phương có nguyện ý cho tôi thuê hay không. Bây giờ lại dọn hành lý của tôi xuống, có phải là thái quá rồi hay không? Hắn cũng là phá hành động rồi. Không sao đâu. Hắn mở cửa sau của xe, đem hai kiện hành lý nhét vào chỗ ngồi phía sau, rồi phía trước lại đem hai kiện hành lý còn lại bỏ trong cốp xe. Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy chứ? Âu Dương liền nhăn đầu lông mày hỏi, trong lòng thì cầu nguyện hy vọng hết thảy có thể thuận lợi như lời hắn nói. Một tháng 5.000 tệ tiền thuê nhà, còn bao điện nước, tạm thời bất luận nhà cũ hay mới, phòng lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể chắn gió che mưa, có thể ngủ là đủ rồi. Nếu quả thật để cô thuê nhà dễ dàng như vậy, cô chắc chắn rằng nằm mơ cũng sẽ cười. Bằng vào tôi chính là chủ cho thuê nhà. Cái gì? Tại nhà trọ 8 tầng. Thế mà hắn lại ở trong một khu nhà trọ 8 tầng. Hơn nữa còn ở ngay tầng 8 mà cô vừa bị lừa mất 7 vạn đồng. Sự trùng hợp này cuối cùng cũng nên bắt đầu nói từ đâu đây? Âu Dương Liên ngồi yên ở trong phòng khách đã tưởng đến một lần. Tâm tình phức tạp mà văn chương khó có thể diễn tả hết. Bây giờ cô đang nằm mơ sao? Phòng khách sáng ngời, không gian rộng mở. Trang hoàng bố trí tràn ngập phẩm vị, thậm chí trong không khí còn mang theo mùi hương thơm ngát thản nhiên. Đây hẳn không phải là một giấc mộng chứ, không có giấc mộng nào lại chân thật như vậy. Không chỉ có màu sắc, mùi vị,
còn có một vị nam thiên sứ sức mạnh vô song. Nhìn nam nhân tay cầm 4 kiện hành lý đẩy cửa lớn đi vào, Âu Dương liền rốt cuộc vì sao tên của hắn lại quen tai như vậy, bởi vì chính xác cô đã nghe qua một lần rồi. Ngày hôm qua, ngay khi cô đang muốn chuyển vào nơi này, bà mẹ trẻ tuổi kia đã từng hỏi cô là bạn của La Kiệt sao? Thì ra hắn chính là người thuê phòng ở tầng này, nhưng vì sao hắn lại nói chính là chủ cho thuê nhà chứ? Nếu cô nhớ không nhầm, thì chủ cho thuê nhà này họ Lưu. Mày của cô tại sao lại nhăn thành như vậy? Chân đau quá hay sao? La Kiệt buông hành lý trên tay, nhanh chóng đi về phía cô. Cái gì cơ? Cô giật mình hồi phục lại tinh thần. Chân của cô đau quá hay sao? Hắn lại hỏi lại. Cô lắc đầu. Vậy thì làm gì mà vẻ mặt của cô giống như là đau quá thế hả? Hại tôi giật mình. Hắn tức giận nhìn cô một cái, lập tức xoay người, muốn làm chuyện chưa làm xong. Tôi mới là người bị giật mình đấy chứ. Lời của cô khiến hắn phải ngượng ngước, lần thứ hai quay mặt về phía cô. Cô nói như vậy là có ý gì? Trước tiên, anh nên thành thật trả lời tôi. Anh thực sự là người sở hữu căn phòng này. Đúng vậy. Nhưng theo tôi được biết, khu nhà trọ 8 tầng này không bán. Cả tòa nhà trọ này đều thuộc quyền sở hữu của một người. Hơn nữa, hình như người đó họ Lưu, chứ không phải là họ La. Cô nhìn hắn chọc chọc không rời mắt. Khóe miệng của La Kiệt khẽ nhếch, thoáng hiện ra một nét cười nhàn nhã tự đại. Một chút lúng túng hay khẩn trương vì nói dối bị vạch trần cũng đều không có. Cô có quen biết Lưu Dư? Hắn hỏi lại. Lưu Dư, đúng rồi, hình như chính cái tên này là bà chủ nhà ở đây. Không biết, nhưng khu nhà trọ 8 tầng này vô cùng nổi danh. Người lân cận cũng biết khu nhà trọ hạnh phúc này. Sao anh lại phải gạt tôi nói anh là chủ cho thuê nhà này chứ? Tôi không có lừa cô. Vậy tới nước này rồi, anh vẫn còn muốn nói dối. Tôi không có nói sai, người sở hữu khu nhà trọ 8 tầng này tên là Lưu Dư. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã cho thuê nhà 8 tầng này. Cho nên nếu tôi đem phòng phân cho cô thuê, không phải tôi chính là chủ nhà cho thuê nhà của cô hay sao? Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Tôi có nói bậy hay sao? Âu Dương liền trừng mắt nhìn hắn, không thể phản bác được. Còn có vấn đề gì nữa hay không? Cuối cùng thì nhà này tiền cho thuê một tháng là bao nhiêu? Tôi không tin 5.000 tệ còn bao điên đến nước. Vẻ mặt cô nghiêm túc, một bộ biểu tình đập vỡ nội cát, hỏi đến tận cùng. Tôi là chủ cho thuê nhà, tôi quyết định muốn tính như thế nào thì tính như vậy. Cô xem như được lợi, không phải được rồi hay sao? Không được, nếu là thuê chung thì phải chia đều toàn bộ phí tổn. Tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác. Lúc trước bà chủ nhà dạ kia nói một tháng 1 vạn. Bây giờ ngẫm lại, 1 vạn thực sự là quá ít. Nhưng cô cũng tự nghe người ta nói, bà chủ nhà ở đây thường ôm thiện tâm giúp người làm gốc rễ, làm niềm vui, đem nhà cho thuê rẻ một chút giúp nữ tử yếu đuối. Cho nên tiền thuê nhà có đắt cũng không thể đắt đến mức đâu đâu cơ chứ. Cô thực sự thích cảm giác mà nơi này mang lại. Nếu tiền thuê nhà có thể trong phạm vi cô chấp nhận được, cô muốn ở lại đây. Không phải là cô nghiêm túc đấy chứ? Tôi nghiêm túc mà. Cần gì phải vậy chứ? Nhân sinh khổ đoạn, làm người có đôi khi cũng không cần quá nghiêm túc. Vậy rốt cuộc thì anh có nói hay không? Cô thực sự muốn biết. Âu Dương Liên không nói gì nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kiên định. Được rồi, 10 vạn. Hoàn toàn không nằm trong con số mà cô mong muốn, khiến cô hoài nghi có nghe nhầm hay không. Anh vừa nói cái gì? 10 vạn. Hắn mỉm cười thật chói mắt. Âu Dương Liên đỡ người ra nhìn hắn, thì ra cô không có nghe sai. Hắn thực sự nói ra chữ 10 vạn này. Trời ơi, 10 vạn, đây là tiền lương cô kiếm được trong 3 tháng, nhưng lại nhất định không ăn không uống mới có thể dành dụm được. Cô dựa vào cái gì mà đòi chia đôi phí tổn với người ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cô trầm mặc vị sofa đứng dậy, cả thọt đi về hướng cửa. Cô muốn đi đâu? La Kiệt thân hình nhoáng lên một cái đã chặn đường đi của cô. Tôi không ở được nơi đắt như vậy. Nếu một tháng 5.000 đồng đối với cô mà nói là đắt tiền, xa hoa, vậy thì một tháng 3.000 là được rồi chứ? Hắn chau mày nghiêm túc hỏi. Anh không cần tiếp tục nói giỡn với tôi nữa, được không? Cô mệt mỏi nói. Tôi không có ý đùa giỡn, mỗi một câu tôi nói đều là rất nghiêm túc. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, chăm chú nhìn cô. Cô nghi ngờ nhìn hắn, không phải là không tin lời hắn, mà là không biết vì sao hắn lại phải làm như vậy. Làm như thế có hắn đối với lợi gì chứ? Tôi không tin anh có thể gánh nổi 10 vạn tiền thuê nhà, lại cần thu 5.000 tệ. Cô chậm rãi mở miệng,
chăm chăm nhìn hắn thật kỹ. Anh làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Đối với nghi vấn của cô, La Kiệt không có trả lời, chỉ là mặt không chút thay đổi liếc nhìn cô. Sao tự nhiên anh lại không nói nữa? Hắn không hề báo trước, bỗng nhiên ôm ngang lấy cô. Lại đây đi, ở đây có 2 gian phòng trống, cô xem thử, thích thì lấy phòng nào. Ông Dương Đến không thể nhịn được, lên tiếng hét chói tai. Cô thực sự không chịu nổi, hắn cứ hành động bá đạo, đem cô ôm tới ôm đuôi như vậy. Làm sao vậy, tôi làm chân cô đau hay sao? Hắn dựng bước lại, khẩn trương cúi đầu hỏi. Cô còn chưa kịp mở miệng, cửa lớn lại đột nhiên bị người dùng sức đẩy mở ra. La Kiệt, xảy ra chuyện gì sao? Sao tôi lại nghe thấy tiếng trong này có tiếng con gái? Lâm Tuyết Nhan thanh âm từ khẩn trương cao vút xuống thong thả chần chừ. Cô nghi hoặc nhìn 2 người trong phòng. Xin lỗi, tôi quấy rầy 2 người rồi. Tìm tôi có việc gì? La Kiệt hỏi. Không có gì. Chỉ là nhìn thấy xe của anh thì biết là anh ở nhà, cho nên mới hỏi thử anh có muốn xuống ăn cơm cùng với chúng tôi hay không. Tôi không nghĩ là anh lại có khách. Lâm Tuyết Nhan vừa nói vừa tò mò đánh giá nữ nhân trong ngực của hắn, cảm giác có chút quen mặt, hình như... xin hỏi, cô là Âu Dương tiểu thư phải không? Âu Dương liền đỏ mặt, chán nản rên lên một tiếng, cô vốn hy vọng không bị nhận ra. Tiểu Tuyết, cô quen cô ấy sao? La Kiệt kinh ngạc hỏi. Xế chiều ngày hôm qua, người bị hại mà tôi nói chính là cô ấy. Cái đứa mà con gái bị lừa thì ra là cô, cho nên mới có thể đi lại ở nhà nghỉ, lại không có tiền thế chấp để thuê phòng. Cô nói toàn bộ tài sản chỉ còn lại có 30.000 đồng. Vậy cuối cùng thì cô bị lừa bao nhiêu tiền chứ? Cô là con gốc sao? Sau khi hắn tỉnh ngộ, liền không nhịn được mà mắng cô vài câu. Anh nói đủ chưa? Cô nghe mà tức trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói. Thả tôi xuống. Chờ đủ. Hắn tuyệt đối không sợ mặt lạnh của cô, có điều vẫn theo lời cô nói thả cô xuống ghế salon. Rốt cuộc thì cô bị lừa mất bao nhiêu tiền? Không liên quan gì đến chuyện của anh. Tuy rằng không liên quan đến tôi, nhưng mà tôi muốn biết. Biết rồi thì sao nào? Cười nhạo tôi sao? Hay là anh có cách để tôi lấy lại tiền bị lừa? Nếu anh có cách, tôi sẽ cho anh biết. Cô cười cợt nói theo. Có lẽ tôi thực sự có biện pháp. Người lề tuyển của tôi dáng vẻ như thế nào, là nam hay nữ, anh cũng không biết. Thì anh có cách nào? Hắn thực sự có cách. Lâm Tuyết Nhan vẫn đứng ở cửa lớn, nhịn không được mà nói xen vào. Người này không chỉ có tiền mà thôi, mà còn rất có cách. Cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Đây là tình báo cô mới lấy được. Nghe nói hắn trước kia không chỉ có đường dây của chồng cô, mà còn là một trong những người mạng lưới tình báo của Sa Tăng. Công tử nhà giàu này chính là quái thai thâm sâu khó hiểu. Nghe thấy không hả? La Kiệt đắc ý liếc xéo Âu Dương Liên. Cô mê hoặc nhịn hắn, càng lúc càng muốn làm rõ cuối cùng hắn là một người như thế nào. Chẳng qua nếu như hắn thực sự có biện pháp gì có thể đem toàn bộ tiền cô bị bà chủ nhà giả lừa mất mà đoạt lại, như vậy hắn nhất định sẽ có cách giúp cô lấy lại tài sản tiết kiệm 10 năm bị Trần Hạo Bạch nuốt riêng phải không? Tuy rằng từng an ủi bản thân mình coi như là tiền tiêu tai họa, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng như thế với tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa kia. Cô muốn đem tiền thuộc về của cô cầm lại. Chỉ cần có tài sản này, cô có thể cùng hắn phân thuê tầng nhà trọ này, danh chính ngôn thuận ở đây. Nếu như anh thực sự có cách, tôi muốn lấy lại không chỉ là 10.000 đồng tiền bà chủ nhà giả lừa, mà còn có một khoản tiền khác. Ngữ khí của cô trầm trọng. La Kiệt vốn nhướng cao mày, lập tức cau chặt lại. Đồ ngốc, rốt cuộc thì cô bị người ta lừa gạt mấy lần? Hắn thở dài nói. Tôi không phải con ngốc. Cô rõ ràng là như vậy. Tôi nói tôi không phải mà. Người ta nói bị một lần học được một lần ngoan. Cô bị một lần rồi mà vẫn còn không rút ra được bài học bị lừa lần nữa. Thế không phải là ngốc thì là gì chứ? Anh quản được tôi sao? Tôi không phải tôi quản cô. Nhưng theo đạo lý, không có tâm hại người nhưng tuyệt đối phải có tâm phòng người. Cô đúng là đồ ngốc. Tôi nói tôi không phải đồ ngốc. Không cần tiếp tục gọi tôi là đồ ngốc. Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, lặng lặng rời khỏi cửa ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ. Cô thấy giữa 2 người bọn họ có hoa lửa, không phải là cái loại đối chọi gay gắt kia, mà là hoa lửa tình yêu. Tuy rằng thấy được Âu Dương Liên tựa hồ hoàn toàn không phát hiện ra tình yêu đã nảy sinh giữa 2 người họ lúc này, nhưng La Kiệt lại bắt đầu tưới tắm bón phân cho nó, hết sức có khả năng làm cho tình yêu giữa bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất khỏe khoắn và nở hoa. Cái tên kia quả nhiên đúng là một quái nhân như lợi ốc khốc và khuê đại ca. Thật là thú vị,
nàng phải nhanh chóng nói chuyện này với mọi người. Nói không chừng không lâu nữa, nhà trọ 8 tầng sẽ có một hội hôn sự phải làm. Khu nhà trọ 8 tầng này đúng là khu nhà trọ hạnh phúc, có thể quăng cô vào đây ở, thật đúng là quá tốt. Được rồi, bây giờ cậu muốn cùng chúng tôi uống rượu giải sầu là đủ rồi, hay là nghe cậu tố khổ, ngay cả hai? Khuê Thúy Chi mở miệng hỏi La Kiệt, đang mặt mày co có. Tôi có tưởng rằng trên đời này, không chuyện gì có thể làm khó được anh. Sao vậy? Không phải là vì sự nghiệp của ba anh suy sụp, thiếu gia nhà anh từ nay về sau, không có kim viện hậu thuẫn nữa chứ? Vệ Ốc Khốc tự rót rượu cho chính mình, tùy miệng hỏi. La Kiệt, sẽ không phải là ba cậu muốn cậu đi tiếp quản sự nghiệp của ông ấy đấy chứ? Khuê Tú Trí thử hỏi. Nếu thật là như vậy, thì hắn có thể lý giải được vì sao hắn ta lại buồn bực như vậy. Tuy rằng La Kiệt là thiếu gia nhà giàu có tiền, nhưng lại giống như hắn, và Vệ Ốc Khốc là loại người yêu mạo hiểm khó khăn, hoàn toàn không an tín được. Muốn hắn ngồi trên bàn công tác mỗi ngày, làm bạn với bảng báo cáo, công văn, thực sự là so với chết còn khó chịu hơn. Anh đừng có một nguyện rửa tôi. La Kiệt nhịn không được mà liếc xéo. Không phải, vậy cha cậu cuối cùng cũng phát hiện ra, cậu mấy năm nay làm xong làm bậy hay sao? Khuê Thú Trì tiếp tục đoán. Vậy thì có liên quan tới cái gì chứ? Khuê Thú Trì cũng không nghĩ ra hắn có gì đáng phiền muộn. La Kiệt uống một hớp rượu, trầm ngâm trong chốc lát, thả nhẹ thanh âm nói. Là nữ nhân. Nữ nhân? Khuê Thú Trì ngạc nhiên, đây là đáp án mà hắn nằm mộng cũng không thể tưởng tượng được, thực sự là quá sức tưởng tượng rồi. Nữ nhân? Vệ Ốc Khốc khều nhẹ đuôi mày. Chẳng lẽ là cục cưng hiện giờ ở trong phòng anh vì Âu Dương Liên tiểu thư đó? Ai là Âu Dương Liên? Huệ Thú Trì mặt mày đầy tò mò, quay đầu hỏi Vệ Ốc Khốc. Sao hắn lại chưa từng nghe tới trong phòng của La Kiệt có thêm một cục cưng? Vô Hàn có nói cho anh biết sự kiện ngày hôm qua chủ nhà giả cho thuê nhà lừa tiền hay không? Vệ Ốc Khốc giải thích nghi hoặc cho hắn. Huệ Thú Trì gật đầu. Thì cái này có liên quan đến chuyện chúng ta đang nói bây giờ sao? Vì Âu Dương tiểu thư đó chính là người bị hại trong chuyện đó. Vì vậy mà cậu thương hại cô ta rồi mang cô ta về nhà. Khuê Thú Chi nhìn về phía La Kiệt. Sau đó cậu phát hiện ra mình trúng tiên nhân khiêu. Thật ra mục tiêu của người đàn bạn kia lại là cậu. Cô ta muốn câu con rể rùa vàng là cậu đấy. Cho dù câu không được cũng có thể khiến cho cậu làm kim chủ, để cô ta hảo hảo bóc lột một chút. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vệ Ốc Khốc nhịn không được mà ôm bụng cười to, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn cũng không biết thị gia Sa Tăng còn có khoản sở trường biên kịch này, thực sự là quá buồn cười. Thế nào, tôi nói không đúng sao? Huy Thúy Chi hơi nhíu mày. Không khác với sự thật lắm, đại khái chỉ khác biệt với khoảng cách mà thôi. Vệ Ốc Khốc lau lệ nơi khóe mắt, cười đến nỗi không thể khép miệng lại được. Mày tưởng nếu cậu lại cười nữa, tôi sẽ đánh cậu lật mồm đấy. Tôi nguyện ý cung cấp hỗ trợ viện phí. La Kiệt phụ họa, hắn đã bù buồn bực rồi, hai người này còn chạy tới hắn tìm vui vẻ, căn bản chính là muốn bị đánh. Thật có lỗi, nhưng phen suy luận của anh vừa rồi thật là rất có sáng ý, quá là buồn cười đi. Vệ Ất Khốc miễn cưỡng nhịn cười xuống. Thế đến rốt cuộc là có chuyện gì? Khuê Thú Trì tò mò sắp chết rồi. Thực sự thì anh phải hỏi hắn, coi điều Tiểu Tuyết nói với tôi. Kim chủ nhà ta thực sự thích vị Âu Dương tiểu thư này. Vệ Ốc Khốc cười cười mị mị nhìn La Kiệt. Tiểu Tuyết có nói sai hay không hả? La Kiệt chậm mặc một lúc mới cười khổ nói. Tôi chỉ có thể nói vợ anh sức quan sát thực sự đáng sợ. Cho nên cậu đang bực bội vì cậu phát hiện ra mình thích một người con gái. Loại chuyện này có gì mà đáng buồn bực chứ? Sa Tăng nói đúng, anh lại không giống tình huống của tôi và Tiểu Tuyết năm đó. Không có cách ngăn thân phận. Anh còn ở đây phiền cái gì chứ? Mọi người không hiểu. Hắn bưng chén rượu lên rầu rĩ uống một hớp. Chính là không hiểu nên cậu mới phải nói cho chúng tôi biết. Thật muốn túm hắn đập cho hắn một trận. La Kiện nhìn chén rượu trong tay, suy tư một lúc lâu, tiếp đó thở dài một hơi. Hai người biết không, cô ấy từng ở chung với một người đàn ông 3 năm. Nói xong câu đó, hắn lại yên tĩnh trở lại. Khuê Thú Chi đợi nửa ngày đều không có đoạn dưới, đành phải mở miệng hỏi. Rồi sao nữa cái gì? Chẳng lẽ không hiểu lời tôi nói sao? Cô ấy từng ở chung với một người đàn ông 3 năm. Là 3 năm. La Kiệt nhịn không được mà kích động la lên. Vậy là cậu để ý cô không phải là xử nữ? Khuê Thú Chi vẫn không biết hắn muốn biểu đạt cái gì.
Không phải. La Kiệt tức giận chừng hắn. Không phải, thế cậu lo lắng cô ấy sẽ nối lại tình xưa sao? Một nữ nhân nguyện ý ở chung với một người đàn ông không thân không phận, chắc là bỏ bạo không ít tình cảm, yêu thâm sâu mới có thể làm được như vậy. Không phải. Cũng không phải. Tôi không muốn đoán nữa, vậy là cậu trực tiếp nói cho tôi biết cậu đang ở đây giận cái gì đi. Tôi... thế nào? Tôi cũng không biết nữa. La Kiệt mở mịt lại không biết làm sao, có thể nhìn chòng chọc chén rượu. Hắn thực sự không biết mình đến tuột cùng là bị làm sao. Chỉ biết là khi hắn nghe thấy cô nói, cô trả giá hết thảy như thế nào, kết quả lại bị bạn trai ở chung 3 năm, lừa đi tài sản tiết kiệm 10 năm, thì tìm hắn giống như đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ, áp chế hắn cả người khó chịu. Hắn cuối cùng là bị sao vậy? Ai có thể nói cho hắn biết hay không? Khuê Thú Chi ngẩn ngơ, nhìn không được mà dựng râu, trợn mắt với hắn. Cậu ở đây đang giỡn mặt tôi sao? Tôi nghĩ hắn cũng không có giỡn mặt hắn, mà là hắn thực sự không biết. Vệ Ốc Khốc bỗng nhiên mở miệng nói. Khuê Thú Chi thoát cái, quay đầu nhìn về phía Ốc Khốc. Hắn không biết, nhưng cậu lại biết. Hắn nhìn chăm chú mặt của Vệ Ốc Khốc như đang suy nghĩ điều gì đó. La Kiện như vậy cũng chăm chăm nhìn theo. Tôi đoán đột nhiên gặp một người con gái, nhưng lại có cảm giác đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ấy chính là người cùng mình đến đầu bạc Giang Long, nhất định là dọa người đi. Vệ Ốc Khốc nhìn La Kiện mỉm cười. Đây có thể gọi là chân mệnh thiên nữ chăng? Thế nhưng mà một người con gái hẳn chỉ là phúc cho mình, lại từng vì một người đàn ông khác mà trả giá hết thảy. Cái loại cảm giác này anh chỉ có thể ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại không có khả năng hoàn toàn khúc mắc. Đây chính là thiên tính của nhân loại. Nhưng mà tôi cũng không phải là Sử Nam, cũng đã từng yêu mấy lần rồi, mới không vì cái chuyện nhàm chán như vậy mà sinh buồn bực. La Kiện biện bạch cho bản thân. Có lẽ anh thật sự không cần mình là người đàn ông đầu tiên của đối phương, cũng không để ý đối phương trước khi gặp anh đã yêu mấy lần. Nhưng tuyệt đối không thể không để ý cô ấy đã từng yêu một người đàn ông. Tuy rằng anh đã yêu đương mấy lần, nhưng hẳn là không có lần nào có thể so sánh với cô ấy, đúng hay không? Vệ Ốc Khốc nhìn hắn chậm chậm, bình tĩnh tiếp tục nói. Bởi vì không có, cho nên anh không biết trong quá khứ cô ấy đã yêu sâu đậm đến mức nào. Không biết người đàn ông kia ở trong lòng cô ấy bao lâu. Không biết mình có thể lật đổ địa vị của người kia ở trong lòng cô ấy hay không. Anh hoàn toàn không thể suy đoán ở trong lòng cô ấy, cũng vô pháp đoán trước tương lai. Điều này làm cho anh cảm thấy bất an. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân làm cho anh cảm thấy buồn bực, lại không thể nói thành lời. Tôi đoán đúng chứ hả? La Kiệt đỡ người ra nhìn hắn, á khẩu không thể trả lời được. Wow, mãnh tướng, tôi không biết cậu ngoại trừ biết phá án ra, còn biết tâm lý học nữa đấy. Khuê Thú Chi nghe mà than thở, chỉ kém không đứng dậy mà vỗ tay. Tâm lý học cũng là một trong những môn bắt buộc của chương trình học cảnh sát mà. Đó là tâm lý học tội phạm chứ. Anh nên biết, biểu hiện tội phạm sở dĩ hoàn toàn phạm tội là vì không vượt qua được cửa tình, cho nên tâm lý học tình yêu cũng là chương trình bắt buộc. Vệ Ốc Khốc vạch trần nói. Thì ra là thế. Khuê Thú Chi thụ giáo gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía La Kiệt vẫn đang giận mình sững sờ. Kim chủ, tỉnh lại đi. Hắn cô tay trước mặt La Kiệt. La Kiệt bắt hắn bỏ xuống, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Làm gì đấy hả? Sống lại rồi đấy này. Tôi chưa chết, sống lại chỗ nào chứ? La Kiệt nhìn hắn, dáng vẻ muốn chết không muốn sống vừa nãy của cậu so với chết cũng đâu có khác gì chứ. Khuê Thú Chi nhún nhún vai nói. La Kiệt. Vệ Ốc Khốc bỗng gọi. Hạnh phúc có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi đã có cơ hội gặp được, phải nhanh chóng nắm bắt lấy nó, đừng để nó vụt mất. Bởi vì anh chưa chắc lại có cơ hội một lần nữa đâu. Hắn chăm chú nhìn La Kiệt thật sâu. La Kiệt chậm mặc nhìn lại hắn, sau đó thong thả mà thận trọng gật đầu nói. Tôi biết. Chỗ để xe phía trước quán cà phê, vừa lúc có xe đi ra, La Kiệt nhanh tay lẹ mắt, đẹp xe vào chỗ, kỹ thuật tốt đến mức khiến cho người ta muốn vỗ tay. Chính là ở trong này. Hắn tắt máy xe xong, quay đầu nhìn Âu Dương Liên. Cô gật gật đầu với hắn. Cô thấy được tên kia hay không? Cô hơi vươn cổ ra, nhìn xung quanh về hướng cửa sổ sát đất của quán cà phê, tìm kiếm thân ảnh của bạn trai cũ. Sau đó tầm mắt của cô bỗng nhiên dừng lại. Hắn tới rồi. Người đào. Tầm mắt của hắn đã chuyển theo vòng vào trong quán, lại không tìm thấy ra một gia hỏa nào có thể là đối thủ. Tất cả đều là số phạm phu tục tử, diện mạo bình thường. Người ngồi gần quầy bánh ngọt
bên người còn mang theo một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, chính là hắn. Cô viết môi nói, La Kiệt dáng vẻ uể oải, nháy mắt trở nên sắc bén, không tốn sức một chút nào, tìm được người theo lời của cô, sau đó tự tự nhíu mày. Là định nghĩa của hắn đối với nam nhân kia quá mức khắc nghiệt sao? Sao hắn lại tuyệt đối, không thấy thằng cha lớn lên ẻo lạ, phong cách ăn mặc cũng rất đàn bà. Ngồi ở chỗ kia tựa như một con công khoe đông chim, chính là một người đàn ông. Nói hắn đối với khái niệm thời thượng lệch lạc biến thái, vẫn là tương đối giống hơn. Làm sao mà cô lại nhìn trúng loại người này cơ chứ? Hắn không nghĩ ngợi gì, mở miệng hỏi. Âu Dương Liên chậm mặc nhìn nam nhân ở trong quán cà phê, người mà cô từng yêu 3 năm. Đột nhiên phát hiện mình cũng rất nghi ngờ, lúc trước rốt cuộc là trúng ý hắn điểm nào, thế nào lại vì hắn mà trả giá hết thảy. Giờ khắc này cô thực sự không nghĩ ra, dù chỉ là một chút. Trên thực tế thì tôi cũng rất hoài nghi, 3 năm trước tôi có phải bị mắt mù hay không? Cô cau mày nói, nghe vậy tâm tình của La Kiệt cũng khoái trá hơn. Cô muốn ở trong xe chờ tôi, hay là muốn cùng tôi đi vào? Cô do dự, nói thực ra, bây giờ cô tuyệt đối không muốn đối mặt với Trần Hảo Bạch, bởi vì như thế giống như đối mặt với sự ngu xuẩn của mình trong quá khứ, sẽ khiến cho cô xấu hổ vô cùng, muốn đụng tưởng tự sát. Chính là trốn tránh, cô không phải là tác phong của cô luôn luôn dũng cảm đối mặt với sự thật. Tôi sẽ cùng anh đi vào. Hắn nhìn nàng thật sâu. Vậy thì chúng ta cùng xuống xe. Âu Dương liền gật đầu, nhìn không được, lại nhìn thoáng về phía quán cà phê. Cái nhìn này làm động tác chuẩn bị xuống xe, đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Cô vội kéo hắn, cũng đang muốn xuống xe. Sao vậy? Hắn thụt chân lại, vừa muốn bước ra cửa xe, khó hiểu quay đầu lại hỏi. Hắn lại dẫn người theo giúp đỡ. Cô khó tin được, tức giận nói. La Kiệt nhìn vào trong quán, chỉ thấy con công đực từ lúc nào không biết lại có thêm 2 người đàn ông, giống như là tay chân. Hắn đang chỉ thị bọn kia tìm một chỗ ngồi xuống, còn hào phóng rút ở trong bóp ra một tờ tiền giá trị lớn, 1.000 tệ đưa qua. Nghe chủ thuê nhà cũ nói, hắn bây giờ giàu to rồi, bây giờ cũng lái mệt, tôi còn chưa tin, không ngờ. Âu Dương Liên thì thảo tự nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô căn bản không tin có người lòng lang dạ sói như vậy trên đời. Nếu hắn thực sự giàu to rồi, có đủ tiền để đi bên, thuê tay chân, tại sao lại không trả một ít tiền thuộc về cô cơ chứ? Như vậy không phải là rất tốt sao? Chúng ta không cần phải khách khí, bắt hắn trả cả vốn lẫn lời một lần hết nợ. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười kia lại không hiểu, làm cho người ta phải hết hồn. Tôi xem hay là cô chờ tôi trong xe thì tốt hơn. Hắn đẩy cửa xe ra. Không cần đâu. Âu Dương Liên một phen giữ chặt hắn, La Kiệt quay đầu, nhíu mày nhìn cô. Quên đi, tôi thay đổi chủ ý rồi. Số tiền kia tôi tự bỏ, bây giờ chúng ta liền rời đi được không? Hắn chậm mặc nhìn cô một lúc lâu, nghi ngờ hỏi. Cô không phải là nghiêm túc đấy chứ? Tiền tài là vật ngoại thân. Có phải cô đang lo lắng tôi sẽ bị thương mới đột nhiên thay đổi chủ ý, nói không cần số tiền kia? Hắn nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Cô do dự một lúc lâu, sau đó gật gật đầu. Tôi rất vui. La Kiệt nhếch miệng cười, cô khó hiểu nhìn hắn. Là cô đang quan tâm đến tôi. Trên mặt của hắn vẫn là dáng vẻ vô cùng vui mừng. Âu Dương Liên tự nhiên không biết nên nói gì. Đây là nhân chi thường tình không phải sao? Sao hắn lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà vui vẻ thành cái dạng như vậy chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, cha mẹ quan tâm con cái, mua cho con thêm cái áo, thêm giày cũng là một nhân chi thường tình. Nhưng mà trước đây khi còn nhỏ, ba mẹ ngẫu nhiên quyết tâm dâng trào mua cho cô một bộ quần áo mới, hoặc là trời giá rét muốn cô thêm một chiếc áo khoác cũng có thể đủ làm cho cô vui vẻ một đoạn thời gian. Cho dù là món quần áo kia là mua cho em trai, vì quá lớn mới chuyển qua cho cô. Cho dù muốn cô có thêm một chiếc áo khoác là vì muốn cô cầm y phục đưa cho em trai mới thuận miệng mà nói với cô cũng vậy. Bởi vì để ý cho nên mới coi trọng, cho dù là quan tâm cực kỳ nhỏ bé mà thôi cũng có thể làm cho cô cảm động thật lâu. Bỗng cả người cô cứng đờ, hai mắt chậm rãi trợn to, bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh... Cô muốn nói lại thôi nhìn hắn. Sao vậy? Cô muốn nói gì? La Kiệt vẻ mặt ôn nhu mỉm cười, cô chần chờ vài giây mới mở miệng hỏi. Tại sao anh lại giúp tôi như vậy? Giúp cô cái gì? Giúp cô đi vào bên trong đòi tiền kia hay sao? Không chỉ vậy, anh đã giúp tôi mọi chuyện. Cô lắc đầu. Anh đưa tôi đến bệnh viện, đưa tôi về nhà nghỉ,
tặng bữa sáng cho tôi, còn cho tôi thuê chung nhà với giá rẻ. Sao anh lại phải giúp tôi như vậy chứ? Cậu biết sao? Biết cái gì? Bởi vì anh thích em, đồ ngốc. Tuy rằng có dự cảm, nhưng nghe chính miệng của hắn nói ra gọn gàng như vậy, Âu Dương Liên vẫn bị hoảng sợ, trái tim suýt nữa từ trong ngực cô nhảy ra. Được rồi, em cứ từ từ mà cảm động, anh sẽ xuống xe giúp em đòi nợ, em ở trên xe chờ anh. Hắn thừa dịp cô giận mình, không để ý, nhẹ hôn trộm cô một cái. Cô bị dọa đến trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa đã từ chỗ này nhảy dựng lên. Đừng xuống xe, biết không hả? Hắn khẽ vuốt gương mặt của cô mà nói. Âu Dương Liên kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới bất thình lình rụt người về phía sau, rời xa tập kích của ngón tay hắn. Anh, tốt nhất đừng có hành động như vừa rồi nữa. Hành động nào, hôn hay là vuốt ve em? Hắn nhếch miệng cười hỏi. Đa Kiệt, anh đừng thích tôi. Cô cau chặt mày, với vẻ mặt trầm trọng nói với hắn. Hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhíu mày. Vì sao? Kỳ thật cô cũng không biết vì sao, chỉ biết là tôi cảm thấy anh xứng đáng có một người con gái tốt hơn tôi. Tôi không xứng với anh. Không phải đâu, anh cảm thấy em rất xứng. Chính là chân mệnh thiên nữ mà anh đang tìm kiếm kiếm 32 năm nay. La Kiệt cười đến thích ý, vẻ mặt thư sán. Anh đừng giỡn. Anh rất nghiêm túc. La Kiệt. Được rồi, anh đã quyết định, từ giờ trở đi. Em, Âu Dương Liên, chính là bạn gái của anh, La Kiệt. Cứ quyết định thế đi. Hắn bá đạo nói, rồi thịnh lình hôn cô rất dịu dàng. Âu Dương Liên ngạc nhiên trừng hắn, cảm thấy không biết phải làm sao, lại thật bất đắc dĩ. Cuối cùng thì cô phải nói gì, hoặc làm gì để thuyết phục hắn thay đổi chủ ý đây? Được rồi, em ngoan ngoãn đợi đây đi, anh đi một chút rồi sẽ trở lại. Đúng lúc La Kiệt đẩy cửa xe chuẩn bị xuống thì điện thoại của cô vang lên, làm cho hắn dừng lại động tác xuống xe lần nữa. Âu Dương Liên lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua hiển thị cuộc gọi ở phía trên. Là hắn gọi tới. Sau đó bắt máy. Alo. Cô ở đâu rồi? Tại sao hẹn tôi nửa ngày mà vẫn còn chưa tới? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Âm thanh chất vấn lớn đến nỗi ngay cả La Kiệt bên cạnh cũng nghe thấy được rất rõ ràng. Hắn đóng cửa xe lại, đưa tay hướng cô, muốn lấy di động. Âu Dương Liên sau khi nhìn hắn một cái, liền đưa điện thoại cho hắn. Hả, cô biến thành người câm từ khi nào vậy? Tại sao lại không trả lời? Âu Dương Liên! Trần Hạo Bạch vẫn đang lớn tiếng hét ầm ĩ ở đầu dây bên kia. Cho dù là người câm, cũng không phải kẻ điếc, nên anh không cần phải nói lớn tiếng như vậy. Đây chắc hẳn là Trần tiên sinh, không có gì để thưởng thức. Hắn không nhanh không chậm, nói vào trong di động. Bên đầu dây bên kia an tĩnh trở lại. Từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được Trần Hạo Bạch đang ngồi trong quán cau chặt mày lại, vẻ mặt như có gì suy nghĩ. Anh là ai? Quan hệ như thế nào với Âu Dương Liên? Cô ta trả thù lao cho anh bao nhiêu để đòi tiền hả? Tôi đồng ý trả cho anh gấp 3 lần. Mời anh làm cho người đàn bà điên vọng tưởng kia thiếu tiền cô ta cũng không cần tìm tới tôi làm phiền. Anh nói gấp 3 sao? Đúng vậy, gấp 3. Chính là tôi đồng ý trả 30 lần, thậm chí 300 lần. Để thuê người đánh, cái thằng cha lang tâm cậu phế vô tình vô nghĩa như người một trận. Có thể đánh đứt cả tay cả chân, cả đời tàn phế, tốt nhất là như vậy đi. La Kiệt cầm di động, mỉm cười nói với người đầu dây bên kia. Âu Dương Liên nghe vậy mở to hai mắt. Anh đang uy hiếp tôi sao? Trần Hạo Bạch nghe thấy thanh âm, mang theo tức giận, phá lệ nghiêm khắc mà lạnh lùng. Thì vốn đang ngồi trên ghế, lại đột nhiên đứng lên, nhìn trái nhìn phải, tựa như tay chân đã tới gần hắn đến nơi. La Kiệt nhịn không được mà nâng cao khóe miệng. Hôm nay chúng tôi có việc tạm thời không qua, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị cho tốt tiền nợ Âu Dương Liên, cả vốn lẫn lợi trước đi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Hắn vừa nói xong liền cắt điện thoại, đồng thời tắt máy. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Hắn mỉm cười trả lại di động cho cô. Ai quý hiếp hắn như vậy, không sợ hắn đi báo cảnh sát sao? Âu Dương Liên lo lắng hỏi. Hắn cho cô một nụ cười tự tin. Em yên tâm, cảnh sát sẽ không nhúng tay quản chuyện này đâu. Tại sao chứ? Cô không hiểu. Bởi vì bọn họ không dám quản, cô không thể quản nổi. Tại sao chuyện của bạn gái nhà cậu lại muốn tôi giải quyết giúp chứ? Dù sao chỉ là nhấc tay chi lao thôi mà. Có phải là nhấc tay chi lao hay không, hẳn là phải để tôi quyết định chứ không phải là cậu, đúng chứ hả? Anh giúp chính phủ ở đây giải quyết nhiều vụ án hình sự như vậy, ngẫu nhiên mở miệng muốn giúp họ là một chuyện nhỏ, nhất chi lao, tôi lại nói không sai.
La Kiệt cười trơ cháo, sau đó quay đầu nhìn về phía người chân chính làm chủ ở cái nhà này, bà xã của Sa Tăng. Vô Hàn, không phải cô cũng hiểu được, hắn phải dạy cho tên khốn đó một bài học, xả giận cho Tiểu Liên, đúng không? Chồng, anh giúp La Kiệt một chút đi mà. Bà lớn của Sa Tăng lên tiếng, thẳng cha đê tiện, Khuế Thú Chi dùng ánh mắt khiển trách hắn. La Kiệt mặt mày dạy dặn, nhếch miệng cười, không thèm quan tâm. Chồng, anh giúp một chút đi mà. Vu Hàn lại khẩn cầu một lần nữa, hắn nhẹ giọng thở dài đầu hàng. Được rồi, anh biết rồi. Vậy thì làm phiền anh rồi, chỉ cần để cảnh sát không nhúng tay vào, quản chuyện này là được. La Kiệt cười nói. Cho dù là cậu giết người, cũng không thể nhúng tay sao? Hàn nhất thiết phải biết giới hạn, cuộc không nhúng tay vào là như thế nào? Dớn hoài, tôi chỉ là một công dân tốt, bình thường, biết tuân thủ pháp luật, lại tay trói gà không chặt nha, sao có thể giết người chứ? Giỏi, cho một công dân tốt, bình thường, tay trói gà không chặt, lại có thể dựa vào đạo sức đánh bại được sát thủ Sa Tăng. Hắn nhịn không được mà châm chọc. À, thì ra La Kiệt chính là người mà trên thế giới có thể đạo sức chế ngự được anh, chỉ đếm nhẹ trên đầu ngón tay. Vu Hàn ngoại ý muốn mở to mắt. Bây giờ em đã biết vì sao anh lại lừa giúp hắn rồi chứ? Bởi vì hắn can vạn, không cần người giúp, chỉ dựa vào chính hắn có thể thu phục được hết thảy. Khuế Thú Chi quẹn môi nói. Nói cũng không thể như vậy nghe, dù sao tôi với cơ quan chính phủ và cảnh sát cũng không có gia tình đặc thù, cứ mời hỗ trợ cho rảnh nợ. La Kiệt nói xong liền từ trên ghế sofa đứng lên. Được rồi, tôi phải về đây, chuyện này phải phiền anh rồi, Sa Tăng. Hàn vung tay đi về phía cửa lớn. La Kiệt! Vu Hàn gọi hắn lại. Hắn dựng bước xoay người nhìn cô. Chúng tôi tính mở tiệc hoan nghênh bạn gái anh, thời gian dự định là tối thứ năm này, có được không hả? Cô hỏi dò. À, không thành vấn đề, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Cảm ơn nha, tôi nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui. Lại phất phất tay, La Kiệt rời khỏi tầng 5 trở lại tầng 8. Khi hắn đẩy cửa vào thì thấy Âu Dương Liên tâm sự nặng nề ngồi trên ghế salon, nhìn di động đặt trên bàn trà. Đóng cửa lại, hắn đến đằng sau lưng, đưa tay vọ rối tóc của cô. Em lại phát ngốc cái gì vậy, hả cô ngốc? Mái tóc vốn một đuôi ngựa bị hắn vọ loạn thất bát. Âu Dương Liên bất đắc dĩ đành phải thả tóc xuống. Tại sao lần nào anh cũng đều cố ý làm loạn tóc của tôi? Cô quay đầu bất mãn hỏi. Bởi vì anh thích dáng vẻ của em khi thả tóc. La Kiệt vốc lên một nắm tóc của cô, say mê nhìn dọc tóc chảy xuống một cách xinh đẹp từ trên tay của mình. Bức tranh này cho dù nhìn hàng ngàn, hàng vạn lần, hắn vẫn không cảm thấy chán. Em vừa nghĩ gì vậy? Hắn đi vòng qua sofa, ngồi vào bên cạnh chỗ của cô. Cô theo bản năng muốn dịch qua một bên, nhưng một giây sau lại phát hiện hắn đã thân thiết quạng vai của mình, làm cô hoàn toàn không còn được trốn chạy. Cô bất đắc dĩ than nhẹ. La Kiệt, anh biết em đang định nói là không được làm thế đúng không? Hắn thay cô nói trọn câu, lại vẫn làm theo ý mình, quạng vai cô như trước, không có chút tính toán nào mà buông ra. Lúc này đang nghĩ gì vậy hả? Hắn lại hỏi. Cô không động tiếng thở dài một hơi, quyết định buông tha dãy rủa. Tôi nghĩ có nên gọi điện cho công ty hay không? Bởi vì chỉ trong hôm nay, họ đã gọi 23 cuộc gửi tôi mỗi tin nhắn. Cô buồn rầu nói. Không phải là em đã sớm hạ quyết tâm không để ý bọn họ nữa rồi chứ? Nghe cô nói qua chủ quản công ty vô tình, La Kiệt cũng cho rằng đừng để ý có vẻ tốt hơn. Nhưng mà tôi cảm thấy có vẻ như không hay lắm. Cô do dự nhíu mày. Khuyết điểm của em chính là dễ mềm lòng. Ngay từ đầu khi tức giận, có thể nói ra lời nhẫn tâm. Nhưng một khi đã tỉnh táo trở lại thì lại rất mềm lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện thăng chức thật ra, cô không phải một mình quản lý có thể quyết định. Tôi thực sự không nên trách người đó. Cô thì thảo tự nói. Tiếp theo có phải em muốn nói họ bắt em xin nghỉ phép một năm về nhà nghỉ ngơi thật tốt cũng là vì em? Hắn cười hỏi cô, trong mắt có ôn nhu và bất đắc dĩ. Hay là tôi gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp một chút, rốt cuộc công ty có chuyện muốn tìm tôi gấp như vậy, có vẻ là tốt hơn. Cô cuối cùng vẫn là quyết định gọi điện trả lời. La Kiệt nhún vai, đưa tay lấy di động trên bàn đưa cho cô, lại thấy Âu Dương Liên nhìn hắn vẻ mặt quái dị. Sao vậy? Tôi lại nghĩ anh cản tôi gọi điện thoại chứ. Sao anh lại phải ngăn cản em? Tôi không biết, chỉ cảm thấy có vẻ như anh sẽ làm như vậy. Chính là giống như anh kiên trì, không chịu để tôi tự bỏ việc đòi tiền Trần Hạo Bạch ấy. Cô nhún vai nói. Hai chuyện này không thể đánh đồng. Tại sao?
Bởi vì em không muốn lấy tiền lại, không phải xuất thân từ chân tâm, chính là em lo lắng cho anh, vì thế mà bị thương. Nên muốn quên đi, mà chuyện gọi lại cho công ty là chuyện em thật tình muốn làm. Cho nên anh ngăn cản em thì đêm nay em cũng sẽ trằn trọc không ngủ được, nên anh mới không cảm. La Kiệt phân tích cho cô nghe. Vậy anh không lo lắng tôi sẽ vì chuyện anh kiên trì phải giúp tôi đi đòi tiền mà lo lắng không ngủ được sao? Sẽ không, vì chúng ta ở chung một chỗ. Chỉ cần để em trước khi ngủ chứng kiến anh bình yên vô sự là được rồi. Có lẽ tôi sẽ lo lắng trong lúc tôi ngủ say anh mới ra khỏi cửa, vậy căn bản vẫn là ngủ không an ổn. Cô vẫn không hy vọng hắn tự tiện hành động. Em nghĩ như vậy sao? Nói như vậy có thể khiến hắn mất đi ý niệm trong đầu cơ chứ. Vậy được rồi, bắt đầu từ đêm nay chúng ta ngủ cùng có vẻ tốt hơn. Đột nhiên hắn mặt mày hớn hở ra quyết định. Cái gì? Âu Dương Niên lập tức ngây người. Nếu mỗi người cùng một phòng sẽ làm em không thể an tâm, vậy thì chúng ta ngủ chung một chỗ đi. La Kiệt cười mỉ mỉ nói. Em cảm thấy ngủ ở phòng anh có vẻ tốt hay là ở phòng em? Anh đừng có mà nói giỡn nữa. Cô như bị điện giật, rụt người lại, tách khỏi hắn một khoảng. Sao lúc nào anh nói thật thì em đều cho rằng anh đang nói đùa chứ? Hắn thở dài, sau đó lại nghiêm trang nhìn cô. Anh đang nghiêm túc. Âu Dương Liên phát hiện tim mình đang đập nhanh hơn, hơi thở bắt đầu loạn cả lên. Tôi... Âm thanh của cô lúc này thật yếu ớt, động trong đó là một tia không biết phải làm sao. Tôi muốn về phòng gọi điện thoại. Nói xong cô liền nhanh chóng từ ghế salon đứng lên, sau đó vội vàng trốn vào trong phòng. La Kiệt cũng không ngăn cản cô, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô đang hốt hoảng rời đi, tự quyết định đêm nay ngủ trong phòng cô là được. Tiếng đồng hồ báo thức trên tủ đứng cạnh giường không ngừng máy móc vang lên, trong không gian yên ắng nghe có vẻ dị thường chói tai. Không, thật ra thì nó không hề chói tai một chút nào. Nguyên nhân làm cô cảm thấy nó chói tai là vì tâm tình bất định của cô. Hắn không phải đêm nay thực sự sẽ đến phòng của cô ngủ chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Âu Dương liền lấy đồng hồ báo thức lên nhìn. 12 giờ 40 phút. Người bình thường lúc này hẳn là đã lên giường ngủ. Hắn chắc chắn cũng đã ngủ rồi chứ? Xem ra quả nhiên là hắn đang đùa cô. Cô nhẹ giọng thở dài, cảm giác tâm tình phức tạp. Hẳn cô phải thả lỏng mới đúng chứ? Lại chẳng biết vì sao lại có chút dậu dĩ. Đem đồng hồ báo thức thả lại trên tủ, cô nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng đi vào giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, khiến cô vừa nhắm mắt lại lập tức mở cửa ra, từ trên giường ngồi dậy, kinh nghi bất định, trừng mắt nhìn cửa phòng. Động cũng không dám động, sợ hắn ở ngoài cửa phát giác cô vẫn còn đang thức. Đồ ngốc, em ngủ rồi sao? Ngoài cửa chuyển đến tiếng hỏi thử của La Kiệt. Hắn lại nói cô là đồ ngốc. Cô nhếch môi trừng mắt nhìn cửa phòng, không dám phát ra một chút tiếng động. Ngoài cửa yên lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên thanh âm của hắn bắt đầu lẩm bẩm. Ngủ rồi sao? Thật tốt quá. Vậy thì chỉ cần mình trở về trước khi trời sáng thì cô ấy không biết mình đã từng đi ra ngoài. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, dường như là đang đi ra ngoài. Âu Dương liền cả kinh, vội vàng nhảy xuống giường mở cửa, tốc độ không kịp bịt tay, nhanh chóng ra ngoài, chỉ sợ không kịp ngăn cản hắn xuất môn. La Kiệt! Cô loáng tiếng kêu lên. Anh muốn đi đâu? Hắn như là bị hoảng sợ, đứng thẳng bất động ngay trước cửa, sau đó mới thong thả quay đầu nhìn về phía cô. Em vẫn còn chưa ngủ sao? Hắn cười khan nói. Anh muốn đi đâu hả? Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn hắn. Anh muốn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua thuốc lá. Hắn nói với vẻ mặt trộn dạ. Đừng gạt tôi, anh muốn đi đâu? Anh không lừa em mà. Hắn mỉm cười trả lời. Nhưng Âu Dương Liên ngay từ đầu vẫn hoàn toàn không tin lời hắn nói. Hắn nhất định muốn thừa dịp cô đang ngủ đi tìm Trần Hảo Bạch để đòi tiền. Vậy sao? Vậy thì tôi đi mua cùng anh. Cô nhìn hắn chằm chằm rồi nói. Hắn đột nhiên ngơ ngợi ra. Đi thôi, không phải anh muốn mua thuốc sao? Tôi đi với anh. Cô ngoài cười nhưng trong không cười thúc giục hắn. Chờ một chút, tự nhiên anh lại không muốn đi mua nữa. La Kiệt sắp bị đẩy ra khỏi cửa, liền kéo lại. Cô ngẩng đầu lên trầm mặc nhìn hắn. Em về phòng ngủ đi, anh cũng phải đi ngủ. Hắn cho cô một nụ cười cứng ngắc, sau đó thận tay khóa trái cửa lại. Đi thôi. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sao vậy? Hắn thử hỏi. Tôi đợi anh đi trước. Hắn gật đầu xoay người đi về phía phòng của mình. Âu Dương Liên một đường đi theo hắn,
thẳng đến khi La Kiện vào phòng xoay người đóng cửa thì mới phát hiện ra cô đứng tần ngần ở trước cửa phòng mình. Cô nhỏ này quả nhiên là dễ bị lừa. Lao sao vậy? Em có muốn nói gì với anh sao? Hắn nhịn cười, cố ý khó hiểu hỏi. Anh... Cô nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi. La Kiện kiên nhẫn đợi cô nói. Anh sẽ không đợi đến lúc tôi về phòng rồi lại trộm chuồn đi đấy chứ? Cô lo lắng hỏi. À, không đâu, em yên tâm. Hắn lẩm bẩm trả lời, vừa nghe lại biết trả lời cho có lệ, khiến cho Âu Dương liền lửa giận phút chút bụng lên, đem lý trí cùng với e dè của cô đốt thành cho bụi. Vậy sao? Cô hừ một tiếng, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong phòng của hắn, rồi buộc chăn nhảy đến bên giường, nghiêng người nằm lên. Tuy rằng mắt cá chân bị thương vẫn bọc băng cả, nhưng động tác của cô vẫn liền mạch lưu loát, không có nửa điểm do dự. Đồ gốc, em có biết mình đang làm cái gì không hả? Chậm tính một lúc lâu, âm thanh của La Kiệt lại chuyển từ phía sau lưng, liền cô không để ý đến hắn. Bé ngốc. Hắn tựa tay khẽ khẽ vào bả vai của cô. Tôi tên là Âu Dương Liên. Cô đột nhiên mở mắt, trừng mắt quát lại hắn. Ai biết, nhưng em biết mình đang làm gì sao? Hắn hỏi lại lần nữa. Ngủ, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cô trầm trọng liếc hắn một cái, rồi nhắm mắt. Anh nhìn thấy là em đang ngủ trên giường của anh, tự tung tự tác. Âm thanh của hắn đột nhiên có chút trở nên khàn khàn, khiến cô không khỏi mở to mắt nhìn hắn. Lúc này vừa nhìn, Âu Dương Liên phút chốc ngừng thở, vì hắn đang đứng ở bên giường, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt bình thường thích cười, trở nên thâm thúy chậm tính, trên mặt tràn ngập vị tình dục. Bỗng nhiên, hắn quỵ xuống trên giường, hai tay chống ở bên sườn của cô. Cô hẳn là phải đẩy hắn ra, hoặc mở miệng phá tan bầu không khí căng chặt này, nhưng mà cô lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Vì tim đập kịch liệt cùng với tốc độ lưu thông máu rất nhanh đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, làm cho cô không thể kháng cự. Anh đã cho em thời gian cự tuyệt. Hắn chậm giọng nói, tiếp đó liền cúi đầu hôn cô. Nụ hôn của hắn tham lam mà đói khát, nhiệt tình mà kiên định, giống như tình yêu của hắn đối với cô vậy. Một khi đã bắt đầu rồi thì không thể dừng lại được. Hơn nữa, tuyệt đối không cho cô có cơ hội né tránh hay lùi bước. Hắn nhiệt tình hôn mút môi cô, bá đạo dùng đầu lưỡi câu dẫn dụ cô, thẳng đến khi cô phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, không tự chủ được đáp lại hắn mới thôi. La Kiệt là một nam nhân kiên định, nhưng cũng không quá kiên nhẫn, cho nên một khi nhìn trúng mục tiêu, sẽ dùng hết phương pháp trong thời gian ngắn nhất, đạt được điều hắn muốn. Đối với cô cũng vậy. Khi nụ hôn của hắn rời khỏi đôi môi mê mọng người của cô đi xuống dưới, thì cô nị non kháng nghị, thậm chí lấy tay của hắn cản lại. Hắn nhịn không được mà cười khẽ, đem hai tay của cô cố định lên đỉnh đầu, tiếp tục khát vọng muốn hôn toàn thân của cô một lượt. Hắn hôn lên bên sườn cổ, vành tai, rồi trượt xuống dưới cổ, trước cổ áo ngực của cô, liếm hôn ra thịt bóng loáng mềm mại, nút thắt áo ngủ của cô từng chút nới lỏng, rồi chậm rãi cởi ra. Nụ hôn của hắn một đường lan tràn, cuối cùng dừng ở trước ngực cô mà chơi đùa, thẳng đến khi cô nhịn không được nữa, cong thân bịch lên. Cô vô tình nhiệt tình, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. La Kiệt tưởng rằng với cá tính bình tĩnh lý trí, Âu Dương Liên ở trên giường có thể tương đối câu nghệ, bị động, nhưng trên thực tế là hoàn toàn ngược lại. Phản ứng của cô không chỉ thẳng thắn nhiệt tình mà còn vô cùng cuồng dã mê người. Khi Âu Dương Liên tỉnh lại, ánh man mai xinh đẹp đã lặng lẽ chút xuống vào căn phòng, làm cả căn phòng sáng ngời. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của La Kiệt ngủ say dựa sát vào trước mặt mình. Chỉ nhớ tối hôm qua lập tức như nước thủy triều cuộn cuộn phình lên trong óc. Trời ơi, rốt cuộc tối hôm qua cô đã làm cái gì? Cô khiếp sợ trừng lớn hai mắt, hai gò má cũng lập tức căng nhiệt. Đêm qua cô không giống mình một chút nào. Cô chưa từng bao giờ không khống chế như vậy, chủ động như vậy, còn dâm đãng như vậy. Cô còn nhớ rõ mình ngồi trên người của hắn, nhìn hắn đang ở dưới thân mình, cảm thụ cảm giác hắn ở trong cơ thể. Chỉ là hồi tưởng cũng làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Trong quá khứ, tuy rằng cô ngẫu nhiên sẽ cùng với Trần Hạo Bạch thân thước, nhưng chỉ là như nghĩa vụ phải làm, ngoại trừ cảm giác bất đắc dĩ, hoàn toàn không cảm thụ được gì khác. Chính là tối hôm qua, hoàn toàn không thể giống thế. Cô không chỉ liều mình kéo hắn về phía mình, chủ động ôm hắn, hô tên của hắn, còn có rất nhiều nữa. Ôi trời ơi, đêm qua cô sẽ không phải thốt lên ba chữ kia với hắn đấy chứ. Âu Dương Liên khiếp sợ nhìn khuôn mặt của hắn đang ngủ say, cố gắng hồi tưởng là cô thực sự
không nói ba chữ em yêu anh kia với hắn đấy chứ. Cho tới bây giờ cô không phải là người tùy tiện như vậy. Cùng với Trần Hạo Bạch ở chung 3 năm, trong ấn tượng của cô cũng chỉ nói với hắn em yêu anh có 1 lần. Hơn nữa còn là trong thời gian lần đầu tiên hắn tỏ vẻ muốn cùng cô làm thành một gia đình. Trừ lần đó ra thì không có nữa. Nhưng mà tối hôm qua cô thực sự đã nói ra sao? Vì sao cô lại nói như vậy? Cô thương hắn sao? Cô nhìn lấy khuôn mặt gọi là anh Tuấn thì không anh Tuấn, miễn cưỡng chỉ có thể dùng một từ thô lỗ để hình dung. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra đủ loại bá đạo và ôn nhu của hắn, hành vi hài hước cùng với quan tâm. La Kiệt đối với cô rất tốt, bắt đầu từ ngày đầu tiên liền cũng không thay đổi. Mặc dù sau đó hắn thành thật thừa nhận vì thích cô nên mới đối xử tốt với cô như vậy, nhưng đó cũng không phải ai cũng có thể làm được. Có một số người sẽ ác khẩu với chính người mình thích, thậm chí còn không khống chế được, đem cảm xúc hờn giận phát tiết lên người họ. Nhưng mà hắn lại không làm như vậy. Có lẽ điều này đối với thời gian cô biết hắn mới có 1 tuần thì có vẻ hơi sớm, nhưng cô lại thực sự tin tưởng hắn, nếu không sẽ không ở cùng chung với hắn dưới một mái nhà. Nhưng còn thương hắn, thực sự có chuyện này sao? Cô bất chợt cảm thấy mụ mịt. Ai nguyện ý xuất một đồng tiền để biết suy nghĩ của em lúc này? Thanh âm chậm thấp khàn khàn của La Kiệt đột nhiên vang lên bên tai, làm cho cô sợ tới mức suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Chỉ thấy hắn đã tỉnh dậy, chẳng biết từ lúc nào đang dùng khuỷu tay chống đầu, vẻ mặt sâu xa đánh giá cô. Âu Dương Liên đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương, nhìn không được mà kéo chăn đến cao hơn, tận cằm mới đột nhiên cả kinh dựng lại. Cô đang làm sao vậy? Cũng không phải là xử nữ 17, 18 tuổi chưa trải qua sự đời. Làm như vậy không khỏi là quá ngây thơ sao? Sau khi hít một hơi thật sâu, cô mới sửa lại, vươn hai tay ra ngoài, đan chéo ở trước ngực, rồi mỉm cười với hắn. Cố tình tỏ vẻ là một nữ nhân hạo phóng thảnh thục. La Kiệt hoàn toàn không thể ngăn bản thân cười ra tiếng. Trời ơi, tại sao cô lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Rõ ràng đã là nữ nhân 28 tuổi, sớm có kinh nghiệm, sao còn có thể phản ứng thẹn thùng như vậy? Thực sự là quá đáng yêu mà. Khuôn mặt của Âu Dương Liên đều đỏ rực. Cô đương nhiên biết hắn đang cười cái gì, bởi vì ngay cả chính cô cũng thấy hành động của mình vừa rồi thật buồn cười. Cuối cùng thì cô bị làm sao vậy đẻ trời? Cô khổ sở cắn môi, chán nản lật người chuẩn bị xuống giường. La Kiệt lại dễ dàng dùng một tay kéo cô lại, đồng thời xoay người đẻ cô dưới thân. Hắn ý cười rạo rạt nhìn cô. Em cảm thấy khi nào chúng ta kết hôn thì tốt? Cái gì cơ? Cô nhất thời ngẩn người ra. Không cần phải kinh ngạc như vậy chứ. Nơi đây là kết quả tất nhiên. Anh cho rằng sớm lo liệu hôn sự thì càng tốt. Em thấy thời gian chuẩn bị 1 tuần có đủ hay không? Có quá vội vàng hay không? La Kiệt, anh không phải là đang nghiêm túc đấy chứ? Cô cả làm hỏi hắn. Sao em lại như vậy nữa rồi? Mỗi lần anh nói nghiêm túc với em đều cho rằng anh đang nói đùa. Rốt cuộc như thế nào vậy? Sẽ không bởi vì bộ dạng của anh rất buồn cười đấy chứ? Hắn trêu ghẹo nói. Âu Dương Liên lại cười không nổi, cô cau chặt mày. Trước tiên anh để cho em đứng lên đã được không? Không muốn, anh cảm thấy như thế này rất thoải mái. Hắn bốc đồng thất thường trả lời, còn cố ý gối đầu lên vai cô, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên da thịt nơi cổ, làm cho cô rùng mình một trận. Được như vậy mà. Cô ngăn hắn lại. Tại sao chứ? Hắn bắt đầu hôn cổ của cô, chuyển thân mình chen vào giữa hai chân của cô, đem vận nóng cháy cương cứng hướng vào nơi mềm mại. Trời ơi, hắn lại muốn cô một lần nữa. La Kiệt! Đừng nói gì cả, chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ em đã là người của anh. Hai chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu răng long. Hắn vừa hôn cô, vừa thấp giọng than, rồi sau đó đem đậu lưỡi nóng với vào trong miệng của cô, nhiệt liệt cùng cô quấn lấy. Chúc mừng đính hôn! Nhiệt liệt vỗ tay, tươi cười chân thành, mấy đứa trẻ vừa khỏi vừa nhảy, chạy qua chạy lại trong không gian rộng rãi. Nơi này là tầng 9, tầng cao nhất của khu nhà trọ 8 tầng vừa mới xây thêm. Giờ phút này, trong bầu không khí vui mừng tràn ngập của khu nghỉ ngơi, làm cho Âu Dương Liên vừa mới thật kinh ngạc đến cảm động nói không nên lời. Người trong căn hộ này luôn hiếu khách như vậy, vui vẻ như vậy sao? Thậm chí họ lại còn đặc biệt làm buổi tiệc chào mừng này cho cô nữa. Thật tình làm cho cô kinh hỉ không biết nên nói gì cho phải. Có điều cái câu lúc nãy kia, chúc mừng đính hôn là có ý gì nha? Không phải là cô đã nghe nhầm rồi đấy chứ? C-
Cảm ơn mọi người đã làm buổi tiệc hoan nghênh này cho tôi. Cảm ơn. Cô mỉm cười cảm ơn mọi người, còn chưa kịp hỏi, hàng xóm mối của cô đã tươi cười chân thành mở miệng nói với cô. Đừng khách khí, chẳng qua là chúng ta thực sự không ngờ bữa tiệc chào mừng này lại càng lúc càng thành tiệc chúc mừng đính hôn của các bạn. Chúc mừng các bạn nha. Nói xong, Vũ Hàn tiến lên ôm cô. Tiếp theo là Lâm Tuyết Nhan, Khúc Thiến, Lưu Dư, Tịnh Vu Hiểu, Tịnh Vu Hy cũng theo đó mà cho cô một cái ôm hoan nghênh. Chúc mừng cô nha, đính hôn vui vẻ. Mỗi người đến ôm cô thì đều nói với cô hai câu như vậy, làm cho cô sợ đến mức ngay cả câu cảm ơn cũng đều nói không nên lời. Đính hôn cái gì chứ? Ai đính hôn với ai? Âu Dương liền mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Kiệt, chỉ thấy hắn đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt lộ ra thâm tình vô loạn. Về hôn lễ của chúng ta, muốn long trọng hay đơn giản, muốn náo nhiệt hay ấm áp, em có thể từ từ mà nghĩ. Đến lúc nghĩ xong rồi thì đó cho anh biết. Hắn dịu dàng nói với cô. Lần đầu tiên nghe thấy cậu ta dùng thanh âm dịu dàng như vậy nói chuyện, thật là quá ghê tởm đi. Khuê Thứ Chi hài hước cười nhạo hắn. Bớt lời thôi đi, tránh ra. La Kiệt cười mắng. Yo, cô dâu cưới được vào cửa, bà mối bị vứt qua tường nha. Cậu không nghĩ lại một chút ngày đó, ai cho cậu ở trong khu này, để cho cậu mới có ngày hôm nay. Khuê Thứ Chi cười đùa giỡn một phen, ôm lấy cổ của hắn. Đây là hai việc khác nhau. La Kiệt mặt mày hớn hở, tóm lấy tay của Thứ Chi bắt xuống. À, đó là hai việc khác nhau hả? Khuê Thứ Chi xoay người, vụng một cái tránh thoát được, giây sau lại ôm lấy cổ hắn. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy người ta nói đây là khu căn hộ hạnh phúc hay sao? Cậu cũng bởi vì vào đây mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được hạnh phúc thuộc về mình đấy thôi. Tin vịt. La Kiệt thành thạo hất hắn ra, rồi một tay ôm lấy Âu Dương Liên vào trong lòng, cười mị mị khiêu khích. Lý do mà tôi có thể có được hạnh phúc là bởi vì tôi dùng hai tay của mình mà nắm chặt lấy cô ấy. Nói xong lại cúi đầu hôn vợ một cái. Cậu thật đúng là hiểu được như thế nào gọi là lấy buồn nôn làm hứng thú. Khuê Thứ Chi chấn động nổi da gà đầy người. Sao hả? Hâm mộ hay sao? Có cái gì mà đáng hâm mộ chứ? Tôi cũng có vợ rồi nha. Hắn lập tức kéo Vu Hàn vào trong ngực, sau đó dùng thái độ xấu xa liếc xéo La Kiệt. Nhưng mà còn cậu, người ta còn chưa phải là vợ cậu đâu nha. Muốn tùy thời tùy chỗ đổi ý cả cho cậu đều được. Anh bớt bỏ quả đen lại đi. La Kiệt trợn mắt nói. La Kiệt. Âu Dương Liên ở trong lòng hắn đột nhiên bở miệng. Hắn cúi đầu xuống nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình đối với cô mới có. Thật xin lỗi, em không thể gả cho anh. Cái gì? Phát ra một tiếng kêu sợ hãi chính là những người khác ở đây. Còn La Kiệt ngược lại là rất thoải mái, trên mặt ngay cả một chút vẻ bị đả kích cũng không có. Em đương nhiên có thể gả cho anh, hơn nữa cũng nhất định phải gả cho anh. Đừng lo, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc cả đời. Hắn cười hôn môi cô. La Kiệt. Âu Dương Liên còn muốn nói điều gì đó thì lại bị hắn đột nhiên dán bên tai nói nhỏ cắt ngang. Hai ngày qua, bất cứ biện pháp tránh thai nào anh cũng không có làm. Hắn nói. Cô lập tức trợn tròn hai mắt, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn lại nhếch miệng mỉm cười nói với cô. Em thích sinh con trai hay là con gái? Tuy rằng anh không quan điểm trọng nam khinh nữ một chút nào, nhưng anh vẫn hy vọng cái thai đầu tiên là một đứa con trai. Như vậy về sau, nó có thể chịu trách nhiệm bảo vệ em gái. Âu Dương, cô mang thai rồi sao? Vu Hàn kinh ngạc hỏi. Âu Dương liền lập tức lắc đầu cận lực. Đừng dùng sức lắc đầu như vậy. La Kiệt chửi mến đưa tay ngăn lại cái đầu đang lắc mạnh của cô. Xem biết là không có, em cũng phải là bác sĩ phụ sản đâu, cô ngốc. Âu Dương Liên đột nhiên bị hỏi thành á khẩu. Cô không tự chủ cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, nhìn lại bụng cổ lên của Lâm Tuyết Nhan và Tịnh Vu, hiểu do đang mang thai. Cuối cùng ánh mắt dừng lại cho mấy đứa trẻ đang đùa giỡn vui vẻ, không biết trời trăng là gì. Còn cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa như vậy, vì mong muốn của một gia đình của chính mình, muốn có một người thật tình quan tâm đến cô mà đã từng hao phí một bộ tinh thần và nỗ lực, nhưng kết quả lại mất cả chỉ lẫn trải. Bây giờ cô không làm gì cả, ngay cả một chút cố gắng và trả giá cũng đều không phải bỏ ra, thì lại có được sự dịu dàng quan tâm và tình yêu của La Kiệt cùng nhóm bạn của hắn hoan nghênh tiếp nhận. Tất cả những chuyện này đối với cô mà nói chỉ là một giấc mộng. Nếu cô lại có cả con của hắn nữa thì cô thực sự may mắn như vậy sao? Cô đưa tay nhẹ nhàng phủ lên bụng, trong lòng không tự chủ sinh ra một ham muốn và hy vọng nho nhỏ.
Được rồi, chúng ta vừa ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Vu Hàn mở miệng nói, sau đó đỡ cô đến ngồi xuống ghế salon ở trong khu nghỉ. La Kiệt đã sớm bị bọn ông lôi đi. Mấy đại nam nhân chia làm hai nhóm, một đám cùng chơi đấu vật với bọn trẻ con ở phòng thể thao, một nhóm khác thì ngồi hoặc đứng quanh cậy ba, ăn chút gì đó và tán chuyện. Âu Dương, chân của cô sao vậy? Bác sĩ còn nói bao giờ thì hoàn toàn bình phục lại. Lâm Tiết Nhan quan tâm hỏi han. Lần đầu tiên hai người gặp nhau thì chân cô vẫn chưa bị thương. Tôi đi đường thì đột nhiên gót giày bị gãy nên bị chật chân. Bác sĩ nói cần một tháng mới có thể hoàn toàn khỏi. Âu Dương liền trả lời. Nói như vậy thì hôn lễ dự định cử hành vào một tháng sau là hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Khúc Thiến mỉm cười nói. Nghe vậy cô chợt sửng sốt, không biết nên nói gì. Có lẽ biểu tình trên mặt cô để lộ bất an và mê hoặc trong lòng cô. Mấy người phụ nữ ngay lập tức phủ lại vẻ tươi cười, thay vào đó là quan tâm và nghi ngờ. Sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi cô nói nghiêm túc, cô không muốn gả cho La Kiệt sao? Phù Hàn nghiêm nghị, chăm chú nhìn cô nói. Âu Dương Liên chậm mặc một lúc mới cúi đầu nhẹ nhàng trả lời. Không phải là không muốn, mà là không thể. Không thể, nghĩa là sao? Lâm Đức Nhàn vẻ mặt huy hoặc. Tôi không xứng với anh ấy. Cô nhìn chậm chọc và sàn nhà thong thả nói. Ai nói vậy chứ? Như tôi thấy, không xứng với cô chính là cái tên La Kiệt thô lỗ kia kìa. Vô Hàn thập phẩm không cho là đúng. Tuy rằng tôi nghe nói tên đó xuất thân không tồi, hình như là thiếu gia nhà có tiền, nhưng trên người của hắn ta lại nhìn không thấy một chút gì gọi là phong cách quý tộc. Ngược lại, tay chân bụng bề, nói năng thô lỗ, thẳng tuột, còn có vẻ ngoài giống như đại tinh tinh. Căn bản không biết cái gì là dịu dàng, cũng khó trách cô không muốn gả cho hắn ta. Không phải. Âu Dương liền bỗng lắc đầu thật mạnh. Cô không việc gì phải sợ, có chúng tôi làm chỗ dựa cho cô. Vu Hàn ra vẻ sứ giả chính nghĩa. Cô thành thật, nói cho chúng tôi biết đi, có phải là kiện bắt nạt cô hay không? Thật ra, cô không thích hắn chút nào, cô không muốn hắn một chỗ đúng không? Không phải. Không phải, mỗi người chúng ta đều biết điều kiện của La Kiệt không tốt, ngoài trừ trong nhà có ít tiền ra, cơ hồ có thể nói không có gì tốt cả. Vu Hàn tiếp tục phê bình. Không phải, nhà có tiền thì có gì chứ, chứ lại không phải của hắn. Hơn nữa, hắn có ba người anh trai, lại là con thứ, cho nên cho dù trong nhà có tiền cũng không tới phiền của hắn. Lâm Tuyết Nhàn tiếp lời. Âu Dương Liên, cô đừng có bị lừa vì bề ngoài sáng lạng, đẹp đẽ. Quan trọng nhất phải là tinh thông một cái gì đó và phải có một công việc. Người này luôn luôn chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, cho dù có tiền cũng sẽ có ngày miệng ăn núi lở. Vu Hàn lại nói. Đúng rồi, từ khi hắn dọn vào tôi chưa bao giờ thấy hắn làm việc, thật là không biết hắn sống bằng cái gì. Tịnh Vu Hiểu cũng phát biểu ý kiến, có điều cô cũng là nói thật. Các cô nói đủ chưa? Âu Dương liền đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Sao thế Âu Dương? Vu Hàn khó hiểu nhìn cô. Các cô không phải là bạn của La Kiệt sao? Nếu là bạn thì đừng ở sau lưng anh ấy mà nói bậy. Hành vi của các cô như vậy thì gọi là cái gì chứ? Cô nén tức giận, nghiêm khắc nhìn các cô. Thì chúng tôi chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi, muốn cô nhìn rõ mọi chuyện cho nên mới. Tôi thực sự cảm ơn các cô đã nghĩ cho tôi, nhưng mọi người không nên nói xấu anh ấy, bởi vì căn bản các cô không hiểu rõ anh ấy, hơn nữa cũng không biết rõ. Tôi và anh ấy ở chung cũng bởi vì anh ấy có tiền, nhưng ngoại trừ tiền ra, tôi thực sự nhìn không ra hắn có ưu điểm gì. Anh ấy đối với tôi rất tốt, không giống như lời các cô không biết dịu dàng. Anh ấy không chỉ quan tâm chiều cố tôi, thu nhận và giúp đỡ tôi, còn muốn giúp tôi đi đòi lại tiền bạn trai trước bị lừa mất. Tôi không biết đó có tính là ưu điểm hay không. Cũng không biết trong nhà của anh ấy có nhiều tiền, càng không biết anh ấy không tinh thông một nghề gì, có công việc hay không. Nhưng đây cũng không phải là điều tôi quan tâm. Tôi để ý anh ấy là anh ấy thật tâm đối xử với tôi hay không là đủ rồi. Nếu thật như cô nói, vậy tại sao lại không gả cho hắn? Tôi biết rồi. Vì cô không thương hắn, cô chỉ có loại tình cảm mang ơn với hắn mà thôi, cho nên... Không phải, tôi yêu anh ấy. Ây da... Vẻ mặt của đám phụ nữ đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Thích chứ, vị hôn thơ trước mặt mọi người thừa nhận là cô ấy yêu anh. Lâm Đức Nhàn lìa mắt nhìn về phía sau Âu Dương Liên. Âu Dương Liên vừa nghe, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện La Kiệt đương nhiên đứng dựa vào lưng ghế sofa đang ngồi. Cô nhất thời kinh hoàng thất sắc, không biết phải phản ứng như thế nào. Làm gì mà phải hoảng sợ vậy, cô ngốc. Anh lại không lấy mấy chữ em yêu anh lại đi bán lấy tiền. Còn nữa, anh cũng yêu em. Hắn thâm tình chân thành nói với cô.
Thấy đôi mắt sáng của cô trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, khép lại rất đáng yêu. Nhìn hắn mà nhịn không được nâng mặt cô lên, cho cô một nụ hôn. Cái tên này đúng là ghê tởm. Quỷ Tú Chí có cảm giác da gà nổi đầy thân. Đi thôi, bên này là nơi tụ tập của phụ nữ. Nói rồi, hắn kéo áo La Kiệt rời đi, đưa hắn về khu vực của đám đàn ông. Âu Dương Liên chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn, kinh hách liên tiếp ập tới, cô vẫn còn chưa kịp phục hồi lại. Âu Dương, cô ổn chứ? Cô hẳn thân thiết nắm lấy tay cô, đem hồn phách bị đánh bay của cô nhất thời gọi về. Âu Dương Liên chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Vu Hàn, vẻ mặt mờ mịt, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. La Kiệt nói yêu cô, là thật phải không? Không phải là cô đang nằm mơ chứ? Không phải cô đang nằm mơ đâu, là hắn nói thật đấy. Phảng phất nhìn thấu nghi ngờ của cô, Vu Hàn mỉm cười trả lời. Nghi ngờ của Âu Dương Liên được xác nhận, không khỏi nảy sinh một nghi vấn. Người phụ nữ này vừa rồi còn liều mình nói xấu La Kiệt, khuyên cô ngàn vạn lần không thể yêu người đàn ông tồi tệ như vậy. Tại sao sau khi La Kiệt tỏ tình với cô xong, cô ấy xem ra còn hưng phấn, vui vẻ hơn mình như vậy? Không chỉ cô ấy, những người phụ nữ khác cũng thế. Những lời vừa nãy chúng tôi nói là cố ý kích cô. Lâm Tuyết Nhan cười giải thích. Âu Dương Liên hoài nghi, quay đầu nhìn về phía Tuyết Nhan. Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao cô không thể gả cho La Kiệt. Là vì cô không thương hắn, hay là có nguyên nhân khác, cho nên mới dùng phương pháp này thử cô? Lâm Tuyết Nhan nghiêm túc giải thích với cô. Thật xin lỗi. Có điều kết quả thu hoạch lại bất ngờ lớn. Vũ Hàn vẻ mặt đắc ý, rồi lại hiếu kỳ hỏi. Đây là lần đầu tiên La Kiệt nói hắn yêu cô sao? Âu Dương Liên do dự một lát mới gật đầu. Không phải là vì hắn chưa nói với cô ba chữ kia nên cô mới không muốn gả cho hắn đấy chứ? Vũ Hàn nhíu mày nói. Cô lắc lắc đầu. Vậy rốt cuộc là có vấn đề gì? Cô đã thương hắn mà hắn cũng yêu cô, vì sao lại không thể gả chứ? Vũ Hàn thực sự buồn bực. Cô cúi đầu nói. Bởi vì tôi không xứng với anh ấy. Lại nghe lời như vậy, Vũ Hàn nhịn không được mà liếc mắt. Sao lại không xứng? Âu Dương Liên chậm mặc không nói, mở mịt nhìn sàn nhà. Ok, tôi biết rồi. Tóm lại, lòng tin của cô không đủ. Tôi nói đúng không hả? Vũ Hàn sảng khoái đưa ra kết luận. Âu Dương Liên ngẩng đầu lên, giật mình nhìn lại. Không có tự tin sao? Cô không biết, có lẽ là như vậy. Từ khi thăng chức không được để ý, đến khi bị Trần Hạo Bạch vứt bỏ, còn để cho bạn gái mới của hắn nói là bà nội trợ, tất cả những chuyện này đều đã kích sự tự tin của cô. Cô vẫn cho rằng mình đủ độc lập, đủ thông minh, kinh nghiệm sống cũng đủ sung túc, kết quả là vẫn bị người ta lừa dối. Cô cũng đã lăn lộn trong xã hội 10 năm, luôn luôn thật tự tin, nhưng mà bây giờ... Được rồi, tôi biết phải làm như thế nào. Nhìn vẻ mặt mờ mịt như mất đi mục tiêu của cô, Vu Hàn gật gật đầu, thể son sắt. Tôi sẽ giúp cô lấy lại lòng tự tin, cứ giao cho tôi đi. Âu Dương Liên cảm thấy bắt đầu hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên có cảm giác mất đi năng lực tự hỏi. Người phụ nữ trước mắt này thực sự là cô sao? Mái tóc dài đến eo đã qua chỉnh sửa, xóa tung như gấm ở sau lưng. Âu phục vừa vặn bao phủ lấy dáng người thanh tú tao nhã nhỏ nhắn, khiến cho chiếc eo có hơi nhỏ, vốn không đủ ôm của cô, bây giờ lại làm cho bộ ngực đã hơi tròn lại, được phụ trợ càng thêm xuất chúng. Đôi chân thon dài mê người, làn da trắng nón, thoáng hiện nét ửng đỏ, tựa như toàn thân cô đều được trang điểm vậy. Nhưng trên thực tế, Vu Hàn chỉ đánh một lớp phấn mỏng và một chút má hồng trên mặt cô mà thôi. Một người phụ nữ xinh đẹp phát sáng này, thực sự là cô sao? Cô thấy khó có thể tin được, giống như là đang nằm mơ. Được rồi, đại công cáo thành, bây giờ cũng chỉ còn lại phần dày nữa thôi. Vu Hàn cười thỏa mãn, lại thoáng nhìn ca mắt cá chân vẫn còn băng bột của cô mà nhíu mày. Chân bị thương làm sao có thể mang giày cao gót được đây? Một thân này cô cố ý trang điểm, không mang giày cao gót thì không được, vậy phải làm sao bây giờ? Cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, hao tổn tâm trí suy nghĩ. Wow, Âu Dương, mang thêm đôi giày cao gót nữa, thịt hoàng hoàn mỹ. Lâm Tuyết Nhan đem giày đưa cho Âu Dương Liên. Chờ một chút, Tiểu Tuyết. Vu Hàn gọi lại. Âu Dương không thể mang đôi giày đó được. Tại sao? Chân của cô ấy bị thương mà. Nhưng mà bị thương là mắt cá chân, không phải sao? Chính là mắt cá chân, đi lại đã bị rất khó khăn rồi. Còn nếu mang giày cao gót nữa thì cô ấy đi đứng như thế nào đây? Vu Hàn tự hỏi, lấy phương án thay thế. Lâm Tuyết Nhan im lặng một chút, cười thất thanh nói. Chị Vu Hàn, có phải là chị quên mất một chuyện rồi hay không? Chuyện gì? Cô khó có thể hiểu được trong giây lát. Âu Dương hôm nay căn bản không cần phải đi lại,
Cô ấy chỉ cần ngồi hưởng thụ là được rồi. Nhưng mà nếu muốn hưởng thụ thì cũng phải đi đến đích rồi mới có thể hưởng thụ được chứ. Cho nên em mới nói chị quên mất một chuyện mà. Lâm Tuyết Nhàn quờ quờ dậy trong tay. Em nghĩ đến chuyện này là Kiệt sẽ rất thích ý phục vụ mới đúng. Vô Hàn tịnh ngộ a một tiếng, cuối cùng mới hiểu. Chính xác. Cô cười gật đầu. Tôi nghĩ là Kiệt chỉ là không vui thôi đâu. Hắn còn có thể thích thú, vui quá, sau đó liền hóa buồn luôn. Vì sao lại hóa buồn luôn? Lâm Tuyết Nhàn khó hiểu hỏi. Bởi vì ngay từ đầu, trong mắt hắn chỉ được nhìn thấy Âu Dương mê người. Nhưng rồi dần dần hắn sẽ thấy những người khác. Tôi nói như vậy cô có hiểu không? Vũ Hàn vẻ mặt cười hàm ý xấu. Sau khi Lâm Tuyết Nhàn suy tư một hồi mới hiểu, bật cười. Em hiểu. Âu Dương nghe các cô nói bí hiểm như vậy thì không hiểu một chút gì. Nhưng cô đã đáp ứng ngày hôm nay sẽ giao hết cho các cô ấy thì cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi. Cô mang giày cao gót và Lâm Tuyết Nhàn đưa cho, rồi Vũ Hàn đến đỡ cô từ từ đứng lên. Vũ Hàn thỏa mãn nhìn cô từ đầu đến chân, quay đầu nói với Lâm Tuyết Nhan. Tiểu Tuyết, giúp tôi gọi La Kiệt vào đi. Lâm Tuyết Nhan gật đầu rời đi, chỉ chốc lát sau, liền dẫn theo người vào. Âu Dương liền có chút khẩn trương nhìn La Kiệt, thấy hắn sau khi đẩy cửa đi vào, liền ngây ngẩn, cả người đứng thẳng bất động trước cửa không nhúc nhích. Có phải hắn cho rằng cô ăn mặc như thế này không hợp, cảm thấy như là cô đang giả bộ đáng yêu. Dù sao thì cô cũng đã 28 tuổi, lại còn giống như là nữ sinh trẻ tuổi, ăn mặc ngắn như vậy, mỏng như vậy, bó chặt trên người như vậy. Có phải là hắn thấy cô mặc thế này không đẹp một chút nào hay không? La Kiệt, nước miếng của anh chảy kìa. Vũ Hàn cười đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Theo bản năng, hắn đưa tay lau khóe miệng, lúc này mới biết mình bị gạt. Tôi đâu có chảy nước miếng chứ, cô cứ nói lung tung. Hắn trợn mắt liếc Vũ Hàn, sau đó chậm rãi đi về phía cô gái đẹp đến mức khiến cho hắn quên phải thở. Cô gái của hắn. Hắn đến trước mặt cô, không rời mắt nhìn cô từ đầu đến chân, lại nhìn từ chân đến đầu, cuối cùng mới đưa tầm mắt dừng lại ở khuôn mặt hiện vẻ bất an. Cô Hàn nói rất đúng, vấn đề của cô quả thật là ở thiếu tự tin. Hắn tự tay khều nhẹ mái tóc của cô. Em thật đẹp. Hắn thở dài nói, âm thanh khàn khàn chậm thấp. Âu Dương liền kinh ngạc nhìn hắn, cô không dự đoán được hắn sẽ mở miệng khen ngợi mình. Thật sao? Hắn mỉm cười, nghiêng người hôn cô. Thật, rất đẹp, rất hợp với em. Tốt lắm, vậy thì chúng ta nên xuất phát thôi. Cô Hàn vỗ tay, phá vỡ ma chú hấp dẫn như lai của hai người. Chúng ta phải đi đâu đây? La Kiệt quay đầu hỏi, hắn không dám tiếp tục đối mặt với cô. Người phụ nữ trước mặt này có lực hấp dẫn quá lớn, khiến hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà bắt cóc đến tầng 8, không cho cô đi cùng với bọn Vũ Hàn. Đi hưởng thụ. Vũ Hàn nói thật ngắn gọn. Hắn nghi ngờ hỏi. Đi hưởng thụ? Hưởng thụ cái gì chứ? Thì là hưởng thụ cuộc sống. Hưởng thụ cuộc sống? Hắn thực sự không hiểu ra sao cả. Được rồi, anh đừng có mà hỏi nhiều như vậy. Dù sao anh chỉ cần làm theo lời tôi là xong. Tôi cũng phải đi cùng với các cô sao? Hắn nghĩ đó chỉ là hoạt động của phụ nữ. Đương nhiên, anh không thấy chân của ông Dương bị thương sao? Cho nên hôm nay anh phải làm hai chân của cô ấy, hộ tống cô ấy đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn đi. Thế nào, anh đồng ý không hả? Đó là niềm vinh dự và may mắn của tôi, rất hân hạnh được phục vụ. Vũ Hàn và Lâm Tuyết Nhan nhìn nhau cười. Chúng ta lên đường thôi. Vũ Hàn nói. La Kiệt gật gật đầu, đột nhiên xoay người bế Âu Dương Liên lên. Cô hồ nhạo một tiếng, vội vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn để ngừa bản thân mất cân bằng, sau đó lại dùng tay kia đè lên lạn váy ở đầu gối. La Kiệt, động tác của anh không thể nhẹ một chút sao? Ôn nhu một chút hay sao? Vũ Hàn bất đắc dĩ thở dài. Bình thường tôi đều ôm cô ấy như vậy mà. Có vấn đề gì sao? La Kiệt khó hiểu hỏi. Tất nhiên là có. Anh không chú ý là hôm nay cô ấy mặc váy hay sao? Đương nhiên là có. Nhưng điều này với... Âm thanh của hắn dừng lại. Bởi vì hắn thấy mặt của Âu Dương Liên đỏ ửng. Liệu mình muốn đem lạn váy đang tuột xuống hông kéo lên đùi. Vũ Hàn nhún vai. Xem chừng hẳn là tôi không cần phải nói thêm nữa gì. La Kiệt chậm chạp gật đầu, do dự một lúc rồi thả Âu Dương Liên trên sàn nhà để cô kéo vé xong. Tiếp theo mới thật cẩn thận ôm lấy, làm hai chân của cô, mang cô đi ra ngoài hưởng thụ cuộc sống. Thật là hả dòng hả dạ. Vô Hàn vỗ bản cười to. Bây giờ tâm tình của cô chỉ có thể dùng một từ sảng khoái để hình dung. Thực sự là quá sung sướng. Buổi tối mọi người cùng nhau liên hoan thì cô liền khẩn cấp
đem chuyện phát sinh ở cửa hàng nữ trang hôm nay một năm một mười kể hết ra. Cô vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất chi lạ hay. Thật ra không chỉ có cô, mỗi người có mặt ở đây vừa nghe đến tên khốn họ Trần kia run rẩy như thế nào khi ký tên và hóa đơn thanh toán thì đều không nhịn được mà bật cười. Rồi nghe đến đoạn khi hắn bước ra khỏi cửa hàng, to mồm bảo bọn họ cứ chờ đấy, hắn có nhân chứng và vật chứng, hắn nhất định sẽ phải báo cảnh sát bắt bọn họ, thì tiểu đệ Vu Hàn, Vương Chỉ Ân lại thậm chí một cây tiếp lời. Thật xin lỗi, camera trong cửa hàng bị hư, hôm nay mới vừa đưa đi sửa. Mọi người lại cười không dựng được, cả loại cặn bã ăn tươi nuốt sống của người khác kia, hẳn là phải ra sức dạy trong một bài học, nếu không chắc chắn, hắn sẽ chắc mẩm rằng nữ nhân nhu nhược thiện lương sẽ dễ bắt nạt. Đoàn người cười đến vui vẻ, chỉ có Âu Dương Liên lại tỏ vẻ lo lắng. Sao vậy, lấy lại được tiền rồi em không vui sao? Nhưng mà nếu hắn thực sự đi báo công an thì phải làm sao đây? Cô có chút bận tâm. Nếu cảnh sát để ý tới lời hắn nói, chỉ giờ lúc ấy hắn sẽ không phải tốn tiền đi thuê vệ sĩ. La Kiệt không cho là đúng, cười lạnh, sau đó an ủi cô. Huống hồ tiền này vốn là hắn nợ em, không phải sao? Cho dù cảnh sát thực sự đến đây, chúng ta cũng sẽ đứng vững, căn bản không cần phải sợ. Nhưng mà... Cô yên tâm đi, Âu Dương. Vô Hạn ngắt lời. Cô đừng nhìn những nam nhân này bình thường, đều rảnh rỗi, lúc ẩn lúc hiện trong tòa nhà này. Một đám bọn họ đều có lai lịch không nhỏ đâu. Đừng nói là cảnh sát, ngay cả chính phủ hay là quan lớn trọng yếu của quốc gia, cô không dám tùy tiện chạy đến khu nhà 8 tầng này gây rối với chúng ta. Cô yên tâm, 120% đi. Âu Dương Liên ngây ngốc nhìn lại cô ấy, rồi lại chuyển hướng những người khác, cười cười vẻ mặt bình thường, không có cảm giác kỳ quái một chút nào với lời nói của Vu Hàn. Đột nhiên cô có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, nhớ người này rốt cuộc là... Tóm lại là em không cần phải lo lắng gì hết, chỉ cần nhớ kỹ một câu là đủ rồi. La Kiệt quay mặt về phía cô nói, rồi nhìn cô thật dịu dàng. Câu gì? Trời có sập xuống thì đã có anh đỡ cho em. Hắn thâm tịnh nói. Âu Dương Liên nhất thời kích động, thiếu chút nữa đã nhạo đến hắn, đậu mũi cô đột nhiên thật cay, có cảm giác sắp rơi nước mắt. Nếu cô khóc ở đây, nhất định sẽ có người giễu cợt cô phải không? Cô trộm quay đầu nhìn về phía những người khác, lại phát hiện bọn họ đã sớm chuyển hướng nhìn ra khỏi chỗ bọn họ, tựa như hoàn toàn không chú ý tới La Kiệt và cô đang nói gì. Những người này thật là, tổ tiên của cô rút cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tốt, để đời này của cô mới có đủ may mắn quen biết những người bạn khéo hiểu lòng người như thế này. Mà nếu quen biết bọn họ thực sự là phúc phận tổ tiên cô tu luyện được, vậy thì quen biết hắn, gặp hắn, có thể cùng với hắn yêu đương, chính là tu luyện tích lũy ba đời, thậm chí là rất nhiều đời mới có được của cô. Nhìn người đàn ông thâm tình nhìn cô, nước mắt của cô không ngăn được tràn ra khỏi hốc mắt. Cô hít mũi chủ động đem nước mắt rơi ướt hai má, vùi vào trong lồng ngực của hắn. Cảm giác thực sự xấu hổ mà cũng thật hạnh phúc. La Kiệt, anh đến Đài Loan mà không nói cho bất kỳ ai sao? Vị ốc hốc đột nhiên mở miệng hỏi. La Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, sau đó gật gật đầu. Từ trước tới giờ tôi không có thói quen báo cho bất cứ ai hành tung của mình. Cho nên người khác không biết anh ở đâu là bình thường, nếu biết thì mới lạ. Đúng vậy, hắn gật đầu nói. Thói quen này của anh không phải là vẫn tiếp diễn sau khi kết hôn đấy chứ? Vu Hàn chen lời nói. La Kiệt cúi đầu nhìn Âu Dương Liên, đột nhiên từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười khiến cô an tâm trước, rồi mới trả lời câu hỏi của Vu Hàn. Đương nhiên là không, hắn lắc lắc đầu. Trong quá khứ tôi không nói là bởi vì không có ai muốn biết tôi muốn đi đâu. Mà trong nhà cũng không có gì làm cho tôi không yên tâm. Nhưng đối với cô ấy, tôi thực sự không có cách nào làm mình yên tâm dù chỉ là một khắc. Nghe thấy không, Âu Dương, cô không thể để cho người này có ý niệm yên tâm ở trong đầu. Phải tận lực gây ra phiền toái đi, biết không hả? Vu Hàn lấy giọng điệu dạy dỗ nói. Sa Tăng, làm phiền anh có thể quản lý bà xã của mình, không cần tùy tiện dùng quan niệm sai lầm hướng dẫn bà xã của tôi, có được hay không? La Kiệt oán hận nói với Khuê Thú Chi. Khuê Thú Chi nhún nhún vai một vẻ. Cậu đừng có bảo án tôi cũng không có cách nào. La Kiệt, anh nói không có người nào muốn biết anh đi đâu. Vậy nếu có người muốn biết, có phải có nghĩa là bọn họ thực sự muốn có việc tìm anh? Vệ ốc khóc mở miệng lần nữa, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Anh nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là có người đang tìm tôi? La Kiệt hoài nghi nhìn anh ta. Vệ ốc khóc nhẹ gật đầu. Cách đây không lâu tôi nói chuyện điện thoại với cậu của tôi. Ông ta nói người nhà của anh hình như đang tìm anh, còn hỏi tôi gần đây có liên lạc với anh hay không. Nói đoạn anh ta nhíu mày. Tôi không biết người nhà của anh cũng biết việc anh đang ở đây làm người liên lạc. Tôi cũng không biết.
La Kiệt cau chặt đôi mày. Anh không biết sao? Hắn gật gật đầu, lập tức như có suy nghĩ gì đó. Anh có muốn gọi điện về nhà hay không? Vệ ốc khóc hỏi. La Kiệt nhìn anh ta một cái rồi gật gật đầu, đứng dậy bế ngang Âu Dương Liên đang bày ra vẻ mặt do dự, không biết có nên cùng hắn trở về tầng 8 hay không. Âu Dương Liên không khỏi đỏ mặt. Thật xin lỗi, chúng tôi xin lỗi trước, không tiếp được. La Kiệt nói. Đi đi. Mọi người mỉm cười nhìn bọn họ. Cái gì? Đã quay về Mỹ rồi, tại sao lại đột ngột như vậy chứ? Vua Hàn ngạc nhiên kêu lên. Cha của anh ấy nhập viện rồi, tình hình hình như không tốt lắm. Âu Dương Liên lo lắng nói. 10 phút trước, vua Hàn bỗng nhiên gọi điện về hỏi cô đang làm gì. Cô nói không có việc gì. Cô ấy liền hỏi cô có muốn lên tầng 9 uống cà phê nói chuyện phiếm hay không. Cô nghĩ đang lúc rảnh rỗi liền đáp ứng. Vậy sao? Có điều sao hắn lại về một mình? Hắn phải mang cô đi cùng chứ. Vua Hàn cau mày nói, vừa đem cà phê vừa mới nấu xong, đổ từ trong bình ra, cho hai người mỗi người một ly. Không phải hắn không bao tôi về, mà là tôi không có hộ chiếu. Cô giải thích giúp cho La Kiệt. Không có hộ chiếu, cô chưa ra nước ngoài sao? Tay của Vua Hàn mới thêm sữa được một nửa, liền gừng lại. Âu Dương liền lắc lắc đầu. Vua Hàn trợn mắt há mồm nhìn cô, vẻ mặt khó tin. Cô cũng đã 28 tuổi, không phải 18 tuổi nha. Thế mà lại chưa từng xuất ngoại. Bây giờ loại người này hẳn là còn rất ít. Có điều ngẫm lại cuộc sống quá khứ của Âu Dương Liên, 18 tuổi thì bắt đầu tự lập, 25 tuổi lại đụng phải một gã nam nhân lưỡi hoa sen trói lọi, hết sức bóc lột công sức, lại đạm nát quỹ kết hôn cô hết hơi hết sức để dành. Cũng khó trách cô không có tiền để ra nước ngoại chơi. Vua Hàn nhẹ gật đầu, lại hỏi cô. Cho nên bây giờ cô muốn ở Đài Loan đợi hắn về, hay là chờ hộ chiếu làm xong thì đến Mỹ gặp hắn? Nếu là cô nhất định sẽ chọn vế sau. Âu Dương Liên đột nhiên trầm mặc cúi đầu. Âu Dương? Vua Hàn khó hiểu hỏi. Tôi rất muốn đi, nhưng mà... Cô muốn nói lại thôi. Sao vậy? Chẳng lẽ cô đang lo chân bị thương, không tiện đi xa sao? Vua Hàn chuyển mắt nhìn tới chân đang bị thương của cô, lại phát hiện băng bột lúc trước luôn bó ở chân cô, chẳng biết từ lúc nào đã được tháo ra. Âu Dương Liên lắc lắc đầu. Vậy là vì cô chưa từng xuất ngoại nên sợ hãi. Anh văn của tôi thực sự rất tệ, đối thoại cơ bản cũng không biết. Cô bất đắc dĩ cười khổ. Nói thật, từ đầu tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới mình sẽ gả cho một người Mỹ. Nếu sớm biết lúc còn đi học sẽ học anh văn thật chăm chỉ. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Đây gọi là ngàn vạn khó mua được sớm biết mà. Vô Hàn nhếch miệng mỉm cười. Âu Dương Liên liền thở dài một hơi. Có điều may mắn là tiếng Trung của La Kiệt lưu loát như người bản địa, nên căn bản cô không cần phải lo lắng điểm này. Vua Hàn an ủi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không rời khỏi đây mới được. Cô hy vọng La Kiệt có thể ở lại Đài Loan. Đây là chuyện không thể, không phải sao? Hắn cũng có khả năng vĩnh viễn trở về Mỹ. Hơn nữa, nếu tôi thực sự phải gả cho hắn, cô không thể vĩnh viễn không đi hỏi thăm người nhà của hắn, đúng chưa hả? Vấn đề này, nhưng mà thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng. Bằng không bây giờ cô bắt đầu học tiếng Anh cũng không muộn mà. Bảo La Kiệt dạy cô, hắn chính là giáo viên có sẵn. Vua Hàn ngượng một lúc lại nói. Đúng rồi, La Kiệt đi vắng, cô ở nhà một mình không có vấn đề gì chứ. Nếu cô lo lắng chân của tôi bị thương. Âu Dương Liên lắc lắc đầu. Chân của cô không cần phải tiếp tục băng bột sao? Lúc sáng tôi đến bệnh viện tái khám, bác sĩ đã nói tình hình phục hồi còn tốt hơn họ mong đợi. Có lẽ không đến một tuần có thể khỏi hẳn. Cuối cùng thì cô có thể không cần tiếp tục làm phế nhân. Vậy sao? Tôi nghĩ đại khái có thể liên quan đến chuyện La Kiệt đem cô ôm đến ôm đi, đúng không? Bởi vì hắn cơ hội không cho cô có cơ hội đi bộ, cho nên tổn thương ở chân cô mới có thể hồi phục đặc biệt nhanh. Vua Hàn nói xong lại uống một ngụm cà phê. Mặt của Âu Dương Liên khẽ ửng đỏ, gật đầu. Thật tốt quá, vậy thì tôi an tâm rồi. Có điều nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cô đừng khách khí nói với chúng tôi nha. Nhớ kỹ, từ khi La Kiệt giới thiệu cô với chúng tôi thì cô chính là người nhà của chúng tôi rồi. Mũi của Âu Dương Liên cay cay, cảm động thiếu chút nữa thì rơi lệ. Người nhà, cô là người nhà của bọn họ. Cô thực sự rất vui khi có người nói như vậy với mình. Cảm ơn. Cô cúi đầu giọng khàn khàn. Làm gì mà phải khách khí như vậy chứ. Nào uống cà phê đi, cà phê của cô sắp nguội rồi kìa. Cà phê này nguội sẽ không ngon. Muốn tôi pha lại một cốc khác cho cô hay không hả? Vô Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, dễ dàng hóa giải không khí bỗng nhiên ngưng đọng lại. Không cần đâu.
Âu Dương liền lắc đầu, rồi lại nói muộn thôi lại nhìn cô. Thật ra... Vũ Hàn tò mò đợi câu sau. Thật ra thì tôi không thích uống cà phê lắm. Cô có chút ngượng ngùng nói. Vũ Hàn ngẩn ngơ, đột nhiên cất tiếng cười to. Cô phải nói sớm chứ, tôi thấy cô mỗi lần theo chúng tôi uống cà phê, còn tưởng rằng cô cũng thích uống cà phê chứ. Cô thích uống gì, sữa tươi, nước trái cây hay là nước có ga? Sữa tươi và nước trái cây đều được. Vũ Hàn gật gật đầu. Ok ok, tôi nhớ rồi. Cái gì? Đã qua một tuần rồi. Ngoại trừ lúc hắn xuống máy bay gọi điện cho cô thì không gọi lần nào nữa sao? Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? Vũ Hàn kêu to với Âu Dương Liên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thì tôi tưởng là Kiệt hắn về nhà bận quá, chờ hắn xong việc thì sẽ nhớ ra cần gọi điện cho tôi. Nhưng mà đợi lại một tuần rồi cũng chưa nhận được điện thoại của hắn. Vũ Hàn vẫn là không thể tin được. Cô u buồn gật đầu. Một tuần cô cũng không tránh khỏi chờ quá lâu đi. Vũ Hàn vẫn là không thể tin được. Cái tên La Kiệt, tên khốn kiếp nào trước khi đi một đêm còn nói cái gì cũng không thể yên tâm với Âu Dương Liên, dù chỉ là một khắc, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô. Những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai. Thần hắn lại cắt đứt tin tức suốt một tuần lễ. Khá lắm, tên đàn ông chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt. Thôi được rồi, cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm được hắn. Vũ Hàn an ủi cô, quay người lại liền biến thành vẻ mặt đằng đằng sát khí, gọi điện thoại cho chồng. Sau khi điện được, cô liền nói ngắn gọn xúc tích nguyên nhân làm cho cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không phải để cô phải nói thêm gì, Quỷ Thú Chi đã tự động gánh lấy nhiệm vụ tìm người liên lạc, muốn cô an tâm ở nhà chờ điện thoại. 20 phút sau, điện thoại trong phòng vang lên. Âu Dương liền ánh mắt chờ mong nhìn Vũ Hàn, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt lành từ trong miệng của cô ấy. Kết quả cô ấy lại không nói vài câu, liền nhíu mày, còn nhìn cô một lúc, rồi xoay người đi ra khỏi phạm vi thính lực của cô. Có chuyện gì xảy ra sao? Có nội dung gì trong điện thoại mà cô không thể nghe được? Chẳng nhẽ là La Kiệt sau khi trở về Mỹ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới luôn không liên lạc với cô? Âu Dương Liên trong lòng bỗng nổi lên dự cảm bất thường, sau lưng cũng bắt đầu lạnh xuống. Không đâu, cô tự nhủ với mình, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. La Kiệt là một người tận tâm, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài cậu thả, tay chân vụng về, nhưng làm việc gì cũng đâu vào đấy. Thận trọng lại cẩn thận, quan trọng nhất là hắn lại có một thân hảo công phu. Như vậy hắn sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn được cơ chứ? Chẳng nhẽ là tai nạn xe cộ? Một thanh âm ở đáy lòng của cô vang lên, khiến cả người cô cứng đờ. Chẳng nhẽ hắn thực sự bị tai nạn xe cộ ở Mỹ rồi, cho nên mới không có cách nào liên lạc với cô? Không đúng, cô bỗng nhiên lắc đầu nguẩy nguẩy. Cho dù hắn thực sự có bị tai nạn xe cộ, cô cũng không thể bật vô âm tính như vậy. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô, sau đó bịa ra lý do kéo dài ngày trở lại, chỉ vì không muốn để cho cô phải lo lắng. Cô biết hắn nhất định sẽ làm như vậy, nhưng mà tại sao? Cô đột nhiên kịch liệt chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, cả người có vẻ lung lay sắp đổ. Không lẽ thương thế của hắn thực sự nghiêm trọng, căn bản không có cách nào gọi điện cho cô? Mất trí nhớ, hôn mê bất tỉnh, càng hơn nữa là tử vong. Cô nắm chặt tay, móng tay bén nhọn đâm sâu vào trong lòng bàn tay, cô lại không hề có cảm giác. Cô cử tuyệt nhận ba khả năng này, cô không nên tự dọa bản thân, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Sở dĩ không điện thoại cho cô là thuần túy bởi vì bận, nhất định là như vậy. Cô tự thôi miên không ngừng nói với chính mình. Âu Dương. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện tầm mắt có chút mơ hồ. Cô mở trừng đôi mắt, đem lệ ý cưỡng bức trở về trong cơ thể. Liên lạc được rồi sao? Hắn hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ? Cô miễn cưỡng bản thân kiên cường mở miệng. Vô Hàn gật gầu nói với cô. Hắn rất khỏe, nhưng lại muốn nói rồi lại thôi nhịn cô. Nhìn ánh mắt của cô ấy một chút yên tâm, Âu Dương Liên cũng không có, trái lại là càng thêm bất an. Vô Hàn, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, xin cô hãy nói thật cho tôi biết, không cần giấu giếm bất cứ điều gì được không? Vũ Hàn do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương, cô nhớ kỹ, dù phát sinh bất cứ chuyện gì tôi đều đứng về phía cô, biết không à? Âu Dương liền hoàn toàn không hiểu vì sao cô ấy lại nói ra những lời như vậy với cô, chỉ gật gật đầu. Trên thực tế là Kiệt hắn... Vũ Hàn tạm dừng một lúc, sau đó hít một hơi lấy tinh thần nói. Hắn đang ở Mỹ chuẩn bị kết hôn, cái tên phụ lòng đại hỗn đản kia. Kết hôn? Âu Dương liền vẻ mặt mê man, ngây ngốc nhìn cô, tựa như nghe không hiểu ý nghĩa của hai chữ này. Âu Dương,
Vô Hàn đã đồng tình lại lo lắng, nhưng không biết phải an ủi cô như thế nào. Cho nên, Hàn không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Âu Dương liền hỏi, Vô Hàn trợn mắt nhìn rồi gật đầu. Thật tốt quá. Bỗng nhiên cô thở hắt một hơi, cao hứng lớn tiếng nói, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Thật tốt quá, thật tốt mà. Cô không ngừng thì thầm, Vô Hàn nhìn cô, bị sự ngây ngốc ấy làm cho đau lòng không thôi. Cái tên La Kiện kia không chỉ là hỗn đản, còn là một đồ đần mới có thể vứt bỏ một nữ nhân tốt như Âu Dương Liên. Hắn thật là thằng đàn ông ngu xuẩn nhất thiên hạ. Âu Dương Liên lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Cảm ơn cô, Vô Hàn. Nếu như hắn không có việc gì thì tôi yên tâm rồi. Nói xong, cô xoay người muốn rời đi. Âu Dương! Vô Hàn lo lắng ngăn bước chân của cô lại. Cô muốn đi đâu? Mấy ngày nay bởi vì tôi quá lo lắng, mỗi tối đều ngủ không ngon. Giờ nghe hắn nói không sao, cảm giác mệt mỏi liền tan biến. Cho nên tôi muốn về nhà ngủ. Vẻ mặt của cô mệt mỏi nói. Vô Hàn gật gật đầu, không suy nghĩ gì khác. Sau khi hai người cùng trở về tầng 8, Âu Dương Liên trực tiếp đi vào phòng nằm xuống ngủ. Mà Vô Hàn vì ngăn ngừa cô làm chuyện gì ngu ngốc, dứt khoát ngay cả cửa phòng cũng không cho cô đóng. Cứ như vậy ngồi trong phòng khách, cứ 10 phút lại xem cô một lần. 12 giờ 10 phút, Khúc Thiến từ quán mì trở về, mang theo cơm trưa đến cho các cô. Nhưng Âu Dương Liên vẫn còn đang ngủ, cho nên liền đem phần của cô bỏ vào tủ lạnh. 2 giờ 40 chiều, Lâm Tuyết Nhan cũng tới, Âu Dương Liên cũng vẫn chưa tỉnh. 4 giờ 10, Tiểu Cương và Tiểu Khiết tan học về nhà. Khúc Thiến nhận nhiệm vụ mang bọn trẻ rời khỏi tầng 8, mà Vu Hàn và Lâm Tuyết Nhan thì tiếp tục chờ Âu Dương tỉnh lại. 5 giờ rưỡi, các cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì Âu Dương Liên ở trên giường, ngay cả động cũng không động đến một cái, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Có điều hoàn hảo là hô hấp của cô vẫn bình thường. 6 giờ rưỡi, các cô bắt đầu lo lắng, cần đánh thức cô dậy hay không, bởi vì cô sắp ngủ được 8 tiếng rồi. 7 giờ 10, Khuê Thú Chi và Vệ Ốc Khốc cũng cùng nhau tới. Lâm Tuyết Nhan lợi dụng tủ lạnh vốn còn nguyên liệu nấu ăn, liền làm một bàn cơm để mọi người no bụng. Vô Hàn thử đánh thức Âu Dương Liên, nhưng vạnh mắt đen sâu mơ màng, rồi lại ngồi xuống một chút, lại nằm trở về, ngủ lại lần nữa. Biết cô thật sự rất mệt mỏi nên muốn ngủ, chứ không phải vì trốn tránh sự thật mà muốn lâm vào hôn mê, nên mọi người an tâm. Bốn người vừa ăn cơm vừa thảo luận, Vô Hàn thật tức giận, Lâm Tuyết Nhan từ đầu đến cuối đều nhăn mày. Mà hai người đàn ông lại cho rằng tình huống này thật khả nghi, bởi vì ngoại trừ nghe được chuyện La Kiệt phải kết hôn ra, bọn hắn hoàn toàn không tìm thấy bản thân La Kiệt, không thể liên lạc với hắn để xác nhận chuyện hắn kết hôn hay không. Nhưng chuyện này đã công khai trên truyền thông, các loại giới danh nhân gia thế tài chính kinh tế như bọn họ không thể nào lấy hôn nhân đại sự để làm tin tức thổi phồng quảng cáo đúng không? Vô Hàn vạch trần sự thật. Có lẽ chúng ta để đến Mỹ một chuyến để thật chứng chuyện này. Khuê Thú Chi như có suy nghĩ gì đó nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Vệ Ốc Khốc gật đầu nói. Được, vậy thì cứ như vậy đi. Chúng ta mang Âu Dương cùng đi. Nếu La Kiệt thực sự làm ra chuyện ôm đàn tỷ bà, chúng ta liền phá hư hôn lễ của hắn để cho hắn một đêm thành danh. Vô Hàn nghiến răng nghiến lợi tiến tiếng nói. Phản ứng kích động của bà xã làm cho Khuê Thú Chi đột nhiên có cảm giác hối hận vì đã đề nghị đi Mỹ. Lâm Tuyết Nhan tự khóe mắt dư quang nhìn thấy Âu Dương Liên từ trong phòng đi ra. Âu Dương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, đói bụng chưa? Mau tới đây ăn cơm cùng với chúng tôi. Tuyết Nhan vẫy vẫy tay với Âu Dương Liên, nhưng dáng vẻ của cô vẫn còn mang theo một chút nét buồn ngủ, đứng sững ở cửa phòng, mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng không nhúc nhích chừng bọn họ. Sao vậy? Lâm Tuyết Nhan khó hiểu hỏi. Mọi người đều nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cô, bởi vì cô đang dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn bọn họ, tựa như không quen biết bọn họ vậy. Mọi người... Cuối cùng cô cũng từ từ mở miệng, nhưng lời nói tiếp đó lại làm cho nhóm người của Vô Hàn lập tức ngây người. Chào hỏi, các vị là ai vậy? Mất trí nhớ chọn lọc, cô còn tưởng cái danh từ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc kịch truyền hình, không ngờ nó lại phát sinh trên người cô. Âu Dương Liên từ bệnh viện đi ra thì luôn trong tình trạng cảm xúc phức tạp, dở khóc dở cười. Cô nghĩ bây giờ cho dù có người nói cô trúng số đặc biệt, cô cũng sẽ không kinh ngạc. Cho dù sao loại chuyện mất trí nhớ chọn lọc này cũng có thể xảy ra với cô, thì còn cái gì có thể hoang đường hơn nữa so với chuyện này chứ. Trong trí nhớ của cô, một giây trước rõ ràng mới mang theo gói hành lý ngồi trên taxi tới nhà trọ 8 tầng.
Giây sau lại nhảy đến ngày hôm nay, là hơn nửa tháng sau. Cô tỉnh lại ở trên giường ở tầng 8, trong phòng khách có 4 người lạ, cô hoàn toàn chưa từng thấy qua, thân thiện chào hỏi với cô. Chỉ nhớ của cô xuất hiện một tầng nứt cái lớn, cô hoàn toàn không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong 20 ngày qua, thậm chí tại sao lại có thể nghỉ phép dài hạn không đi làm. Chuyện không thể tưởng tượng được như vậy, tại sao lại xảy ra với cô chứ? Mọi người trong tòa nhà 8 tầng, tuy rằng bây giờ cô một người cũng không nhớ rõ, lại cảm giác rất rõ ràng rằng bọn họ đều là người tốt. Toàn bộ sự quan tâm của họ với cô đều xuất phát từ chân tình thật ý, không có một tia giả dối hay ép buộc nào. Điều này làm cho cô không khỏi thời gian 20 ngày kia, cuối cùng thì cô đã làm những chuyện gì mới có thể có được lòng tốt đáng quý trọng như vậy. Chuyện chia tay với Trần Hạo Bạch cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy rằng cô mất đi trí nhớ của 20 ngày, nhưng hẳn là không đến mức bị ảnh hưởng quá lớn mới đúng. Nhưng kỳ lạ chính là, lúc cô nhớ tới cái con người tuyệt tình tuyệt nghĩa kia, thì một chút đau lòng, tức giận, khó chịu, cảm giác hối hận cũng đều không có. Chỉ là không muốn nghĩ tới hắn nữa mà thôi. Cô mất trí nhớ thực sự chỉ có 20 ngày, chứ không phải là 2 tháng hoặc 2 năm sau. Nói cách khác, làm sao cô có thể tự trong phương tâm phục hồi lại nhanh chóng như vậy chứ? Chuyện này luôn luôn quấy nhiễu lấy cô. Trừ cái đó ra, còn có một việc kỳ lạ nữa về bạn cùng phòng của cô. Cô cùng với một gã đàn ông thuê chung một gian nhà trọ này, điểm ấy làm cô thật sự nghi ngờ, bởi căn bản là cô không thể nghĩ tới mình cùng với một người đàn ông xa lạ sống dưới một mái hiên nhà. Theo như cách nói của Lâm Thiết Nhan, vì cô bị chủ nhà cho thuê giả lừa, trên người không còn tiền, lại không có chỗ để ở, hơn nữa lại không cẩn thận làm mắt cá chân bị chật, cho nên người thuê nhà ở tầng 8 liền thu nhận và giúp đỡ cô, đem gian phòng chia cho cô ở chung mà ở. Người ở trong tòa nhà 8 tầng nói cho cô biết từng ly từng tí chút chuyện đã xảy ra trong hơn 20 ngày qua, bao gồm chuyện cô trở thành người thuê phòng mới đến như thế nào, cùng mọi người kết thành bạn tốt ra sao, bình thường lúc ở chung với mọi người hay làm những gì, vân vân mây mây. 3 ngày nay bọn họ tích cực nhiệt tâm giúp cô lấy lại chi nhớ đã mất. Chung quy là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn, nhưng đối với chuyện bạn cùng phòng đã quay trở về Mỹ kia lại khinh miêu đạm tạ cho qua, điều này khiến cho cô không hiểu lại vô cùng để ý. Buổi tối mọi người đều tự trở về phòng của mình nghỉ ngơi, một mình Âu Dương Liên ở trong căn phòng lớn 50m2, đột nhiên cảm thấy có chút quạnh quẽ. Nhìn bốn phía tĩnh lặng, cô do dự đưa mắt nhìn về phía phòng của bạn cùng phòng. Sau khi tự đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng nhìn không được tò mò đi vào trong phòng của hắn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Giường của hắn, gối của hắn, tủ quần áo của hắn, bản sách của hắn, laptop của hắn. Âu Dương Liên trừng mắt nhìn, đôi mắt nghi ngờ nhìn trừng trừng cái laptop màn hình siêu mỏng kia, loại máy nhẹ như vậy không phải để tiện mang theo bên người hay sao? Tại sao hắn lại để nó ở đây không mang theo về Mỹ? Trong phòng thoạt nhìn rất sạch sẽ, có điều một đại nam nhân lại thực sự biết được cái gì dọn dẹp, cái gì không sao? Ít nhất trong quá khứ cô chưa từng quen biết một người đàn ông như vậy. Trong phòng chỉnh tề sạch sẽ khiến cô hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết gì liên hệ với chủ nhân của căn phòng để lại. Cô giở lại ánh mắt về chiếc laptop trên bàn đọc sách, do dự đi về phía nó. Cô đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bề ngoài huyễn lệ, cảm giác ngứa ở trong lòng bàn tay, có tia xúc động muốn mở nó ra xem. Xem một chút chắc là không sao đâu, cô một giọng nói vang lên trong đầu. Cô có cảm giác tựa hồ có thể tìm được thứ gì đó ở trong máy tính. Cô thấp thỏm không yên nhịn xuống, tuy rằng biết rõ ở tầng lầu này chỉ có một mình cô, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an vì chuyện mình sắp làm. Hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng cũng chủ động mở laptop màn hình tinh thể lỏng ra, sau đó ấn xuống phím trên cùng khởi động máy. Màn hình tinh thể lỏng lóe lên một cái, hình ảnh tự đen chuyển toàn bộ thành màu lam. Sau đó trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn màn hình hé ra bức ảnh lọt vào trong tầm mắt của cô, khiến cô nhất thời đỡ ra. Đó là ảnh chân dung cỡ lớn của một đôi nam nữ, hai người thân mật tựa vào nhau. Người phụ nữ còn hơi nghiêng đầu, đem đôi môi đỏ mọng in lên má của người đàn ông, vẻ mặt cười đến hạnh phúc, mà người phụ nữ kia không ai khác, chính là cô. Đây là chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trừng mắt trước bức ảnh, Âu Dương Liên cảm thấy tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực. Cô ngã ngồi trên ghế bên cạnh bàn, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng vào bức ảnh trên màn hình. Trong lúc khiếp sợ, tất cả tâm tư đều kinh hoàng thất thố. Cô trừng mắt nhìn gần đàn ông trong hình, đó là một nam nhân có khuôn mặt to,
cằm ngay ngắn, cười rộ lên có điểm thật thà phúc hậu. Bộ dạng của hắn cũng không coi là khó xem, nhưng so với anh Tuấn tiêu sái nhã nhặn thì vẫn còn cách một khoảng. Có một chút bất đồng với kiểu đàn ông ưa thích của cô trong quá khứ, nhưng trong tấm ảnh cô lại dựa sát vào hắn, cười đến thật sự hạnh phúc. Cuối cùng thì chuyện này là như thế nào đây? Bỗng nhiên cô hiểu được tại sao mình lại nguyện ý ở cùng một chỗ với một người đàn ông xa lạ. Bởi vì căn bản nam nhân này không phải người nào xa lạ mà là bạn trai của cô. Trong đầu của cô rối như tơ vò, phản ứng so với lúc cô đột nhiên biết được mình bị mất trí nhớ trọn lọc giống nhau như đúc. Không, càng hoảng sợ luống cuống, khó tin hơn. Cô từng yêu một người trong 20 ngày ngắn ngủi, chuyện này cuối cùng là xảy ra như thế nào chứ? Nghĩ không ra, cái gì cô cũng đều nghĩ không ra. Âu Dương Liên khổ sở ôm đầu, nhìn không nổi, gõ gõ nó. Nhưng trong đầu cô vẫn là một mạng trống rỗng. Về người đàn ông trong tấm ảnh, cô không nhớ nổi một chút nào. Trong 20 ngày, cô hồi phục phương tâm vì bị thất tình đả kích, lại còn yêu một nam nhân khác. Loại chuyện này đối với cô mà nói là không thể nào xảy ra. Nhưng mà tấm ảnh ở trước mắt này nên giải thích như thế nào đây? Rất nhiều mối nghi hoặc làm xáo trộn năng lực tự suy xét của cô, làm sao cũng không thể nghĩ cho rõ ràng. Ngoài bức ảnh trên màn hình, trong máy hẳn là phải còn cái gì nữa chứ? Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên lại ra một ý thanh minh, khiến cô đang ở trong trạng thái thất thần phải giật mình tỉnh táo trở lại. Cô cắn cắn môi, do dự chừng mắt nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu, cuối cùng cũng vươn tay chạm vào con chuột, cố gắng tìm lại trí nhớ đã mất ở trong máy tính. Trong thư mục tư liệu, cô tìm được một số hình ảnh, có tấm cô chụp một mình, có tấm cô chụp chung với người đàn ông đó, còn có những người khác trong nhà trọ 8 tầng, có thể nhận ra đều là chụp chung trong tòa nhà này cả. Trong các bức ảnh, cô đều cười rất vui vẻ, không hề có một ngoại lệ nào. Không chỉ có cô, có thể thấy hắn và những người trong tòa trọ này cũng cùng nhau ý thức cực kỳ tốt. Nhưng tại sao bọn Vu Hàn, các cô ấy, lúc dựng lại chi nhớ cho cô, thì chỉ kể về hắn đại khái qua loa, thậm chí là tránh né. Một tia cảm xúc không thể hiểu nổi níu chặt lòng cô, có chút bất an, lại có chút buồn bực, thậm chí có thể nói là đau lòng. Nhưng tại sao lại là đau lòng? Khẽ thở dài một hơi, cô lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ tâm tình phức tạp kia, đem lực chú ý đặt vào màn hình máy tính một lần nữa. Cô tìm được một thư mục khác, tên thư mục là nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt của cô. Tất cả những cái tên này đều được đặt theo ngày tháng, hơn nữa là bắt đầu lưu trữ từ ngày đầu tiên cô bị mất trí nhớ. Cô mở thư mục ra mới phát hiện toàn bộ bên trong đều là tiếng Anh, mà cô căn bản đối với anh văn là bù mịt. Đúng rồi, cô có thể xuống lầu tìm bọn Khúc Thiến giúp cô dịch nha. Chồng và con của cô ấy tất cả đều là người Anh, anh văn của cô ấy chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng mà không được, hành động của cô bây giờ có thể nói là hành vi ăn trộm, sao lại không biết xấu hổ mà xin Khúc Thiến giúp cô cơ chứ? Huống chi lúc biết nguyên nhân gì mà mọi người đều liền giấu mình giấu giếm chuyện cô có quan hệ với người đàn ông này. Nếu cô thực sự xin Khúc Thiến giúp đỡ, cô ấy có nói thật hay không đây? Xem ra con đường này không thể đi, cô đành phải nghĩ một cách khác. Internet thật là một thế giới thần kỳ, lại tràn ngập vị nhân tình. Cho dù là vì một người chưa bao giờ gặp mặt, mọi người cũng có thể đem hết khả năng giúp đỡ. Vì không chắc là trong thư mục được đặt tên theo ngày này, tột cùng là viết cái gì trong đó. Nên lúc đầu Âu Dương Liên chỉ lấy một đoạn anh văn ngắn trong đó, đăng lên mạng, xin mọi người dịch giúp. Rất nhanh 10 phút sau, liền được một bạn trên mạng trả lời lại. Đại loại đoạn phiên dịch như sau. Mình chưa bao giờ có kinh nghiệm nhất kiến trung tình, nên không thể xác định được cái cảm giác không yên lòng đối với cô ấy. Mới thấy cô ấy nhíu mày đã cảm thấy đau, nghe cô ấy kêu đau đã muốn đem cái tên bác sĩ đang giúp cô ấy cắt băng mắt cá chân kia đập cho một trận. Thấy cô ấy không biết chăm sóc bản thân thì đã thô lỗ điên cuồng hét lên với cô ấy là đồ đần. Có phải đó là nhất kiến trung tình hay không? Nếu là không phải, về cảm giác nhớ mãi không quên sau khi về đến nhà ở trong lòng vẫn tràn ngập tâm tình của cô ấy hẳn là đúng rồi chứ. Đêm nay mình mất ngủ chắc rồi. Nhất kiến trung tình thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Là thư tình sao? Không, phải nói đây là nhật ký mới đúng. Thì ra mấy văn kiện đặt tên theo ngày tháng này là nhật ký của hắn. Nếu biết mấy cái này là nhật ký của hắn, cô không nên tiếp tục xem mới đúng. Thế nhưng trong đoạn anh văn có nhắc tới mắt cá chân bị thương, làm cô không thể không để ý. Cô ấy ở đây không phải chỉ chính là cô đấy chứ? Do lự một lúc lâu, cô vẫn nhịn không nổi, lại cong dáng một đoạn khác nhờ bạn trên mạng dịch giúp.
Không bao lâu đã có người trả lời lại rồi. Đoạn văn được dịch như sau: hạnh phúc là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi bạn có cơ hội thì phải nắm chặt lấy, đừng để nó đi qua bên người mà bỏ lỡ mất. Mạnh Tường nói đúng, nếu ta có may mắn gặp được cơ hội như vậy, nói gì thì nói, tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua. Đến mức chuyện thực sự khiến cho mình như có xương mắc nơi họng, cô ấy cũng tự yêu thật sâu đậm người đàn ông khác. Tuy rằng chỉ hơi nghĩ tới đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng nếu mình đã không thể nào thay đổi thì chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Có điều bây giờ mình về với trời, mình sẽ dùng tất cả tình yêu trong thời gian ngắn nhất chiếm lấy trái tim của cô ấy, làm cho ấy quên đi cái tên trọn méo kia, thậm chí còn không nhớ rõ từng có nhân vật này tồn tại. Thật sự làm được như vậy, trên thế gian này có mấy người? Âu Dương Liên nhìn chằm chằm vào cái chú ý mà người dịch đã thêm phía sau đoạn văn, trong lòng không hiểu nổi, hắn có thể làm được sao? Cô bị trực giác khẳng định của mình làm cho hoảng hồn, nhưng lập tức nghĩ nghĩ, lại cảm thấy suy nghĩ này của mình không có gì đáng trách. Tuy rằng cô đã quên hết tất cả mọi chuyện về người đàn ông này, nhưng từ những bức ảnh có thể nhìn ra được, cô ở bên người ấy thực sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Khi đó cô chắc chắn tuyệt đối không nhớ rõ Trần Hạo Bạch là người nào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến tên đó. Nếu không nhất định, ngay cả cười cô cũng không cười nổi, chứ sao có thể cười sáng lạn như vậy. Tuy không nhớ rõ, nhưng cô tin rằng người đàn ông này đã thực hiện được lời thề của hắn, dùng tất cả tình yêu trong thời gian ngắn nhất chiếm lấy trái tim của cô. Nhưng nếu nam nhân này là bạn trai hiện giờ của cô, vậy thì tại sao bọn Vu Hàn lại phải giấu giếm, không nói cho cô biết quan hệ của họ chứ? Còn cô, tại sao lại bị bệnh mất trí nhớ có chọn lọc đây? Chọn lọc? Cả người cô cứng đờ, đột nhiên như vừa tỉnh mộng. Sau khi lưu lại lời cảm ơn chân thành trên mạng xong, thoát ra, tắt máy, Âu Dương Liên suy sụp đi về phòng, sau đó ngã xuống giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người. Sao cô lại đần như vậy chứ? Thế mà bây giờ mới phát hiện điểm mấu chốt căn bản của vấn đề không phải là quan hệ chân chính của cô với bạn cùng phòng đang đi vắng, hay là thái độ kỳ quái của bọn Vô Hàn, mà là tại sao cô lại đơn phương lựa chọn quên đi người đàn ông xuất hiện sau thời gian đó. Cuối cùng là chuyện nghiêm trọng không thể giải quyết nào khiến cho cô dùng phương thức này mà quên đi. Cô nhìn chừng chừng lên trần nhà, muốn đạo trong cái đầu quả dưa của mình vài thứ gì đó, nhưng kết quả căn bản là phí sức. Đáng giận, rốt cuộc thì đầu óc của cô làm sao vậy? Cũng không phải là già 70-80 tuổi, mắc bệnh xì ngốc của người già, tại sao lại không thể nhớ nổi chuyện mới xảy ra không lâu đây cơ chứ? Thực sự là đáng ghét. Rắc, một tiếng động nhỏ vang lên trong đêm, khuấy động người đàn ông đang nằm thẳm trên giường, nhắm kín hai mắt. Hắn ta mở to mắt, nghi ngờ suy nghĩ vừa mới hiện trong đầu. Người tới đã nhanh chóng xuyên qua phòng, chuẩn xác không sai tìm được vị trí của hắn. Lập tức ngân quan chợt lóe, một vật gì đó vừa dài vừa nhỏ, lạnh như băng, cứ thế để cận cổ hắn, nhanh đến mức khiến cho hắn không có cơ hội né tránh. Có điều người đàn ông đang nằm trên giường ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, trái lại còn nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Không sợ chết hay sao hả? Người vừa tới lạnh giọng hỏi. Sợ? Có điều anh cũng sẽ không giết tôi, thì tôi có việc gì phải sợ chứ? La Kiệt vừa nói vừa rời đi con dao đang kệ trên cổ, chậm rãi ngồi dậy. Huệ Thú Chi trừng mắt liếc hắn một cái. Cậu nên sợ đi là việc, vì bây giờ có một đám phụ nữ đang muốn lấy mạng cậu đó. Phụ nữ trong tòa nhà 8 tầng hay sao? Hắn biết rất rõ mà còn cố hỏi. Cuối cùng thì cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Chuyện phải kết hôn rốt cuộc là như thế nào đây? Huệ Thú Chi ngồi vào bên giường của hắn, vẻ mặt mệt mỏi bất đắc dĩ hỏi. Sau khi từ Đài Loan đáp máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đây, anh ta liền thuê xe ở gần sân bay, ngựa không dựng vó chạy đi tìm hắn. Vốn tưởng rằng chỉ cần khai tên tuổi, nói là bạn của La Kiệt lại có thể gặp hắn, không ngờ lại bị chặn ở ngoài cửa. Đừng nói là gặp người, ngay cả cái bóng cũng không thấy được ấy chứ. Trong tình huống bất đắc dĩ, anh ta đành phải đưa đêm chuyển tới lẻn mò vào. Nhưng mà nói thật, vì đã quá quen với cuộc sống an nhàn rồi, bây giờ bảo phải trèo tường làm động tác võ nghệ cao cường, đúng là miệng chết cái thân giả của anh ta. Đó là ý tưởng của người nhà tôi, tự ý làm theo mình. La Kiệt quyện môi nói ra. Ý tưởng mà thôi sao? Nếu chỉ là như thế, sao phải tung tin ra? Thậm chí ngay cả kết hôn cũng đã quyết định rồi. Bọn họ muốn làm như thế nào, tôi không thể ngăn được. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn như thế này. Vậy tại sao cậu còn muốn ở chỗ này mà không về Đài Loan? Hơn nữa ngay cả điện thoại cũng không gọi về lấy một cuộc.
Tình trạng ba tôi không tốt nên tôi muốn ở lâu thêm vài ngày mới về. Về phần không gọi được điện thoại, thực ra lúc mới đầu quả thật là không có thời gian. Đến khi có thời gian rồi thì lại phát hiện điện thoại di động của tôi bị mất, mà trong đầu tôi lại không có một số điện thoại nào ở Đài Loan cả. La Kiệt cười khổ nói, vậy cậu không biết lên mạng mà liên lạc với tôi sao? Máy tính của tôi không mang về, phương thức liên lạc của anh và máy tướng tương đối đặc biệt đều ở trong đó. Quỳ Thú Chi liếc xéo, chẳng lẽ cậu không dựa vào mấy sản phẩm điện tử này thì không được sao? Đây chính là kết quả tai hại của công nghệ phát triển quá thịnh vượng, không đúng sao? Hắn cười khổ, vậy còn chuyện nhà cậu đề phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào cũng không được thấy bóng cậu là thế nào? Còn không phải là sợ bọn họ, sợ tôi đào hôn sao? Quỳ Tú Chi nhìn hắn một chốc, sau đó cau chặt đôi mày. Cho nên cậu ngay cả ốc khóc, đường đường là cục trưởng cục cảnh sát mà họ cũng có thể cự tuyệt. La Kiệt chạo phúng cười, đại khái chỉ có tổng thống Mỹ mới đến được thôi. Ngừng một lúc, hắn hỏi, cậu của ốc khóc từng tìm tôi sao? Quỳ Thú Chi gật gật đầu, cậu bất di động còn quên máy tính, chẳng lẽ không nghĩ tới có thể từ cậu của ốc khóc mà bắt liên lạc với chúng tôi sao? La Kiệt vừa nghe liền nhất thời ngây ngẩn, hắn cứng họng nhìn bạn tốt. Sau một lúc lâu thì hắn mới thì thào mở miệng, tôi thật sự không nghĩ tới còn cách này. Mặc kệ cậu dùng cách gì, viết thư cũng tốt, đăng báo cũng được, lên mạng đăng tin nhắn cũng xong, trước lúc tin tức cậu phải kết hôn được tuyên bố, cậu hẳn phải nghĩ ra cách nhắn cho chúng tôi tâm ý của chính mình, chứ không phải đợi đến lúc đã xảy ra chuyện rồi mới cam chịu bỏ mặc như vậy. Cậu có biết sau khi Âu Dương Liên biết được đã bị đả kích như thế nào hay không? Quỷ Thu Chi thậm trách móc, cô biết rồi sao? Sao cô lại biết được? Là các anh nói cho cô biết hay sao? La Kiệt kích động, một phát liền tóm lấy cổ áo của Quỷ Thu Chi, tức giận chất vấn. Quỷ Thu Chi khẽ thở dài một tiếng, gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo của mình. Sau khi cậu qua đây một tuần hoàn toàn không có tin tức gì, Âu Dương Liên lo lắng an nguy của cậu không có cách nào, liền chạy tới hỏi chúng tôi có thể liên lạc với cậu hay không. Bọn tôi đã thử rất nhiều cách đều không tìm thấy người, cuối cùng đành phải nhờ cậu ốc khóc hỗ trợ, không ngờ là nhận được tin cậu chuẩn bị lấy vợ. Nên các anh đem chuyện này nói cho cô ấy biết. Hắn phẫn nộ giống to, âm thanh quá lớn làm cho phía ngoài xôn xao một trận. Là Kiệt thiếu gia, thiếu gia! Người bên ngoài không ngừng gõ cửa kêu to, thậm chí còn sai người nhanh chóng đi lấy chìa khóa. Nhưng Là Kiệt bên trong nhắm mắt lạc ngơ, chỉ dần không thể át mà trừng mắt với người bạn tốt của hắn. Sở dĩ hắn có thể yên tâm bỏ mặc chuyện này cũng bởi vì Đài Loan với nơi này cách xa vạn dặm, mà anh văn của Âu Dương Liên cũng chỉ có trình độ học sinh tiểu học, cho nên tin hắn phải kết hôn có đăng lên trang web tiếng Anh thì hắn cũng không cần phải lo lắng kết quả thì sao. Hắn ngạn vạn tính cũng coi như không tính được nhóm bạn của hắn lại đâm một dao sau lưng của mình. Quỳ Thú Chi áy náy khẽ gật đầu với hắn. Sau khi bạn xã tôi biết chuyện này thì đội cơn tan bành. Tại thấy Âu Dương Liên vì không nhận được tin tức của cậu mà lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, để đã nói ra trong cơn tức giận. Dừng lại một lát, Quỳ Thú Chi lại nói, thật tình xin lỗi cậu, La Kiệt. La Kiệt lửa giận ngất trời, trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên cạo tóc thật mạnh, biến cứng ép lửa giận của bản thân mình xuống. Tại sao mọi người lại không tin tôi cơ chứ? Tôi không tin cậu sẽ bội tình bạc nghĩa với Âu Dương Liên, cho nên mới tự chạy đến đây một chuyến xem thế nào. Nhưng dù sao Đài Loan đến đây cũng có khoảng cách, cho nên sao? Hắn trầm giọng hỏi, không hiểu sao có một cảm giác bất an nồng đậm nổi lên trong bụng. Quỳ Tú Chi trầm mặc nhìn hắn, do dự không biết nói chuyện tiếp theo như thế nào. Quên đi, vẫn là nói thẳng ra. Âu Dương Liên bị chứng mất trí nhớ trọn lọc. La Kiệt không nhúc nhích, trừng Thú Chi, biểu cảm từ mơ mịt, kinh ngạc đến mặt không còn chút máu. Quỳ Tú Chi hạ xuống ánh mắt thương hại, không dám nhìn phản ứng của hắn nữa. Cũng quyết định thừa dịp bản thân vẫn còn đang dũng khí, hít một hơi, lấy thêm tinh thần nói cho hết lời. La Kiệt, bây giờ Âu Dương Liên đã hoàn toàn quên mất cậu. Nghe được tin cậu kết hôn, tất cả chúng tôi đều không thể chấp nhận nổi. Nên có thể suy ra biết đả kích đối với cô ấy còn lớn đến đâu. Do đó trong lúc tan nát cõi lòng không thể chịu nổi, thương tâm thống khổ, cô ấy đã lựa chọn quên đi cậu. Không cần cà phê, bạn sữa tươi hoặc nước trái cây đều được đúng không? Vô Hàn rót chén sữa tươi cho Âu Dương Liên, mỉm cười hỏi, có muốn ăn thêm vài miếng bánh mì đường hay không? Cô đã ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi. Cô nói dối bởi vì bây giờ cô không muốn ăn một chút nào. Vô Hàn bưng ly cà phê ngồi vào đối diện với cô. Cô tìm tôi có việc gì sao? Cô nghiêm túc gật đầu nói với cô, sau đó lấy từ trong túi mang theo ra người một hộp nhung tinh xảo đặt lên trên bàn. Tối hôm qua tôi phát hiện cái này ở trong ngăn kéo phòng tôi.
Vũ Hàn vừa nhìn thấy hộp nhung cô vừa lấy ra, thầm kêu một tiếng họng bét. Những vật phẩm trang sức này chắc chắn đều rất đắt tiền đúng không? Hơn nữa giá trị hẳn là rất cao. Nhưng tại sao tôi lại không có nhớ những thứ này? Tôi thì không thể nào mua nổi rồi. Vũ Hàn, cô có thể nói cho tôi biết như thế này là như thế nào không? Cái này là do tôi cho cô mượn. Tôi đang muốn mở việc để hỏi cô để nhận lại này. Tóm lại, vẫn là thu nó lại trước thì tốt hơn. Sao tôi lại mượn cô đồ quý như vậy? Âu Dương liền nghi ngờ hỏi. Tức là có lần chúng ta cùng nhau đi khách sạn 5 sao uống trà chiều. Tôi đã kể cho cô nghe chuyện này rồi đúng không? Đồ trang sức này là tôi đưa cho cô để phối với quần áo. Nếu nói thế thì chắc tôi phải trả khi vừa về đến nhà. Đồ đắt tiền như vậy tôi không thể nào giữ bên người được. Cái này... Còn nữa, Vũ Hàn. Tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng mà trên giấy đảm bảo trong hộp viết tên của tôi. Vũ Hàn cứng họng nhìn cô, rồi rũ vai, biết là không thể cứu vãn nổi. Ngay từ đầu cô đã biết đồ trang sức đó là của cô, tại sao lại còn hỏi tôi chứ? Tôi chỉ muốn biết tại sao mọi người lại muốn gạt tôi. Chúng tôi gạt cô? Về bạn cùng phòng của tôi và hắn không chỉ có quan hệ bạn cùng phòng, hay là chủ cho thuê nhà và người thuê nhà, đúng không? Âu Dương liền chăm chú nhìn Vũ Hàn. Thật ra chúng tôi là người yêu đúng không? Vũ Hàn khiếp sợ nhìn cô. Cô, Âu Dương, có phải là cô đã nhớ ra cái gì rồi hay không? Cô cẩn thận hỏi. Âu Dương liền lắc lắc đầu. Vậy sao cô lại... Tôi thấy cái này ở trong máy tính. Âu Dương liền lấy từ trong túi mình ra một bức hình được in ra trên giấy A4. Nhân vật chính trong ảnh là cô và La Kiệt. Đột nhiên Vũ Hàn như thấy sét đánh ngang tai. Tại sao mọi người lại phải giấu tôi chuyện này chứ? Âu Dương liền hỏi. Vũ Hàn nhìn cô không nói gì, không biết phải nói từ đâu, bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Xin lỗi, tôi đi xem thử là ai đến. Cô nhanh chóng đứng dậy, không cần biết là ai ở ngoài cửa, từ đáy lòng của cô thực sự cảm ơn họ. Cửa vừa mở ra, đứng ở ngoài chính là Lâm Tuyết Nhan. Tiểu Tuyết, cô thấy thật là đúng lúc. Vũ Hàn giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng kéo lấy cô ấy vào trong. Làm sao vậy chị Vũ Hàn? Lâm Tuyết Nhan mở mịt hỏi. Âu Dương đã biết chúng ta lừa cô ấy. Cô ấy vừa chi vấn tôi về chuyện cô ấy và La Kiệt. Chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Vũ Hàn kích động, kéo lấy tay Tuyết Nhan, đẻ thấp giọng nói. Thì ra là chuyện này. Lâm Tuyết Nhan lộ vẻ tươi cười. Sao cô còn cười được thế? Tôi sắp khóc rồi đây này. Vũ Hàn mếu máo. Đừng lo lắng, không sao rồi. Lâm Tuyết Nhan an ủi vỗ vỗ lưng của cô. Tinh thần bình tĩnh lại một chút, không còn hoang mang. Tuyết Nhan khiến cho Vũ Hàn sinh nghi. Cô đến tìm tôi, cô không phải đơn giản là vì nhàm chán, là La Ca đúng không? Lâm Tuyết Nhan lắc lắc đầu. Ông khóc, vừa mới nói chuyện điện thoại với Khuê đại ca. Anh ấy đã tìm thấy La Kiệt, hơn nữa xác định tất cả chỉ là hiểu nhầm. Từ đầu đến cuối La Kiệt đều không tính đến chuyện kết hôn. Tóm lại, hai người họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại, cho nên không có chuyện gì rồi. Vậy sao? Vũ Hàn nhíu mi. Tại sao tôi lại không biết một chút gì, đã không sao rồi? Lâm Tuyết Nhan thu hồi gương mặt tươi cười, khó hiểu nhìn Vũ Hàn. Còn chứng mất trí nhớ chọn lọc của Âu Dương thì phải làm sao bây giờ? Tim đập thật nhanh, cảm giác giống như lần đầu tiên hẹn hò vậy. Lo sợ mình ăn mặc có hợp hay không, lo lắng mình gặp mặt đối phương biểu hiện như thế này có thể có thất thượng hay không, hoặc có thể lời nói không nên nói, làm chuyện không nên làm hay không. Âu Dương liền hít một hơi thật sâu, mãi cho đến khi cảm xúc thoáng đã ổn định xong mới từ trong WC đi ra. Trong sảnh tầng 9, các nữ nhân trong nhà trọ 8 tầng, ngoài trừ Tỉnh Vu Hiểu, cũng đang phải sống chết hoàn thành bản thảo, và Tỉnh Vu Hy đi vắng ra, 4 vị còn lại đều đến đủ cả. Về phần các nam nhân, ngoài trừ vị ốc khốc đến sân bay đón người là La Kiệt cùng với Khuê Thú Chi, đều vì có chuyện công mà không thể đến. Trong không khí tràn ngập mùi vị thực vật, quanh quẩn bên tai là âm thanh thua nổi của những người bạn và tiếng cười của trẻ con. Hoàn cảnh này khiến cho người khác vui thích. Âu Dương liền thận thích không khí trước mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần có cuộc gặp mặt sắp tới. 5 phút trước, vị ốc khốc chồng của Tiểu Tuyết điện báo bọn họ đang ở trên đường cao tốc, nửa giờ sau là có thể về đến nhà. Mặt thấy La Kiệt, người bạn trai mà cô đã quên đi, sắp xuất hiện trước mặt mình, cô cảm thấy thực sự khẩn trương, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút trở mong, lại có điểm sợ hãi, muốn chạy trốn, lại muốn lưu lại. Hắn rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào đây? Cô từng vụng trộm hỏi qua Lâm Tuyết Nhan, nhưng cô ấy lại chỉ mỉm cười nói với cô, chờ hắn trở về, là cô có thể tự mình cảm nhận. Cô chưa từng bỏ qua ý định,
lại đi hỏi Lưu Dư. Cô ấy suy nghĩ nghiêm túc cả đường ngày, cuối cùng nói cô ấy cũng không rõ ràng lắm. Khúc Thiến thì tốt hơn một chút, cô nói mặc dù cô mới quen biết La Kiệt được không lâu, không biết hắn là người có tính cách như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là hắn đối với Âu Dương Liên cô thực sự rất tốt. Mặc dù có lúc bá đạo thô lỗ, nhưng đều xuất phát từ ý muốn tốt cho cô. Cho nên đối với bản thân cô mà nói, hắn được xem như là một người đàn ông tốt đi. Về phần Vu Hàn, cô không hỏi, bởi vì cô có cảm giác Vu Hàn có oán với La Kiệt, hình như là có liên quan đến chuyện cô mất trí nhớ. Chuyện cụ thể như thế nào thì cô cũng không rõ lắm. Mặt khác, về phần tại sao cô lại bị chứng mất trí nhớ chọn lọc thì cô cũng đã biết. Thì ra tất cả chỉ là hiểu nhầm. Cô nghĩ rằng La Kiệt phải kết hôn, cô dâu không phải là cô, cho nên chịu không đổi đả kích, vì vậy mới biến thành hoàn cảnh như bây giờ. Nói thật, cô thực sự hối hận đối với chuyện truy ra nguyên nhân như vậy, bởi đáp án thực sự là mất mặt. Cho tới bây giờ cô không biết là sức chịu áp lực của mình lại thấp như vậy, lại chỉ vì một người bạn trai mới quen biết trong vòng 20 ngày thay lòng đổi dạ mà bị đả kích lớn, trốn tránh sự thật, phải tìm đến chứng mất trí nhớ này. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, nếu tất cả những chuyện này đều là sự thật, vậy thì tình cảm của cô đối với La Kiệt nhất định là đã rất sâu. Ba ba! Tiểu Thiết ở bên cửa đùa giỡn, đột nhiên vui vẻ nói, thân thể nho nhỏ lập tức lao vào trong lòng của Vệ Ốc Khốc, vừa mới ở đại sảnh tầng 9. Vệ Ốc Khốc mỉm cười, ôm cô bé quay vòng vòng, khiến tiểu cô nương khanh khách cười vui vẻ một trận. Khuê Thú Chi cũng theo sau đi tới, ngay sau đó là La Kiệt, đã nửa tháng không thấy mặt. Âu Dương Liên không thể kiềm chế ánh mắt của mình, ngừng lại trên thân người vào nửa cuối cùng. Tuy rằng đã xem qua hình của hắn, đã biết được diện mạo và dáng hình của hắn, nhưng đến lúc chân chính thấy được người thật, cô vẫn bị chấn động nho nhỏ. Sau khi La Kiệt tiến vào trong phòng giao lưu, ánh mắt nhanh chóng tìm được cô, tiếp đó cước bộ hướng thẳng đó mà đi tới. Khi Lưu Dư thấy hắn đi đến bên cạnh liền nói, hoan nghênh anh đã trở lại, La Kiệt. Cảm ơn. Khúc Thiến quan tâm hỏi, tình trạng của ba anh có tốt hơn không? Ổn định lại rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Lâm Tuyết ngưng mặt đánh giá hắn, anh có vẻ gầy hơn trước, chuyện này anh vất vả rồi, tôi làm một ít điện tâm, anh ăn được thì ăn nhiều một chút, lấy lại thể trọng. Vâng, cảm ơn cô, Tiểu Tuyết. Hắn một bước dựng tới, đáp lại sự thăm hỏi của mọi người, ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi Âu Dương Liên. Cô khẩn trương, không biết phải làm như thế nào cho đúng, rất muốn trốn đi, bởi vì ánh mắt của hắn rất lâu thiêu đốt, cũng rất chiếm hữu, khiến cho cô cảm thấy thân thể giống như đang bị lột trần, nhưng hai chân của cô lại như không nghe lời, như đang mọc rễ cắm chặt vào mặt đất, động cũng không thể động lại được. Chẳng lẽ hắn không biết cô đã đánh mất hoàn toàn những ký ức về hắn hay sao? Hay nói cách khác, tại sao lại dùng phương thức xâm lược lại trực tiếp như thế mà cứ nhìn cô? Nếu hắn cứ như thế này, không nói một câu mà đem cô ôm vào trong lòng, cô phải làm gì bây giờ? Từ nay về sau, tránh né sự đụng chạm của hắn, có xúc phạm hắn hay không? Dù sao giữa hai người bọn họ vốn là bộ đôi yêu nhau, là vì cô không tin hắn mới xóa đi những chuyện về hắn ở trong đầu. Đang trong lúc cô do dự thì hắn đã chạy tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả người bất an như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Chào. Ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ là lộ ra nụ cười sáng lạn chào hỏi với cô mà thôi, cũng không làm ra hành động gì quá mức. Âu Dương Liên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chào. Cô chớp mắt, có chút gò bó lẫn cẩn trương đáp lại hắn. Anh nghe nói, em đã quên anh. Không ngờ hắn lại hỏi thẳng ra chuyện này. Âu Dương Liên có chút ngẩn ngơ, có điểm không biết phải làm sao. Tôi thật sự xin lỗi. Cô cúi đầu nói. Chuyện này cô không phải là lỗi của cô, sao cô lại phải xin lỗi hắn chứ? Vu Hàn nhịn không được ngắt lời kêu lên. Bà xã. Khuê Thú Chi kéo cô vào trong lòng. Từ lúc anh trở về đến giờ, em vẫn còn chưa cho anh một cái ôm hôn nào. Chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Hắn lập tức cúi đầu xuống hôn môi cô, thành công chuyển hướng sự chú ý của Vu Hàn, cũng an ủi bản thân hắn nỗi khổ tương tư ba ngày qua. Thanh âm phá đám đã không còn, La Kiệt thỏa mãn dương nhẹ khóe môi. Có điều khi hắn thấy ánh mắt kinh hãi rụt rè trước mặt mình, tim liền trụng xuống. Thì ra Sa Tăng thật sự không có lựa hắn. Cô thực sự đã hoàn toàn không nhớ gì về hắn nữa, không nhớ tất cả những gì bọn họ đã trải qua với nhau. Hắn cảm thấy có chút bị tổn thương, nhưng nghĩ tới nguyên nhân làm cho cô biến thành cái dạng dày, hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi. Cái độ ngốc này sao cứ giấu đi tâm tình của mình như vậy, không chịu đem cảm xúc hỉ nộ ái ố phát tiết ra ngoài một chút cơ chứ.
Khóc cũng tốt, tức giận trời mắng cũng xong. Thậm chí là liệu lính trực tiếp tới Mỹ tìm hắn tính toán sổ sách cũng được. Nếu cô nguyện ý đem tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không phát sinh những chuyện như thế này. Thật xin lỗi. Cô vẫn còn đang giải thích với hắn. Đừng xin lỗi nữa, đây không phải là lỗi của em. Hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cô, không phải cố ý, nhưng lại thuận tay đem đầu óc chỉnh tề của cô vọ cho rối tung. Do dự một chút, hắn lại kéo xuống dây buộc tóc sau đầu cô. Âu Dương liền thở nhẹ một tiếng, đưa tay muốn ngăn cản lại nhưng không kịp. Trong nháy mắt, mái tóc đen dài như gấm của cô trượt xuống, đẹp đến nỗi khiến cho La Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xin lỗi, ai vẫn thích em thả tóc hơn. Âu Dương liền ngẩn ra nhìn hắn, chưa kịp phản ứng đã thấy hắn đột nhiên cúi đầu xuống. Băng bó trên chân của em, bác sĩ nói có thể tháo ra rồi sao? Hắn nhíu mày hỏi. Cô gật đầu. Bác sĩ nói chân của tôi đã hoàn toàn bình phục. Thật vậy sao? Để anh kiểm tra xem. Nói rồi hắn nâng cả người cô bế lên. Âu Dương liền hoảng hốt hét lên, theo bản năng dùng hai tay quàng vào cổ hắn, ôm chặt lấy hắn. Phương pháp kiểm tra này của anh thật là có sáng ý nha. Vũ Hàn đứng một bên, không nhịn được mà nói. La Kiệt liếc cô một cái. Đúng nha, hâm mộ sao? Đáng tiếc thứ sáng ý này chỉ có thể là trời sinh. Coi như bây giờ cô muốn học cũng không kịp rồi. Anh nói cái gì chứ? Cả người đang ngứa ra chắc. La Kiệt không hề để ý tới cô ấy. Hắn cúi đầu xuống, nhìn nữ nhân ở trong lòng. Cô đang nhìn hắn chằm chằm, trên mặt còn một vạt ửng hồng, còn có nỗi khiếp sợ chưa tan. Đồ ngốc, em đang nhìn cái gì vậy? Hắn mỉm cười hỏi. Cô lặng đi một lúc, sau đó hạ tầm mắt xuống, đỏ mặt thấp giọng yêu cầu. Thả tôi xuống được không? Tại sao chứ? Mọi người đang nhìn. Vậy sao? Vậy thì chúng ta đổi chỗ khác, không cho người khác nhìn thấy là được rồi. Nói xong, hắn cứ như vậy ôm chặt cô, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi về phía cửa. La Kiệt, anh muốn mang Âu Dương đi đâu? Vũ Hàn bừng tỉnh đuổi theo, lại bị Khuê Thú Chi một tay chặn ôm lấy. Ông xã! Vũ Hàn giãy giụa, mặt thấy hai người họ sắp biến mất phía trước, cô khẩn cấp kêu lên. La Kiệt, đứng lại! Thật sự chạy mất rồi, tên hỗn đạn đó. Ông xã, sao anh lại ngăn em lại? Vũ Hàn tức giận giơ chân. Anh đã quên là Âu Dương bị bất trí nhớ sao? Tên hỗn đạn La Kiệt đó. Âu Dương liền nhất định sẽ bị hắn dọa cho sợ hãi. Anh không phải là ngăn em nữa, em muốn đi cứu Âu Dương. Em bình tĩnh một chút đi, cô ấy không cần em cứu đâu. Khuê Thúy Chi trấn an cô. Ai nói chứ, cô ấy... Em không để ý sao, vừa nãy cô ấy không hề có dãy rủa. Hắn ngắt lời cô, Vũ Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như đúng là như vậy. Âu Dương liền ngoại trừ tiếng kêu sợ hãi lúc đầu ra, không hề có bất cứ phản ứng kịch liệt nào. Lúc La Kiệt ôm chặt cô ấy đi qua trước mặt mọi người, thì cô cũng không có cầu cứu bất cứ người nào. Tại sao lại như vậy? Xem ra La Kiệt xuất hiện tựa hồ khiến cho cô ấy nhớ ra được điều gì đó. Vệ ốc khốc nghĩ như ra được điều gì đó. Vũ Hàn đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi lẫn không tin. Chuyện này có thể sao? Cô thì thào lẩm bẩm, đi vào lầu 8, đóng cửa lại. La Kiệt ôm chặt Âu Dương Liên, đứng ở chỗ huyện quan, khẩn trương cúi đầu xuống nói với cô. Còn không hôn anh. Cô lăng lăng nhịn hắn. La tiên sinh, đừng giả bộ, anh biết là em đã nhớ ra được, còn không hôn anh. Nói rồi, hắn trợ không được, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô. Âu Dương Liên đưa tay nhẹ nhàng đẩy mặt hắn ra. Thả tôi xuống trước được không? Cô ôn nhu yêu cầu. Hắn không chút do dự lắc đầu, sau đó cởi giày, ôm cô đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Mà cô đương nhiên chỉ có thể ngồi trên đùi hắn, hai tay hắn thì vây quanh hông cô, không rời dù chỉ là một chút. Cô không nhớ đâu toàn bộ, thầm nhớ lên một ít đoạn ngắn mà thôi. Cô mở miệng trước, La Kiệt nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Em nhớ được nhiều đoạn nào? Anh hình như thực sự rất thích làm loạn dây buộc tóc của tôi, sẽ lấy nó xuống, đúng không? Còn gì nữa? Lúc trước, hình như anh thường bế tôi như vừa nãy. Lúc trước, bởi vì liên quan đến chuyện cha đem bị thương, thực sự anh thường đem em ôm tới ôm lui, còn gì nữa không? Có phải hồi đó... Anh hoài gọi tôi là đồ ngốc. Khi ở tầng 9, tôi đột nhiên có cảm giác này, giống như thường cái anh hay gọi tôi như vậy. Đúng vậy, anh rất thích gọi em là đồ ngốc, bởi vì em là tiểu ngốc, chỉ thuộc về anh. Nói rồi, hắn nhịn không được, khuynh thân xuống hôn cô. Còn gì nữa không hả? Âu Dương liền cắn cắn cánh môi, do dự một chút mới đỏ mặt chậm gì gì nói. Còn anh lúc trước,
cũng có hôn qua em. Xem ra những đoạn em nhớ đều có liên quan đến chuyện anh vừa làm với em. Cảnh đồng dạng hoặc tình hình thực tế tương tự, tựa hồ có thể làm cho trí nhớ đã mất của em có thể sinh ra một ít cộng hưởng. Cô mân môi, không biết nên nói cái gì. Ok, anh đã biết cần phải giúp em khôi phục trí nhớ như thế nào rồi. Anh mỉm cười, đột nhiên bế cô đứng dậy, đi về phía phòng của hắn. La Kiệt, anh muốn mang tôi đi đâu? Âu Dương Liên vội vàng ôm cổ hắn. Hắn cúi đầu, cho cô một nụ cười cực kỳ ái muội. Mang em trở về phòng, làm chuyện chúng ta thường làm trước kia. Tin tưởng rằng trí nhớ của em nhất định sẽ rất nhanh thôi, có thể hoàn toàn khôi phục. Cả người cô cứng đờ, hai mắt trợn tròn, hai gò má nhanh chóng đỏ lên. Chờ một chút, La Kiệt, chờ một chút. Cô giãy giụa kêu lên. La Kiệt tất nhiên là không có để ý tới cô rồi. Ngoài ra, hắn còn lớn tiếng cười rất khoái trá. Hắn sẽ thật sự hưởng thụ quá trình giúp cô khôi phục trí nhớ.